Nam nhân dâu cá chê nổi giận. Chết tiệt. Lý Vân Tiêu lại đâm trúng tim nam nhân dâu cá chê, mắt gã dâng lên sát khí. Bốn năm người đều là cường giả từ các thời đại, sau khi vào vĩnh sinh chi giới nghe về thiên phượng chân linh liền rốt cuộc chạy tới. Với thân phận cường giả đỉnh cao bây giờ rơi vào tình cảnh trông cửa, năm người kiềm nén cục tức đã lâu, tính tình cũng trở nên cực kỳ thô bạo. Nhưng danh tiếng phản yêu quá lớn, nhiều năm qua không ai dám vào cấm địa nên bọn họ không tìm được chỗ trút giận. Bây giờ không chỉ có người đến còn trò chúng chỗ đau của họ, đối tượng chỉ là một tên nít danh quy chân cảnh hỉ mũi chưa sạch. Nam nhân dâu cá chê hét to mấy tiếng. Nam nhân dâu cá chê biến ra 7 đao ảnh từ các hướng khác nhau chém vào Lý Vân Tiêu như thể 7 người cùng múa đao. Đầu, vai, ngực, dưới chân, tất cả đều bị đại đao chém. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng, một tay bắt ấn. Ánh sáng vàng chợt lóe biến ra 3 đầu 6 tay đều bấm kiếm quyết điểm vào ánh sáng vàng kia. Nam nhân dâu cá chê giật mình kêu lên. Cái gì? Nam nhân dâu cá chê bị thần thông pháp tướng kim thân hù giật mình. Bùm 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 bùm. Sau đó cánh tay nam nhân dâu cá chê trầm xuống, đao bị 7 luồng kiếm quang điểm trúng, thân đao lung lay phát ra âm rung. Nam nhân dâu cá chê vừa kinh vừa giận, đối phương chỉ có cảnh giới quy cân nhưng có thể cứng rắn đỡ đao quang của gã. Nam nhân dâu cá chê gầm lên, hai tay giơ đao trước mặt. Nhiều phù văn màu vàng bay lên từ thân đao ngưng tụ thành thú ảnh màu vàng. Nam nhân dâu cá chê hét to một tiếng. Thông linh cổ đao chạm. Thú ảnh như hóa thân của đao gầm giống xông lên, nam nhân cũng lắc người lao theo thú ảnh gần như dán sát vào nhau, người đao hợp nhất. Sáu tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, tự kết ấn riêng, đôi mắt cực kỳ trong trẻo tốc độ nhìn đao thú chém tới, không chút dao động. Kiếp trước tu vi của Lý Vân Tiêu kẹt trước trưởng thiên cảnh, hắn cho rằng vượt qua ngưỡng cửa này liền đi tới tận cùng. Trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn Lý Vân Tiêu mới biết trên đời còn có cảnh giới hư cực, là cảnh giới đỉnh dưới vòm trời này. Sau khi gặp Lam Nham Chủ rồi mới biết trên hư cực có tạo hóa, trên thập phương cảnh có bách kiếp giới vương. Giờ phút này, mắt Lý Vân Tiêu đã nhìn hướng giới vương cảnh xa xôi, đạo tâm cứng rắn, lực lượng dưới trưởng thiên cảnh không thể dao động chút tinh thần nào của hắn. Lý Vân Tiêu cực tĩnh khiến mạch liếc mắt nhìn, trong mắt gã lộ tia giật mình, gợn sóng. Nhiều kim quang và phù văn bay lên từ sáu tay Lý Vân Tiêu. Khi đao thú lao tới gần mấy chục trượng thì ba đại thủ ấn tự kết thành, lăng không hợp nhất. Phù sinh ấn, trần thế ấn, thiên địa ấn, ba ấn hợp nhất, một mảnh ánh sáng vàng khuếch tán phạm vi mấy mẫu bao phủ đao thú vào trong. Tim nam nhân dâu cá chê rung lên, nhận ra ngay uy lực của chiêu này. Cái gì? Nhưng nam nhân dâu cá chê tự phụ rằng tu vi đè đối phương một bậc, bản thân gã là cường giả tuyệt thế, hiếm khi thua trận, gã không tin mình sẽ thua. Nam nhân dâu cá chê gầm lên, rót toàn bộ lực lượng vào trong đao. Đao thú biến to mấy phần, tiếng giống càng lớn hơn, được ăn cả ngã về không lao qua. Nhưng rồi một tiếng rồng ngầm kinh thiên nhấn chìm tiếng gầm gừ kia. Ba ấn hợp nhất, ngàn vạn phù văn bay đầy trời ngưng tụ thành hình rồng, thành hàng cửu thiên. Hình rồng xoay người, thân hình xoay quanh, cực kỳ có linh tính lao hướng đao thú. Ầm 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 ầm. Ánh sáng vàng nổ tung. Ánh sáng chói lòa che lấp tầm mắt phía trước. Đao thú hét thảm bị hủy diệt dưới hình rồng. Thân rồng đánh vào sống đao, nam nhân dâu cá chê phun ra ngụm máu, trùng kích ánh sáng vàng khuếch tán chiếu rọi bầu trời diện tích mấy trăm mẫu, nuốt hết tầm mắt. Một bên khác, bốn người kia cũng rơi vào khổ chiến. Cùng với ánh sáng vàng nổ tung, bốn người cực kỳ giật mình, bị giết trở tay không kịp. Bọn họ vội thụt lùi mấy trăm trượng mới trốn thoát khỏi vòng chiến. Chuyện gì xảy ra? Là thông linh cổ đao chạm. Tiểu tử kia chỉ có tu vi quy chân cảnh đúng không? Buộc Chu lão thì triển ra tuyệt chiêu át chủ bài được hay thật? Ha ha ha, dù thế nào thì trưởng thiên cảnh bình thường cũng không đỡ nổi đao chạm kia. Chu lão giết một tên trước thì áp lực phía chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn chút, bọn họ tiêu đời rồi. Dám xông vào cấm địa, còn dám nói năng lỗ mãng, bọn họ chết là đáng. Bốn người cách mấy trăm trượng thi nhau chào phúng mỉa mai, nhe răng cười, cứ liếc qua đám người khúc hồng nhan như đang nói tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Tiếng gầm rú trong ánh sáng vàng kéo dài giây lát rồi dần tan biến. Ánh sáng vàng chói mắt từ từ nhạt nhòa lộ ra cảnh tượng bên trong. Nam nhân dâu cá chê vẫn giữ tư thế cầm đao nhưng yếu đuối, nhẹ run trong gió.
phụt, máu đọng trong ngực bắn ra, nam nhân râu cá chê như diều đứt dây bay ra sau nhẹ tựa trang giấy. Bốn nam nhân khác ngây người giây lát rồi giật mình biến sắc mặt. A, Chu lão! Một người bay theo nâng Chu lão bay trở về. Bốn người khó tin nhìn vết thương trên người nam nhân râu cá chê, gần như bị thương đầy mình, mấy khiếu huyệt, kinh mạch chủ đều chảy máu. Nam nhân râu cá chê còn cầm đại đao nhưng đã mết hết linh tính, tối tăm không ánh sáng. Lý Vân Tiêu đã phục hồi lại thân thể bình thường, hai cánh tay hơi tê, gân xanh mạch máu nhô lên trên lớp da, thấm đầy mồ hôi. Một kích vừa rồi Lý Vân Tiêu cũng dốc hết sức ra, đánh rất là sung sướng lâm ly. Tất cả thần dịch lực rót vào ấn quyết, cả người Lý Vân Tiêu bị hình rồng rút sạch, hắn càng kiên định quyết tâm nhanh chóng tiến lên trước hơn. Mấy người Khúc Hồng Nhan Thuấn Di tới bên cạnh Lý Vân Tiêu ngay, bảo vệ an toàn cho hắn. Lý Vân Tiêu tránh cho các nữ nhân lo lắng, trấn an bảo. Ta không sao. Lý Vân Tiêu nhìn bốn người phía xa. Chúng ta chỉ đến cầu kiến Lâm Đại Nhân, có một vị quen biết cũ với Lâm Đại Nhân, làm phiền bốn vị thông báo giúp cho. Trong đó một người nổi giận nói. Người đánh Chu lão bị thương nặng, chúng ta cũng có vết thương trong người, còn muốn chúng ta đi thông báo. Ngươi không cảm thấy đây là nằm mơ giữa ban ngày sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mấy vị cũng xem như cường giả từng tung hoành thiên vũ giới, tại sao nói ra lời con nít quá vậy? Nếu mới rồi lời ta nói là mơ giữa ban ngày thì bốn vị đã gặp nguy hiểm. Bốn người giật nảy mình, tỉnh táo lại. Bọn họ phát hiện cả nhóm đã bị đối phương tỏa định, phật lòng một cái là họ sẽ hứng lấy công kích như bão tố mưa xa. Khụ khụ, có gì từ từ nói đàng hoàng. Bốn người mở mang đầu óc ra, ai cũng từng là cáo giả gừng cây, chẳng qua cô đơn quá lâu, tức mụ người nên mới hành động theo cảm tình. Lý Vân Tiêu nói, lời đàng hoàng đã nói hết, chỉ còn lại khó nghe. Một cường giả trưởng thiên cảnh chịu thua, chắp tay hành lễ xem như xin lỗi. Ha ha ha, lời hay luôn khó nghe, là chúng ta hồ đồ. Lý Vân Tiêu khách sáo đáp lại. Ha ha ha, không sao, không sao. Biết dừng cương trước bờ vực để úp gia đầu lại là tốt rồi. Cái gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ, nếu Lý Vân Tiêu hành 5 người quá thảm thì chút nữa khó ăn nói với Lâm. Người kia bảo, mấy vị hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc, ta thông báo với Lâm Đại Nhân ngay. Ba người khác biểu tình quái dị, đều cười nhạt nhìn bọn họ như người chết. Người kia mỉm cười xoay người đi, ông thầm mắng nhóm gã đúng là đồ ngu. Cứ xúi tên biến thái Lâm giải quyết đám người này là được. Cần gì để chính mình chật vật như vậy? Chu lão suýt mất mạng. Vừa nghĩ đến thực lực khủng bố của Lâm là người kia run lẩy bẩy, bước chân nhanh hơn, mấy bước sau đã biến mất trên bầu trời. Ba người còn lại vừa cảnh giác đề phòng nhóm Lý Vân Tiêu vừa trị thương cho Chu lão. Nhưng vết thương quá nặng, chỉ có thể từ từ ngừng máu. Lý Vân Tiêu động lòng trắc ẩn ném cho một ít dược vật trị thương. Ba người kia đầu tiên là từ chối nhưng rồi cẩn thận quan sát dược vật. Yên lòng cho Chu lão dùng. Mấy vạn năm ở tại đây đã sớm ăn sạch các loại đan dược, thiên tài địa bảo mang theo bên người, nghèo rớt mô àng tơi. Khoảng một chén trà sau, phía trước xa ngàn trượng đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng như sóng nước khuếch tán, mờ mịt mà rầm rộ xuyên suốt thiên địa, thấy lên ngàn dặm. Trong làn sóng vàng có mây mù dâng lên rồi tản ra, hiện ra một thế giới động thiên. Bên tai có tiếng gió thổi, trăng sáng trong, gợn sóng lăn tăn. Cảnh tượng thần tiên. Có cung điện dựng trên lớp sóng vàng mông lung gần trong gang tấc rồi lại xa như chân trời. Ba người trông cửa kinh ngạc há hốc mồm, ngây người ra. Bọn họ khó tin nổi Lâm mở cấm địa, để cung điện hiện hình. Ngó tình hình không chỉ đồng ý cho người đi vào mà càng như mở rộng cung môn nghênh tiếp. Người lúc trước đi vào thông báo xuất hiện trên mảnh ánh sáng vàng, biểu tình tràn ngập khó tin. Người đó chắp tay hành lễ nói. Các vị, Lâm Đại Nhân cho mời. Người đó thốt lời khiến ba người kia chết đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn đám người Lý Vân Tiêu cười vui tiến vào. Lý Vân Tiêu chắp tay. Làm phiền. Sau đó hắn hớn hở vào trong. Lâm gióng trống khua chiêng nghênh tiếp bọn họ thế này xem ra không có ác ý, không chừng sẽ có hy vọng về thiên phượng chân linh. Mấy người lòng vui vẻ bước vào lớp sóng vàng liền cảm giác có động thiên khác. Khí hậu nguyên vạn thiên đều khác với vĩnh sinh chi giới. Trên bầu trời huyễn hóa ra ba dải sáng rực rỡ nhiều màu xinh đẹp ngưng tụ thành hình dạng lông chim phượng, tựa như khổng tước xòe đuôi.
một tự phù, sơn, lơ lửng trên trời. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Thiên phượng chân linh. Phi Nghê nói nhanh. Đúng là ba cọng lông chim thiên phượng nhưng không phải cọng chân vĩ linh ở phần đuôi. Mặt Phi Nghê ửng hô hằng, từ khi bước vào cảnh này thì tốc độ chảy dòng máu của nàng tăng gấp đôi, như chim mệt mỏi về tổ. Giờ phút này, Phi Nghê nhìn ba cọng phượng vũ trên bầu trời, vẻ mặt si mê. Phi Nghê cảm nhận ấm áp chiếu vào người, cực kỳ thoải mái, nàng cảm động muốn khóc. Trên người Phi Nghê xảy ra thay đổi nhỏ nhoi. Mơ hồ có phượng văn hiện ra trên làn da Phi Nghê giống y như đồ án trong cọng lông chim phượng trên bầu trời. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện điều khác lạ. Phi Nghê, nàng. Sau lưng Phi Nghê hiện ra ảo ảnh thiên phượng, trong đoàn sáng nhạt đỏ rực có loài cầm to ngủ đông tùy thời phá không bay ra. Người Phi Nghê nổi lên nhiều phượng văn bao tù mặt mũi nàng, thần hỏa rực cháy từ trong cơ thể sộc thẳng phía chân trời, biến thành phượng ảnh to lớn bên trên cung điện. Phi Nghê chậm rãi nhắm mắt lại ngồi lơ lửng trên bầu trời, một tay đặt trước mặt kết ấn ký kỳ lạ như đầu phượng trước mặt nàng. Khúc Hồng Nhan định tiến lên hỏi han nhưng bị Lý Vân Tiêu ngăn lại. Lý Vân Tiêu nói, nơi đây có ích rất lớn cho tu vi của nàng ấy, đừng quấy rầy. Trác Lâm đại nhân sớm cảm giác sự tồn tại của Phi Nghê, sẽ không trách, Khúc Hồng Nhan nói. Vậy chúng ta hãy vào cung điện đi. Ngoài miệng Lý Vân Tiêu nói vậy nhưng không yên tâm để Phi Nghê ở lại đây một mình. Lý Vân Tiêu dặn dò. Hồng Nhan, Vân Thường hãy ở lại đây trông chừng Phi Nghê, ta sợ có chuyện gì. Khúc Hồng Nhan nói. Cũng tốt, vậy thì ta cũng yên tâm hơn. Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường liếc nhau, hai nữ nhân cùng cười. Ừm, chúng ta đi trước đi. Lý Vân Tiêu mang theo Mạch, Bắc Quyến Nam đi hướng cung điện. Mạch và Lâm cùng là yêu tộc, Bắc Quyến Nam là người quen cũ 10 vạn năm trước nên không thể để hai người ở lại đây. Cung điện nguy nga như sương như mộng, như thể ngưng tụ bằng hơi nước. Trên sóng vàng mông lung mờ mịt cung điện càng hư ảo hơn. Ba người đến trước cung điện, cánh cửa khép chặt, chỉ có hai pho tượng thú bằng đồng đặt hai bên. Lý Vân Tiêu chắp tay lớn tiếng nói. Vãn bối là Lý Vân Tiêu đặc biệt đến bái kiến tiền bối. Thanh âm vang dội vọng vào đại điện. Nhưng không có đáp lại, mọi thứ tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu nhíu mày không hiểu Lâm có ý gì, tự quyết định tiến lên trước, muốn đẩy cửa vào. Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên. Đứng lại. Hai đồng tú trước cửa đột nhiên biến đổi hóa thành hai nam nhân yêu tộc uy phong lẫm lẫm. Một người đen thui, mặt mũi hung dữ. Một người da màu xám, cái đuôi như rắn quấn trên người. Khí thế cường đại phát ra từ yêu tộc răng anh đen thui bên trái, như tường đồng vách sắt chấn Lý Vân Tiêu thụt lùi. Mạch con người có rút giật mình nhìn hai yêu tộc, nhận ra chút lai lịch. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh chắp tay nói. Vãn bối là Lý Vân Tiêu đến bái kiến Lâm đại nhân, lúc trước đã thông báo rồi. Yêu tộc răng nanh người đen cười hỏi. Thông báo nói là người quen cũ của Lâm đại nhân, ngươi là thứ gì mà tự xưng là người quen cũ? Nếu không nói ỉ ó ràng thì hôm nay đừng hòng trở về. Lý Vân Tiêu rất bức bối, giờ mới biết Lâm mở rộng cung môn vì nghênh đón, người quen cũ, chứ không phải hắn, tự mình đa tình giờ thì rất quê. Yêu tộc đuôi rắn thân xám mắt lóe tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Phi Nghê ở gần đó, giật mình kêu lên. Thiên phượng nhất thể. Yêu tộc răng nanh người đen cũng hết hồn. Quả nhiên là thiên phượng nhất thể. Yêu tộc răng nanh người đen thẳng thốt kêu lên. 10 vạn năm qua, thiên phượng nhất thể lại hiện ra chốn nhân gian rồi sao? Yêu tộc đuôi rắn thân xám nói. Mặc kệ thế nào thì đây là việc lớn, phải thông báo cho Lâm đại nhân. Yêu tộc răng nanh người đen lắc đầu nói. Không cần, phản ứng mãnh liệt như vậy chắc chắn Lâm đại nhân đã biết rồi. Hai yêu tộc nhìn Phi Nghê chằm chằm, hoàn toàn phớt lờ đám người Lý Vân Tiêu. Ba người Lý Vân Tiêu thấy hơi lạnh, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Ba người bất đắc dĩ đành lấy giới thần bi ra, để linh mục địch ra. Lần này thì hai vị đại năng yêu tộc mới chú ý. A, thánh khí. Dù sao thánh khí không phải vật bình thường, nhiều năm qua yêu tộc không được vài thánh khí truyền thừa, đến bây giờ chỉ còn lại hỗn thiên nghi. Linh mục địch chắp tay. Thì ra là hai vị tôn giả đại nhân Sán và Trác. Hai yêu tộc giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Hai yêu tộc xem xét linh mục địch từ trên xuống dưới. Yêu tộc răng nanh người đen chắc nói. Là linh hồn bám vào khôi lỗi,
hay người là người quen cũ 10 vạn năm trước? Linh Mục Địch nói. Đúng vậy, tại hạ là Linh Mục Địch, cầu kiến Lâm, không biết Lâm và hai vị tôn giả còn nhớ tại hạ không? Bắc Phực Chi Vương Linh Mục Địch. Sán và Trác dùng mình, trở nên nghiêm túc, cung kính hơn. Yêu Sán cảm thán rằng. Không ngờ Mục Địch đại nhân cuối cùng lại trong thân hình như vậy. Trong giọng nói chất chứa đầy buồn phiền. Linh Mục Địch cười nói. Cũng không đến nỗi tệ. Sán vội nói. Mời Mục Địch đại nhân vào, Lâm đại nhân chờ đã lâu. Linh Mục Địch và hai yêu khách sáo vài câu sau đó bước hướng đại điện. Cửa cung điện tự động mở ra, ba người Lý Vân Tiêu đi theo sau. Sán và Trác không ngăn cản nữa. Trong điện vốn tối đen, mấy người đi vào bỗng chốc cung điện sáng rực. Bên trong không lớn nhưng tinh xảo mà trang nhã, cho cảm giác ấm áp. Linh Mục Địch cao giọng nói. Linh Mục Địch đặc biệt đến bái kiến Lâm đại nhân. Trên mặt đất trước mắt bốn người đột nhiên hiện ra một tòa trận pháp. Trận quang màu xanh chậm rãi dâng lên, lơ lửng trong không trung không tán đi. Bên trong bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng vàng mơ hồ lập lòe bên trên trận pháp. Một thanh âm mơ hồ phát ra từ ánh sáng vàng, ngữ điệu trầm ổn bình tĩnh nói. Mục Địch đại nhân, lâu ngày gặp lại, đã lâu không gặp. Linh Mục Địch nghe vậy người khẽ rên, cực kỳ kích động nói. 10 vạn năm không ngờ còn có thể nghe thấy giọng của Lâm đại nhân, ta không còn gì luyến tiếc. Lý Vân Tiêu dùng diệu pháp linh mục nhìn, ánh sáng vàng lập lòe mờ mịt, bên trong trống không chẳng có gì, chỉ tồn tại một phù văn yêu tộc kỳ lạ. Lâm dựa vào thuật truyền âm nói chuyện, không rõ tại sao không lộ mặt ra, làm vậy hơi thất lễ. Nhưng ngày xưa Lâm là một trong bốn cường giả giới vương cảnh, là hoàng của vạn yêu, thân phận và thực lực đều trên linh mục địch. Gặp nhau như thế này cũng không có gì không ổn. Lâm cảm thán rằng, ha ha ha, được gặp mặt bằng hữu cũ một lần thì ta đây cũng vô cùng vui mừng. Đại điện lặng yên lặng, chỉ có ánh sáng vàng bập bùng chiếu bốn phía dập dờn bóng sáng. Lâm lên tiếng hỏi, Mục Địch đại nhân đến đây chắc không chỉ vì ôn chuyện cũ với ta đúng không? Linh Mục Địch cười khẽ, ha ha ha, với ta thì gặp đại nhân là việc ưu tiên nhất. Nhưng đúng là có kèm theo chút việc nhỏ. Giọng Lâm bình tĩnh hỏi. À, là việc nhỏ gì, nói nghe thử. Hai người đều là cường giả tuyệt thế vượt qua 10 vạn năm, lần nữa gặp nhau thì tâm tình rất kích động nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Linh Mục Địch nghiêm mặt nói. Phong ấn ma chủ đã mở, quy tắc tập phương trở về thiên địa, ngày ma kiếp lại giáng xuống. Đoàn sáng vàng không ngừng chuyển động, một lúc sau phát ra thanh âm. Đại nhân đến tìm ta là vì việc này. Với trạng thái hiện tại của Lâm khó thể nhận lấy trách nhiệm phong ma lớn lao. Mỗi thời đại có cường giả của riêng nó, cường giả mỗi thời đại gánh vác trách nhiệm của thời đại đó. Thiên hạ hiện giờ đã không thuộc về Lâm. Linh Mục Địch nói. Lâm không phải muốn Lâm đại nhân xuống núi. Chắc đại nhân đã sớm cảm ứng được nữ nhân đang ở ngoài cung điện. Nàng là thiên phượng nhất thể. Ta hy vọng đại nhân cho nàng thiên phượng chân vĩ linh. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng nhìn đoàn sáng vàng không chớp mắt, hắn muốn nhìn ra manh mối gì nhưng vô ích. Lâm không nói tiếng nào, thật lâu sau lại lên tiếng. Cọng chân vĩ linh này vốn là thiên phượng thượng cổ, ta nhận ủy thác của người thay thế bảo quản. Nhận người ủy thác? Đám người Lý Vân Tiêu giật nảy mình, nhưng ba người không biết rõ ràng tình hình cụ thể nhưng giật mình qua đi rồi trở lại bình thường. Chỉ có Linh Mục Địch là vẫn tràn ngập hoảng hốt, buột miệng hỏi. Ai ủy thác? Lâm im lặng một lúc. Ly Chu. Linh Mục Địch giật bắn người. Là nàng. Linh Mục Địch lộ vẻ mặt khó hiểu. Nếu nàng có thiên phượng chân vĩ linh vậy tại sao không tự mình luyện hóa đi? Lâm nói. Một lời khó thể nói rõ ràng, có một số điểm đáng ngờ thì ta càng không hiểu. Ly Chu phó thác thiên phượng chân vĩ linh cho ta, kêu ta trong tương lai truyền nó cho người thật sự tiến hóa thành thiên phượng thượng cổ được. Thế thì vừa lúc rồi. Linh Mục Địch vui vẻ nói. Nữ nhân ở ngoài điện là thiên phượng nhất thể, hiện giờ đã là quy chân thần cảnh, tương lai thành tựu không dưới Ly Chu, chắc chắn có thể tiến hóa thành thiên phượng thượng cổ thật sự. Lâm lạnh nhạt nói. À, vậy sao? Giọng nói tràn ngập không tin. Đương nhiên rồi. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Nghe tuổi trẻ thông tuệ, huyết mạch trong các đời thiên phượng thuộc hàng đỉnh cao. Hơn nữa được đến Phượng Hoàng chân hỏa. Tất cả đều ngụ ý tương lai nàng chắc chắn có thể trở thành thiên phượng thật sự.
ha ha ha. Trong quả cầu ánh sáng màu vàng phát ra tiếng cười khẽ. Ngày xưa Ly Chu là cửu niết phượng thể, hơn nữa được đến thiên phượng chân hỏa chứ không phải phượng hoàng chân hỏa bình thường. Dù vậy thì cuối cùng vẫn không thể trở thành thiên phượng thật sự. Lý Vân Tiêu há to mồm không nói nên lời. Lâm nói, nếu ngày sau nàng có thể bước vào tạo hóa cảnh, hơn nữa tu luyện viên mãn, lúc trùng kích giới vương cảnh thì ta sẽ cho nàng cọng chân linh này. Lòng Lý Vân Tiêu máy động hỏi, có cọng chân linh này là có thể xông vào giới vương cảnh. Lâm nói, ha ha ha, chỉ tăng thêm chút xác suất, giới vương cảnh làm gì dễ trùng kích vậy. Không thì ngày xưa Ly Chu đã không chậm chạp mãi không tiến bộ, Ly Chu chính là cao thủ tu luyện đến tạo hóa cảnh đại viên mãn. Lý Vân Tiêu triệt để câm nín. Khụ khụ, Lâm đại nhân. Cố Thanh Thanh mở miệng nói. Tình hình hiện tại khác với 10 vạn năm trước, đã không có nhiều cao thủ tạo hóa cảnh, giới vương cảnh xuất hiện. Nếu Phi Nghê được cọng chân vĩ linh này chắc chắn có thể bước vào hư cực cảnh, cũng sẽ đem lại tác dụng rất lớn với ma kiếp. Quả cầu ánh sáng vàng càng sáng hơn, giọng Lâm truyền ra có vẻ bực mình. Ta không hiểu mục đích đại nhân đang nói gì, kêu ta dùng cọng thiên phượng chân vĩ linh này tạo nên một lâu la hư cực cảnh, ý mục đích đại nhân là vậy phải không? Linh mục đích lúng túng co nắm tay phải đặt bên môi ho khan mấy tiếng. Lâm đại nhân, thiên vũ giới hiện tại không giống chúng ta ngày ưa, không có nhiều cường giả. Hư cực thần cảnh đã là tồn tại ghê gớm. Lâm giận thật, mắng thẳng mặt. Hừ, linh mục địch, người đừng nói bậy bạ, nếu vậy còn chẳng bằng ta tự mình luyện hóa thiên phượng chân vĩ linh, dù cho sán hoặc chắc thì hiệu quả còn lớn hơn là huyết mạch thiên phượng quy chân cảnh ngoài điện. Linh mục địch nhức đầu, ngẫm nghĩ lại nói. Nàng này không chỉ bản thân có điều kiện ưu việt còn là quan hệ tình lữ với Lý Vân Tiêu, truyền nhân đương đại của giới thần bi, chắc cũng là người thiên mệnh chọn chúng. Lâm nói. Có rất nhiều người thiên mệnh chọn chúng nhưng phải trải qua sóng to gió lớn đào thải, sống sóng đến cuối cùng mới được. Lý Vân Tiêu nghe phát mệt, quát. Nói nhảm nhiều quá, nói thẳng ra là không chịu cho chứ gì. Chân vĩ linh vốn là vật của thiên phượng, nên thuộc về huyết mạch thiên phượng. Ngươi chiếm vật thuộc về nàng ấy thì có đạo lý gì? Linh mục địch hoàn toàn biến sắc mặt vội ngăn lại. Đừng nói bậy bạ. Quả cầu ánh sáng vàng tối đi một chút. Thật lâu không có thanh âm truyền ra. Tuy thân hình linh mục địch bằng kim loại nhưng giờ ngũ quan nhăn nhúm lại một chỗ, bộ dáng nóng ruột nóng gan. Lý Vân Tiêu nói. Ta nói bậy cái gì? Vốn là đạo lý thế này. Trời, người còn nói nữa. Linh mục địch đau đầu như búa bổ. Nếu đắc tội Lâm thì chẳng những không lấy được thiên phượng chân vĩ linh còn để lại ấn tượng xấu. Linh mục địch kêu Lý Vân Tiêu đến tìm Lâm trừ vì mạch ra quan trọng nhất là để Lâm ủng hộ thân phận chủ giới thần bi của Lý Vân Tiêu. Dù sao cường giả tạo hóa cảnh trong thiên hạ hiện nay đếm trên đầu ngón tay, nếu được Lâm ủng hộ thì tương lai con đường Lý Vân Tiêu đi sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Trong quả cầu ánh sáng vàng phát ra thanh âm. Ngươi là người giới thần bi lựa chọn trong thời đại này sao? Thanh âm nhẹ nhàng, dường như Lâm không tức giận. Lý Vân Tiêu bình tĩnh đáp. Đúng rồi. Quả cầu ánh sáng vàng xoay mấy vòng. Tu vi quy chân cảnh, thân thể dung thông cảnh, nếu là 10 vạn năm trước thì chỉ là nhãi nhép. Nhưng nghe Linh Mục Địch vừa nói thì ngươi cũng khá trong thời đại này. Linh Mục Địch sợ Lý Vân Tiêu lại nói linh tinh, vội lườm hắn. Linh Mục Địch cướp lời. Ha ha ha, tạm tạm, tạm tạm. Lâm nói. Truyền thừa của thời đại này yếu đến vậy sao? Yếu đến thế mà có được giới thần bi vậy nữ nhân bên ngoài sở hữu thiên phượng chân vĩ linh cũng không có gì. Lý Vân Tiêu. Chấm. Linh mục địch hỏi ngay. Vậy xin đại nhân ban linh đi. Lâm hừ mạnh. Ta có nói sẽ cho chân vĩ linh sao? Linh mục địch mừng thầm, nghe câu này thì còn đường vớt phát. Linh mục địch dẻo miệng thuyết phục. Mấy người mà đại nhân thấy trước mắt đều là chủ lực tương lai trải qua ma kiếp. Chúng ta làm tiền bối từ 10 vạn năm trước may mắn sống sót ít nhiều gì cũng nên cho họ chút trợ giúp đi. Lâm lặng im, Lý Vân Tiêu thấy ra Lâm dao động, thế là hắn không lên tiếng. Một lát sau Lâm nói. Ta có thể cho bọn họ một cơ hội, thử xem cơ duyên của họ, cũng coi như ướm thử thiên ý. Nếu thiên ý đồng ý để ta lấy chân vĩ linh ra thì ta không còn lời nào để nói. Linh mục địch vui vẻ hỏi. Trắc nghiệm thế nào? Lâm nói. Chờ thiên phượng nhất thể thoát khỏi tu luyện rồi nói tiếp. Nàng tới đây không dễ dàng, ta
ta khai sáng ra động thiên phương này kéo dài 10 vạn năm, dùng 12 cọng lông thiên phượng, nay 3 cọng duy trì nó không còn bao nhiêu lực lượng. Thiên phượng nhất thể có thể thu nạp được bao nhiêu phải xem tạo hóa của chính nàng ấy. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu xuyên thấu ra ngoài điện, hiện tại trạng thái của Phi Nghê đã tiến vào nhập định, trong một lúc không ra được. Nhưng Lý Vân Tiêu không gấp, ở trong nhập định càng lâu thì càng chiếm lợi, đến lúc vượt qua thử thách càng có phần thắng lớn. Lâm tiếp tục bảo, ngươi là thương yêu. Mạch dùng mình, cảnh giác ngay. Mạch biết bị Lâm để ý, cảnh giác đáp. Đúng vậy. Lâm nói, ta thấy dao động nguyên lực trên người của ngươi, đã tu luyện thánh công ta để lại. Mạch không dám phủ nhận, chắp tay nói. Đúng là tại hạ kế thừa, đa tạ tiền bối đại nhân. Lâm bình tĩnh lạnh nhạt nói. À, chắc vừa được truyền thừa không lâu. Ngươi có thể lấy được thánh công của ta xem như ngươi có cơ duyên nhất định. Nhưng thánh công này tạo ra Doni đóng giày cho tộc phản yêu ta, ngươi lỗ mãng tu luyện e rằng sẽ lạc lối, cuối cùng hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc chết. Cái gì? Mạch hết hồn, vừa nóng nảy vừa tức giận liếc Lý Vân Tiêu. Mạch quay sang nhìn Đoàn Sáng, hỏi. Tiền bối nói có thật không? Lâm nói. Nực cười, ta lừa ngươi làm gì? Đương nhiên ngươi không cần tin ta. Cứ coi như ta nói nhảm đi. Mạch biểu tình hơi khó xem chắp tay hỏi. Vậy tiền bối có cách hóa giải không? Quả cầu ánh sáng àng không đáp, độ sáng lại tối đi, tĩnh lặng. Mạch nóng nảy rốt cuộc lại chắp tay hỏi. Tiền bối, có cách hóa giải không? Quả cầu ánh sáng vàng lại im lặng, mạch hỏi vài lần, trán nổi gân xanh nhưng không dám sùng lên. Quả cầu ánh sáng vàng sáng lên, giọng Lâm truyền ra. Lại nhảy cái gì? Tất nhiên là ta biết, nhưng không thích cho người biết. Mạch kiên nhẫn nói. Mong tiền bối nghĩ tình cùng là mạch yêu tộc mà cho biết cách hóa giải. Lúc này trừ kiên nhẫn ra mạch không còn cách nào khác. Lâm nói. Ha ha, thánh công bao gồm toàn diện, người không có nhân vật phản yêu tuy tu luyện sẽ xảy ra vấn đề nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận, với tư chất của mình và cẩn thận ứng đối, tự mình giải quyết vấn đề trong đó thì mới càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn lực lượng thánh công. Mạch bực hết sức, hai tay giơ cao qua đầu gập mình chắp tay vái. Lâm đại nhân, xin đừng đùa nữa. Mong nghĩ tình cùng chung mạch yêu tộc mà ban cho ta cách hóa giải đi. Lâm lên tiếng. Vậy thì, thấy ngươi sợ chết khiếp, thật là đời sau kém hơn đời trước. Thôi thì ta cũng cho ngươi một thử thách, nếu vượt qua được thì ta sẽ tự mình truyền thánh công cho ngươi. Mạch mừng như điên, vội hỏi. Đa tạ Lâm đại nhân, không biết là thử thách gì. Lâm nói, chút nữa ngươi sẽ biết, nhưng ngươi cũng nên có sự chuẩn bị, nếu không qua được thử thách thì sẽ chết. Mạch giật mình kêu lên. Cái gì, chết? Mạch sắc mặt âm trầm nói. Đây là thử thách gì mà cần ta dùng mạng sống đặt cược? Ha ha ha, mạng ngươi là thứ gì? Nếu không phải ngươi cầu xin thảm thiết quá, ngươi nghĩ ngươi có tư cách đánh cuộc sao? Lâm cười nhạo châm chọc. Nếu ta không nghĩ tình mạch yêu tộc thì ta thèm để ý gì ngươi? Mạch nói. Xin Lâm đại nhân nói kỹ càng về thử thách, ta sẽ suy nghĩ có tham gia hay không? Lâm nói. Không giải thích gì hết, thích tham gia thì tham gia. Mạch. Chấm. Mạch vừa tu luyện phản yêu thánh công không lâu, không phát hiện có điều gì không ổn nhưng gã rất tin lời Lâm nói. Mạch đứng ngây tại chỗ không biết nên làm sao. Linh mục địch không quan tâm chuyện của Mạch. Im lặng đứng một bên. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện chờ Phi Nghê xuất quan. Mạch biết mấy người kia đang trả thù việc gã cướp đan, lòng chua xót. Không giành được thiên vận tạo hóa đan lại còn đắc tội một đám người. Mạch sẽ đi theo Lý Vân Tiêu 10 năm, trời biết sẽ ra sao ngày mai. Trong khi Mạch rối rắm thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến nguyên lực dao động, tần suất cực thấp, dường như là từ ngoài động thiên truyền vào. Những người có mặt nơi đây toàn là cao thủ tuyệt đỉnh nên cảm ứng được ngay. Có người xông cấm địa. Lý Vân Tiêu tỉnh lại từ nhập định, chân mày cau. Lý Vân Tiêu không quan tâm là ai xông cấm địa, điều hắn để ý là có ảnh hưởng đến Phi Nghê không. Hiện tại Phi Nghê đang thỏa thích nuốt chửng thiên phượng chân lực, nếu bị người đánh gãy thì rất tiếc nuối. Lý Vân Tiêu suy đoán. Biết rõ nơi này là cấm địa của Lâm đại nhân còn dám tới. Chẳng lẽ là nhãi danh nào từ thiên vũ giới đến? Giọng Lâm phát ra từ quả cầu ánh sáng vàng. Cũng khó nói, vĩnh sinh chi giới phong kín rất lâu, mọi người bình an vô sự.
Hiện tại giới môn mở, mọi người chờ đợi ra ngoài, bắt đầu có ân báo ân, có thù báo thù. Lâm lạnh nhạt nói. Nhưng hình như ta không đắc tội ai, bởi vì người ta đắc tội. Đã chết hết. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc nhau, ngồi không yên, nhanh chân chạy ra ngoài điện. Sán và Trác vẫn đứng trước cung điện, không có biểu tình gì, không mấy để bụng ngoài điện. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi. Hai vị không định đi ra ngoài dịa cho kẻ xâm nhập một bài học sao? Xem bộ dạng của Sán và Trác không phải loại người hiền lành gì. Mặt Trác lóe tia dữ dằn nói. Còn có tổng cửa, nếu chút chuyện nhỏ này cũng cần chúng ta ra tay thì cần bọn họ làm cái gì? À, năm người thủ vệ quả nhiên bi kịch, địa vị thấp như vậy càng khiến người yêu tộc khinh thường. Chúng ta đi xem thử. Vì ảnh hưởng đến phi nghê nhập định, đám người Lý Vân Tiêu lập tức đi ra ngoài động thiên. Khúc Hồng Nhan nghiêm túc nói với Lạc Vân Thường. Ngươi cũng đi xem thử, để ta ở đây một mình là được. Lạc Vân Thường lên tiếng. Biết. Lạc Vân Thường chạy theo. Ra khỏi động thiên, mọi người đạp trên sóng vàng nhìn bên ngoài đánh nhau túi bụi. Bốn người trông chừng đã bị thương nặng. Lúc bọn họ đi ra vừa lúc bốn người mất sức chiến đấu bị đối phương bắt sống, trói thành bánh chưng, mặt mũi bầm dập. Là các ngươi. Hai bên nhìn nhau, cùng hét lớn. Người xâm nhập cấm địa chính là đám người Vi Thanh. Không chỉ có thế lực Vi Thanh ở còn có Phong Yếu Ly, Giận Vũ. Vốn Phong Yếu Ly một mình rời đi, Giận Vũ đuổi theo, nhưng không hiểu sao bây giờ chung đường, dường như đã giao kèo gì đó. Phong Yếu Ly lạnh lùng quát, mắt nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Tiểu tử, là ngươi. Trên người Lý Vân Tiêu còn có phần tàn hồn họa đấu mà Phong Yếu Ly cần. Lý Vân Tiêu lộ biểu tình kỳ dị. Đây đúng là tổ hợp kỳ lạ. Lý Vân Tiêu quét mắt qua Vi Thanh, Vi Vô Nhai, Nam Phong Tuyền, Diêu Kim Lương, La Thanh Vân, Giận Vũ, Phong Yếu Ly. Khuôn mặt Lý giật âm trầm, vặn vẹo. Mới rồi Lý Vân Tiêu liếc mắt qua nhiều người nhưng không biết hắn cố ý hay vô tình mà bỏ sót gã. Vi Thanh trầm giọng hỏi. Lý Vân Tiêu, tại sao ngươi ở Phản Yêu này? Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại. Vậy tại sao các ngươi đến đây? Vi Thanh hừ mũi. Người khôn không nói tiếng lóng, chắc đều đến vì Thiên Phượng Chân Vĩ Linh đúng không? Các ngươi lấy được chưa? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Chưa được, Phản Yêu coi trọng, của mình, không chịu nhường. À, Giận Vũ sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi đã gặp Lâm. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn Giận Vũ. Ngô Đại Thành, bản thiếu gia luôn thấy lạ rốt cuộc ngươi là ai mà thậm chí biết cả Lâm đại nhân. Giận Vũ âm trầm trừng Lý Vân Tiêu. Hừ, Lâm là hoàng của Vạn Yêu, biết nàng có gì lạ. Điều này nói lên kiến thức của ngươi nông cạn. Lý Vân Tiêu lười biếng nói. À, rồi rồi, kiến thức của ta hẹn hẹp, lỗi của ta. Giận Vũ bị bộ dạng của Lý Vân Tiêu học tức, giận dữ gằn hỏi. Con dã long kia đâu rồi? Mắt Lý Vân Tiêu lạnh xuống. Việc này thì ta còn đang định tìm ngươi tính sổ, hôm nay đang rảnh, ta sẽ lột ra ngươi trước nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Cơ mặt Giận Vũ co giật rồi phục hồi lại bình thường. Giận Vũ hử mũi. Ta giống như ngươi, cùng được thiên mệnh chọn chúng. Lý Vân Tiêu nói. Vậy tại sao liên tục giả mạo ta đi khắp nơi lừa gạt, phá hoại danh tiếng của ta? Giận Vũ mỉm cười nói. Ha ha ha, đây chỉ là nổi hứng một chốc, ai kêu ngươi mang ta ra khỏi Đông Hải. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên. Đông Hải. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Ngươi là Thủy Long Vũ Địa. Đám người đều biến sắc mặt, danh tiếng Thủy Long như sấm bên tai, là một trong chân long cửu tử. Mọi người kinh sợ khinh thường nói. Không lẽ Thủy Long còn sống? Ha ha ha, đúng là khó đo na thật. Giận Vũ nheo mắt cười nói. Đoán chật cũng không sao, sớm muộn gì ngươi sẽ hiểu được. Mục đích chúng ta tới đây rất rõ ràng, là vì Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, các ngươi thật sự đã gặp Lâm. Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên gặp rồi, chẳng lẽ ta đi lừa các vị? Nếu không có chút niềm tin này thật làm người ta đau lòng. Giận Vũ nói, dĩ nhiên ta tin ngươi, không biết bây giờ Lâm có khỏe không? Lý Vân Tiêu đáp, tạm tạm, khá tốt. Giận Vũ bực bội nói nhảm vài câu toàn là vớ vẩn. Vi Thay Nha hiểu biết Lý Vân Tiêu khá rõ, hừ mũi. Người này giỏi nhất là đấu miệng. Có nói tiếp nữa cũng không có kết quả gì, chúng ta tự mình tìm đáp án đi.
Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Các ngươi đi đi, Ngô không hứng thú với Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, Ngô càng có hứng thú với tiểu tử này hơn. Ngô lấy mạng của hắn chắc các ngươi không ý kiến gì. Đám người Vi Thanh ngạc nhiên, không hiểu Phong Yếu Ly và Lý Vân Tiêu có xích mích gì nhưng đều lộ vẻ mặt mừng rỡ. Vi Thanh cười xòa. Nếu ngươi có thể lấy mạng của hắn được thì không còn gì tốt hơn. Chỉ có La Thanh Vân là sắc mặt âm trầm, hừ nói. Mạng của người này phải do ta lấy, khi nào đến lượt ngươi? Tay phải La Thanh Vân cầm chiến thương quét qua chỉ hướng Phong Yếu Ly. Mắt Phong Yếu Ly lạnh như lớp băng. Hừm, thương này không tệ, nhưng tùy tiện chỉ binh khí vào Ngô sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Vi Thanh biến sắc mặt kêu lên. La Thanh Vân. Vi Thanh chộp tay La Thanh Vân đè xuống, gắt giọng. Đừng làm bậy. Khóe môi Phong Yếu Ly cong lên châm học, cười khẩy nói. Nếu ngươi không biết điều thì Ngô giết ngươi trước. Khí lạnh như xương, bốn người đều cảm nhận được, thụt lùi nửa bước, hết sức e dè với Phong Yếu Ly. Hừ, La Thanh Vân lắc tay thu về Hoang Thần Minh Nguyệt Thương. Ngươi không giết hắn được. Phong Yếu Ly cười to bảo. Ha ha ha, kẻ yếu thì chỉ biết nói dối để an ủi chính mình sao. Phong Yếu Ly xoay người đi hướng Lý Vân Tiêu, mắt hấp hái tia sáng hưng phấn. Vi Thanh nhìn Mạch ở phía xa, nhỏ giọng nói. Phụ thân, là yêu tộc kia. Vi Vô Nhai gật đầu nói. Yêu tộc này thực lực không tầm thường, hãy giao cho ta đối phó. Các ngươi bắt giữ những người còn lại đi. Vi Thanh lên tiếng. Vâng. Vi Thanh cao giọng quát. Tất cả theo ta bắt mấy người kia lại, không cần biết sống chết. Một đám người theo Vi Thanh dẫn dắt đi hướng động thiên trong sóng vàng. Chu lão lúc trước bị Lý Vân Tiêu đánh bị thương nặng đã biến mất từ lâu, chắc thành mây khói rồi. Bốn người bị trói thì mất hết sức chiến đấu bị một cường giả trông chừng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cảnh giác nói. Mọi người cẩn thận, đám người này không đơn giản. Lý Vân Tiêu xông lên trước nhất, vọt ra xa mấy trăm trượng, sợ chiến đấu lan đến cung điện ảnh hưởng phi nghê tu luyện. Lý Vân Tiêu đứng lại, giới thần bi nhấp nháy ánh sáng triệu ra ba người bố tử, Tuần Thiên Đấu Ngưu. Ba người dù gì là cường giả đỉnh cửu tinh, có thể ứng đối đám thuộc hạ Vi Thanh mang đến. Ba người nhìn tình hình trước mắt thì méo mặt nhưng hết cách, đành cứng ra đầu xông lên. Tuần Thiên Đấu Ngưu bước ra mấy bước, xúc địa thành thốn đến bên cạnh Linh Mục Địch. Linh Mục Địch vỗ đôi sừng châu nói. Lối vào này để ta thủ. Mặt Vi Thanh lạnh băng. Muốn thủ lối vào, hơi bị khó. Vi Thanh xuất hiện bên trên Tuần Thiên Đấu Ngưu, hai tay múa biến ra các đại thủ ấn màu xanh vỗ xuống. Tuần Thiên Đấu Ngưu kêu ùm bò, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình to lớn rung lên, cặp sừng đâm qua. Ầm 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 ầm. Một cột sáng bắn lên nổ nát đại thủ ấn của Vi Thanh, thân châu xuất hiện trên bầu trời gầm giống nhào qua. Vi Thanh biến bắt ấn thành trường vỗ xuống. Thần khôi chết tiệt. Bùm. Trường đập trúng trán Tuần Thiên Đấu Ngưu, ánh sáng xanh bừng lên chặn lại lực lượng trùng kích từ Tuần Thiên Đấu Ngưu. Tay trái Vi Thanh lăng không bắt ấn điểm đằng trước, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng màu trắng như giải lụa phấp phới tói Tuần Thiên Đấu Ngưu lại. Mắt Linh Mục Địch lóe tia tàn nhẫn, vung tay, một bóng roi xẹt qua không trung quất vào người Vi Thanh. Cơ thể Vi Thanh nổ tung thành vô số mảnh nhỏ nhưng chỉ là tàn ảnh. Chân thân hiện ra trên bầu trời đáp xuống. Đạp lưng Tuần Thiên Đấu Ngưu, lạnh lùng nhìn Linh Mục Địch. Tuần Thiên Đấu Ngưu vùng vẫy kịch liệt nhưng không cách nào thoát khỏi vầng sáng trắng đó. Giận Vũ cũng xuất hiện bên trên làn sóng vàng đi vào động thiên. Ha ha ha, nếu ta không nhớ lầm thì ngươi chính là Bắc Vực Chi Vương Linh Mục Địch, tại sao để mình cật vật đến nông nỗi này? Linh Mục Địch cầm nghịch hồn tiên chặn lại trước mặt Giận Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Giận Vũ xì cười. Ha ha ha, ta là ai, nhãi nhép như ngươi không xứng biết ta. Giận Vũ xem Linh Mục Địch như không khí, vẫn cứ sải bước tiến tới trước. Bắc Quyến Nam cầm kiếm xông lên chặn đường Giận Vũ, mặt không biểu tình nói. Đại nhân, giao người này cho ta đi. Giận Vũ cười khinh thường nói. Giao cho ngươi, ngươi chịu được sao? Giận Vũ giơ tay lên đánh ra. Trên bầu trời hiện ra một móng vuốt rồng trong khoảnh khắc chụp xuống. Bắc Quyến Nam không dám khinh thường, vạn kiếm quyết. Vạn thế ngự kiếm. Một kiếm quyết to lớn bay thẳng lên trời. Ầm 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 ầm. Kiếm hình chém vào vuốt rồng nhưng không đánh lại,
tầng tầng tan vỡ bị ức chế xuống. Bắc Quyến Nam thấy tình hình không ổn liền thu kiếm về chạy trốn. Bùm, nơi Bắc Quyến Nam đứng bị vuốt rồng vỗ túng bùng nổ một đoàn vòng xoáy năng lượng đánh nát dao động màu vàng. Giận Vũ xì cười nói. Ha ha ha, không dỡ nổi một chiêu, mất mặt. Chợt bốn phía kiếm ảnh hư mưa liên miên không dứt kèm theo ánh sáng xanh chớp lóe, cực kỳ yêu dị. Giận Vũ nhíu mày nói. Thất huyễn lục yểm, là đại diệt tuyệt ngũ độc. Giận Vũ không sợ độc này nhưng ít nhiều gì có điều kiêng dè. Nếu bị nhiễm độc thì khá rắc rối. Cách mấy trăm trượng Lý Vân Tiêu cũng rơi vào khổ chiến, bị lãnh kiếm băng xương của Phong Yếu Ly buộc liên tục thụt lùi. Thanh kiếm vốn vô cùng quen thuộc lúc này hoàn toàn xa lạ, từng tia khí lạnh bắn ra rét tận xương. Lãnh kiếm băng xương ở trong tay Phong Yếu Ly càng sắc bén hơn, không gì cản nổi. Lần này xem ngươi trốn như thế nào, giao tàn hồn họa đấu ra đây, miễn cho khỏi chết. Phong Yếu Ly từng bước áp sát nhưng tạm thời không ức chế được Lý Vân Tiêu. Hai người chưa dốc hết sức, chỉ thăm dò cho nóng người. Lòng Lý Vân Tiêu dao động, ngày xưa gặp nhau ở Tuyết Chi Quốc, Phong Yếu Ly trực tiếp dung nhập nguyên nước vào lãnh kiếm băng xương trợ nó thành thánh khí, bản thể hóa thành chân thân họa đấu. Chiêu cuối cùng Phong Yếu Ly thi triển thái sơ chân quyết ức chế băng sát tâm diễm của hắn. Dù là tu vi, huyền khí, thân thể, thần thông thì Phong Yếu Ly cực kỳ lợi hại, dù là cường giả hư cực cảnh cũng không ức chế gã được. Chỉ tồn tại như Lam Nham chủ mới nắm chắc chiến thắng. Nhưng bảo Lý Vân Tiêu giao tàn hồn ra để Phong Yếu Ly hoàn toàn luyện hóa chân thân họa đấu thì tương lai càng khó đánh lại hơn. Cho nên ngay từ đầu Lý Vân Tiêu đã không định giành chiến thắng mà chỉ mong câu giờ. Lý Vân Tiêu không tin Lâm sẽ mặc cho người ngoài dương oai trước cửa nhà. Chỉ cần Lâm chịu ra tay thì với tu vi tạo hóa cảnh đám người kia chắc chắn có đến mà không về. Phong Yếu Ly từ tốn nói. Ngươi tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng muốn trốn ra khỏi tay Ngô là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hãy nhanh chóng tỉnh ngộ đi, có thể giữ được một mạng. Phong Yếu Ly hô kiếm thế đại khai đại hợp, rất có phong độ tông sư khí thế. Phong Yếu Ly trầm ổn không chút hoang mang, chỉ cầu ổn. Lý Vân Tiêu liên tục né tránh, lòng càng cảnh giác hơn. Tàn hồn họa đấu không phải của ngươi, ngươi có thể cướp đi thân hình thì sao ta không được cướp chút tai ăn hồn. Uy lực kiếm thế đang tăng lớn, từ từ đánh thật. Phong Yếu Ly tức giận bật cười nói. Ha ha ha, dĩ nhiên có thể cướp nhưng phải xem thực lực mạnh yếu thế nào. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Nếu vậy thì hãy xem thực lực mạnh yếu đi. Bộ dạng của Lý Vân Tiêu học giận Phong Yếu Ly, tức giận quát. Muốn chết thì đừng trách Ngô. Lãnh kiếm băng xương toát ra làn khói lạnh trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi trăm trượng. Bất giác Lý Vân Tiêu bị khói trắng bao phủ vào trong, cảm thấy khí lạnh khiếp người. Trong làn khói trắng mênh mông, muôn vàn cảnh tượng hiện ra rõ ràng, có phòng ốc, đường đi. Là một tòa thành trì, đúng là Tuyết Chi Quốc. Lý Vân Tiêu thầm hoảng sợ, hắn biết tí đã bị lực lượng của lãnh kiếm băng xương vây khốn, nếu không đi ra ngoài sẽ gặp rắc rối to. Cơ thể Lý Vân Tiêu bỗng trướng to ra biến thành thân xác lôi tình lớn gấp chục lần, tựa như cự linh. Một tay Lý Vân Tiêu bấm lôi quyết, hai ngón tay hóa thành màu tím, không ngừng ngưng tụ lực lượng. Tay kia giơ cao cầm thiên truy, ma kha cổ tự lăn lộn trên chùy. Giọng Phong Yếu Ly vang lên. Ngũ hành lôi thể, mặc dù không tệ nhưng trước mặt Ngô cũng phải quỳ phục. Bóng người chợt lóe cầm kiếm đâm xuống. Nguyên Tuyết Chi Quốc lung lay như thành cái bóng của nhát kiếm kia, khuynh quốc đến. Lòng Lý Vân Tiêu thầm hoảng loạn, lãnh kiếm băng xương vốn do Phong Yếu Ly luyện hóa, hầu như hoàn toàn khống chế thánh khí này. Lực lượng kinh khủng khiến người sợ hãi, dù thân hóa lưu ly cũng khó chống lại khí lạnh vào người. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Ngưng lôi chỉ. Hai ngón tay điểm tới rạch phá kiếm khí chạm vào một điểm trên mũi lãnh kiếm băng xương phát ra tiếng nổ. Sấm sét màu tím không ngừng phóng to trên đầu ngón tay Lý Vân Tiêu đan xen với kiếm quang. Lý Vân Tiêu cảm giác hai ngón tay đau nhói như sắp gãy, hắn trợn to mắt nhìn. MU bàn tay phủ một tầng băng xương trắng đóng băng lôi điện trong đó. Bùm! Thân lôi của Lý Vân Tiêu không đỡ nổi một kiếm khuynh quốc, bỗng nhiên hóa thành một tia chớp xoay tròn vọt lên, muốn phá vỡ phương thế giới này chạy trốn. Mắt Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Muốn chạy trốn. Rất khó. Kiếm ý lại nổi lên đuổi theo chém tia chớp kia. Nguyên Tuyết Chi Quốc xương lạnh bay múa, khắp bầu trời đều là khí đông.
Lý Vân Tiêu bắt đầu cảm thấy tốc độ của mình bị đông lại, lòng thầm hoảng hốt. Kiếm quang chém đến trước mắt Lý Vân Tiêu, đột nhiên hư không phía trước nứt ra, một bóng đen to lớn giơ cái búa trắng sáng choang chém xuống. Ầm 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 ầm. Búa chém vào kiếm quang bộc phát ra trùng kích cực mạnh, tuyết bay lất phất khắp trời thoáng chốc nhuộm bóng đen thành sắc trắng. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Trác đại nhân, kẻ ra tay chính là yêu Trác, toàn thân Trác kết băng, dùng mình vài cái mới hất băng tuyết xuống được lộ ra thân hình đen thui. Trác hầm hừ nói. Hừ, ta đã sớm biết mấy nhân loại các ngươi không đáng tin, vẫn phải dựa vào ta và Sán ra tay. Trác vung búa to, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Yếu Ly, lộ ra cảnh giác cực cao. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Bọn họ ra tay vốn là trông chừng cửa dùm bọn họ, giờ ngược lại tự chuốc lấy nhục. Nhưng Lý Vân Tiêu không phàn nàn gì, bọn họ không ra tay ngăn Vi Thanh lại vì muốn biểu hiện một chút trước mặt Lâm, giành hảo cảm, tranh thủ kiếm được Thiên Phượng Chân Vĩ Linh chứ không thật sự muốn giúp trong âm thầm. Con người Phong Yếu Ly co rút. Yêu tộc. Mắt Phong Yếu Ly bắn ra tia sáng lạnh hỏi. Thuộc hạ của Lâm. Yêu Trác tức giận quát. Càn rỡ. Cái tên của Lâm đại nhân sao có thể cho ngươi tùy tiện kêu. Hai tay Trác cầm búa to xông tới trước mặt Phong Yếu Ly, chém mạnh xuống. Bùm. Phong Yếu Ly thụt lùi ra sau, giơ kiếm chém ra, kiếm quang đánh vào lưỡi búa lên bộc phát ánh sáng kim loại. Thân kiếm và cây búa to đụng vào nhau. Tuy lãnh kiếm băng xương cực kỳ sắc bén nhưng bị trọng khí va chạm cũng dễ dàng bị hao tổn. Phong Yếu Ly tiếc lãnh kiếm băng xương. Không nỡ bỏ nó nên chỉ dùng kiếm quang chém chứ không chịu cứng đối cứng. Lý Vân Tiêu thấy rất rõ ràng, mỗi nhát kiếm của Phong Yếu Ly cách diều chiến hai tấc, điều khiển cực kỳ tinh diệu. Yêu Trác cũng phát hiện điều này, công kích càng mãnh liệt hơn. Mỗi nhát búa rạch phá bầu trời, sau khoảng chục chiêu thì Tuyết Chi Quốc đã bị Trác chém tung tóe, khắp nơi là khe hở lớn. Con heo ngu chết tiệt. Phong Yếu Ly tức giận quát. Hãy chôn trong quốc gia đóng băng ngàn dặm của Ngô đi. Kiếm thế đột nhiên thay đổi, muôn vàn cảnh tượng xoay tròn vòng quanh kiếm ngưng tụ thành kiếm cương kinh thiên chém xuống. Yêu Trác không dám khinh thường, lưỡi búa to giơ ngang trước người, tay trái bắt ấn điểm xuống. Gru, grau, sau tiếng quát, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng thú gầm kinh người, ảo ảnh bản thể hiện ra sau lưng Trác, là một con yêu thú hình heo to lớn, mắt bắn ra ánh sáng xanh, răng nanh lóe tia sáng lạnh. Trên hai lưỡi búa to bay lên vô số phù văn hóa thành một hình tam giác lớn, như kỳ hình nhẹ nhàng rồi chợt đông cứng lại chém bay đi. Hắc tà nộ trảm. Grau. Trên bầu trời chỉ thấy thân hình yêu tộc hình heo to lớn, ánh sáng búa to kỳ hình đâm mạnh vào kiếm cương, thiên địa vỡ nát, thế giới bông tuyết ngập trời bỗng chốc biến mất, hóa thành vòng xoáy bay lượn trong không gian. Lý Vân Tiêu kinh sợ quan sát, xuyên qua cảnh tuyết tan vỡ, chính giữa vòng xoáy. Hai bóng người đứng đối diện nhau lại va chạm binh khí. Lãnh kiếm băng xương chém vào lưỡi búa to sâu mấy tấc, dư âm đánh vào thân thể hai người cắt hàng trăm vết thương da thịt. Nhưng hai người phớt lờ nó, chỉ lạnh băng nhìn đối phương. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Lực lượng ngang nhau sao? Lý Vân Tiêu buông tiếng thở dài, nếu chiêu vừa rồi là đòn mạnh nhất của yêu Trác thì gã đã thua. Bởi vì Phong Yếu Ly hiện giờ là cơ thể người bình thường. Chưa thi triển ra thân thể họa đấu, thái sơ chân quyết. Chỉ dựa vào lực lượng thánh khí lãnh kiếm băng xương đã có thể đối kháng với yêu Trác. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, Phong Yếu Ly quá mạnh, ban đầu lúc mới thức tỉnh trong Tuyết Chi Quốc dường như chưa thích ứng, hiện tại Phong Yếu Ly đã hoàn toàn thích ứng. Khuôn mặt heo của yêu Trác âm trầm rầm gì hỏi. Hừ, tiểu tử, ngươi tên là gì? Khá mạnh. Phong Yếu Ly xì cười. Tiểu tử, ha ha ha, heo ngu. Chờ Ngô chặt đầu ngươi xuống rồi sẽ báo cho biết tên của Ngô. Ánh mắt trong đôi mắt Phong Yếu Ly thay đổi hóa thành hai màu kim ngân. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nguy rồi, hắn sắp đổi thành thân thể họa đấu. Cái gì, ngươi nói cái gì? Yêu Trác không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Ngươi nói họa đấu. Nhưng giây sau Trác hiểu ngay. Cơ thể Phong Yếu Ly bỗng to gấp đôi, toàn thân một màu lam nhạt, đầu mọc đôi sừng kim ngân. Trên sừng có lôi quang hai màu chớp lóe đi đùng. Yêu Trác kinh kêu. Ui, họa đấu. Trác khó tin xoe tròn mắt. Họa đấu là một danh tộc trong vạn yêu, nổi tiếng như cồn. Trác là một thành viên của yêu tộc nên đương nhiên nhận ra. Trác đứng ngây một lúc bọn họ tỉnh ngộ lại, thầm la nguy rồi.
đôi sừng trên đỉnh đầu Phong Yếu Ly thoáng chốc bắn ra tia chớp hai màu hóa thành lôi vân kim ngân đổ ập xuống. Hai người quá gần nhau, lưỡi búa to bị lãnh kiếm băng xương kiềm chế không thể vùng thoát được. Đột nhiên một bàn tay khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống chộp lôi vân kim ngân, là Lý Vân Tiêu biến thành thân hình lôi đỉnh cao trăm trượng. Lý Vân Tiêu há to mồm hút một hơi, trên bầu trời toàn là tia chớp xanh nhấp nháy không ngừng. Lôi vân kim ngân không vùng thoát khỏi bàn tay Lý Vân Tiêu được, bị hắn hút vào trong bụng. Phong Yếu Ly, Yêu Trác ngây người há hốc mồm. A! À, hai người phản ứng lại ngay. Lý Vân Tiêu là thân ngũ hành lôi, vạn lôi trong thiên hạ khó thể tổn thương được hắn, trừ phi là lôi điện đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều, chỉ có tử lôi. Lý Vân Tiêu nuốt lôi vân kim ngân hai màu xong cảm giác cơ thể khó chịu, đẳng cấp lôi song sắc không kém hơn hắn lại kèm theo yêu khí cực mạnh. Thân lôi của hắn khó thể dung chứa. Nhưng bây giờ lỡ ăn rồi, Lý Vân Tiêu bất chấp tất cả. Lý Vân Tiêu hét to giơ thiên chùy xuống. Ngũ lôi oanh đính. Một tia chớp thô to từ cửu thiên giáng xuống chiếu sáng một góc trời, mục tiêu là đỉnh đầu Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly tức giận quát. Chết tiệt. Lãnh kiếm băng xương vung lên, lực lượng thế giới hùng mạnh lan rộng đẩy Trác lùi ra mấy chục trượng. Một tay Phong Yếu Ly bắt ấn. Hai màu kim ngân trên đôi sừng mông lung bừng lên hóa thành thái cực đồ đón gió biến to. Lôi đỉnh giáng xuống rơi vào thái cực đồ, cắm vào âm dương ngư, mất hút. Lý Vân Tiêu phản ứng lại ngay. Thái cực phong thiên ấn, nguy rồi. Thái cực đồ mới hiện ra là Lý Vân Tiêu đã vội thuấn di đến bên cạnh Yêu Trác chụp người trốn đi xa. Mạch ở phía xa ngạc nhiên nhìn cảnh này. Cái này là, họa đấu, thái cực phong thiên ấn. Mạch ngơ ngác nói. Sao, sao có thể như vậy? Vi Vô Nhai ở trước mặt Mạch cười khẩy nói. Hừ, đối diện một đối thủ như ta mà ngươi phân tâm. Trong Ngũ Hà Sơn thì Mạch chỉ mới là trưởng thiên cảnh, cách nhiều ngày không gặp gã đã lên hư cực, có sức đánh một trận với Vi Vô Nhai. Trong lòng Vi Vô Nhai vô cùng buồn phiền. Mặc dù đang giễu cợt Mạch nhưng trong lòng Vi Vô Nhai cực kỳ kinh sợ trước biến đổi của Phong Yếu Ly. Trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn, Thương biến ra chân thân họa đấu đánh nhau để lại ấn tượng quá sâu với mọi người. Mạch lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, tộc họa đấu cực kỳ cường đại, thiên phú thần thông càng dễ gớm. Thiên đạo có dư có thiếu, cho nên đến nay tộc họa đấu chỉ xuất hiện đơn độc, trên đời tuyệt sẽ không cùng lúc tồn tại hai họa đấu. Vi Vô Nhai ngây người. Thì ra là vậy. Vi Vô Nhai lại trầm ngâm nói. Thời đại bây giờ hơi hỗn loạn. Rất nhiều cường giả đều là phong ấn trong 10 vạn năm qua. Thương là một, người trước mắt chắc cũng vậy, nên một lần xuất hiện vài họa đấu cũng bình thường. Mạch sửng sốt. À, vậy sao? Mạch ngẫm nghĩ thấy có lý, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hai người đối thoại xong đứng đối diện nhau rằng co, o đánh nữa. Với tu vi của Mạch và Vi Vô Nhai trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, hơn nữa bọn họ vốn cũng không muốn đấu tới nỗi người chết ta sống. Họa đấu sao? Sán người thủ hộ lối vào đứng trước động thiên sóng vàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem Phong Yếu Ly biến ra chân thân họa đấu và thái cực phong thiên ấn, trong mắt tràn đầy phức tạp, không biết Trác nghĩ gì. Xung quanh có khoảng chục người bao vây không ngừng công kích từ xa, dường như hết sức e ngại nên không dám tới gần Sán. Lúc Sán vừa xuất hiện liền giết 3, 4 người, một chiêu là chết không kịp ngáp, hù mấy người khác lùi bước. Đám người La Thanh Vân, Diêu Kim Lương sợ hết hồn, không dám áp sát. Người Diêu Kim Lương run rẩy. Đây chính là tồn tại vượt qua trưởng thiên cảnh, lực lượng hư cực thần cảnh sao? Năm ngón tay siết chặt kêu rôm rốp, khát vọng lực lượng không ngừng dâng lên, máu nóng sôi trào. Diêu Kim Lương bị kẹt tại quy chân thần cảnh quá lâu, bất hạnh mãi mà không thể đột phá. Chỉ cần có được lông chim thiên phượng, dù là thiên phượng bình thường thì gã cũng có nắm chắc xông vào trưởng thiên cảnh. Phương xa Phong Yếu Ly vừa thi triển ra thái cực phong thiên ấn liền nhìn thấy Lý Vân Tiêu và Trác chạy đi, gã khẽ hử thu về phong thiên ấn. Nhưng Phong Yếu Ly để lại chân thân họa đấu, tay cầm lãnh kiếm băng xương lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Hôm nay không giao ra tàn hồn thì ta nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Lý Vân Tiêu phớt lờ. Có rất nhiều người muốn giết ta, thêm ngươi cũng chẳng sao. Trác hét to. Sán, người này rất khó giải quyết, mau tới giúp ta. Chúng ta hợp sức giết hắn. Sán sắc mặt trầm ngâm, nói.
người này rốt cuộc là người hay yêu? Nếu là tộc họa đấu thì là bổn tộc của chúng ta, vậy không cần ra tay. Lý Vân Tiêu châm ngòi. Tên này giết họa đấu rồi cướp thân hình. Mắt sán bắn ra lửa giận và tia sáng sắc bén. Nếu vậy thì sẽ đánh gục ngươi. Sán bỏ mặc việc bảo vệ lối vào động thiên, xông lên trước. Nguy rồi, Vi Thành thấy sán lao lên, hai yêu hư cực thần cảnh cùng nhau vây công Phong Yếu Ly, ai hưởng thụ đãi ngộ như vậy đều sẽ chết. Quả nhiên, Phong Yếu Ly vừa thấy hai người vây công liền quay người chạy trốn thật xa. Nhưng bản thân Vi Thành thực lực có hạn không giúp được gì, ứng đối linh mục địch đã cực kỳ vất vả. Vi Thành ra lệnh với hơn 10 người ở phía xa. Mau xông vào động thiên. Hiện tại lối vào động thiên không có một bóng người, Bắc Quyến Nam bị giận vũ đè đầu đánh, hầu như không có sức đánh trả. Thân xác dung công cảnh bị Long Uy đánh thủng nhiều lỗ, gần lằn danh sinh tử. Lý Vân Tiêu đột nhiên từ trên trời giáng xuống một kiếm chém sau lưng giận vũ. Giận vũ cười gằn. Hừ, đánh lén ta sao? Giận vũ, quay người lại, năm ngón tay vuốt rồng chụp kiếm thương chạm hồng. Bùm! Móng vuốt vừa va chạm vào thân kiếm liền bắn lên băng sát tâm diễm, đốt lòng bàn tay giận vũ đau xót. Giận vũ cắn răng chụp xuống, chấn diệt kiếm thương chạm hồng. Lý Vân Tiêu xoay kiếm thế, tay trái bắt ấn, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra khỏi thân thể cùng kiếm quyết chém tới. Môi giận vũ treo nụ cười nhạt, mắt rực cháy lửa giận vô biên. Trên đao lĩnh kiếm phong giận vũ bị Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan hợp sức đẩy vào đường cùng. Tự bạo vũ quang bàn mới trốn thoát được, đây là nhục nhã hiếm có trong cuộc đời của gã. Xúc động báo thù rửa hận trào dâng trong trái tim giận vũ, hai tay liên tục múa trước người biến ra vạn long đánh vào kiếm khí. Bùm 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 bùm. Kiếm khí và Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều bị đánh lui, tay Lý Vân Tiêu thay đổi ấn quyết, 36 kiếm từ công thành thủ xếp hàng ngang trước người. Lý Vân Tiêu đề phòng giận vũ, vừa quan tâm hỏi thăm vết thương của Bắc Quyến Nam. Có sao không? Bắc Quyến Nam kiệt sức, ngồi xếp bằng sau lưng Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến Nam lạnh nhạt nói. Chưa chết được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, trong giới thần bi phát ra ánh sáng trắng thu Bắc Quyến Nam vào. Giờ thì Lý Vân Tiêu có thể hoàn toàn tập trung đối mặt giận vũ, và đám người La Thanh Vân từ sau lưng hắn chạy đến. Giận vũ cười nanh chanh. Ngày đó tại Đao Kiếm Tông, nhóm các ngươi vây công ta. Ha ha ha. Hiện tại thiên lý chuyển vần, báo ứng đến trước mắt, tới lượt ta dẫn theo đám người vây công ngươi. Giận vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tuy rằng mặt mũi giận vũ tràn đầy là sát khí nhưng trong lòng đắn đo, do dự. Bởi vì trên người Lý Vân Tiêu mang giới thần bi, là người thiên đạo chọn chúng, mặc dù không bảo đảm tuyệt đối không chết nhưng cũng thuộc loại khó chết. Nếu chỉ bàn về thực lực thì một mình giận vũ có lòng tin giết Lý Vân Tiêu, không cần vây công làm gì. La Thanh Vân mở miệng nói. Giao hắn cho ta đi, các ngươi hãy vào trước. Sắc mặt La Thanh Vân lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm, trong mắt gã trừ Lý Vân Tiêu ra chẳng còn ai khác. Giận vũ liếc sang La Thanh Vân. À, ngươi sao? Giận vũ lắc ngón tay, cười khẩy nói. Ngươi không đánh lại hắn. La Thanh Vân nói. Lời này thật khó nghe đến nỗi ta đây muốn đánh ngươi. Giận vũ khinh thường châm chọc nói. Bộ dạng tràn đầy tự tin. Ha ha ha, chỉ cần ngươi có huyết mạch của rồng thì mãi mãi không thể nào đánh ta được. La Thanh Vân nhíu mày, long uy phát ra từ người giận vũ làm linh hồn gã sinh ra sợ hãi. La Thanh Vân sắc mặt khó xem nghiến răng nói. Sớm muộn gì ta sẽ tìm ra cách ức chế được long uy. Chậc chậc, có chí khí. Giận vũ đột nhiên đổi ý. Nếu ngươi muốn chiến đấu với hắn như vậy thì ta giao cho ngươi. Giận vũ nói xong định mang mọi người đi vào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ai cũng đừng hòng đi. Lý Vân Tiêu lật tay ném ra. Lục đinh lục giáp biến to cỡ người thật, bộ dạng cầm binh khí che trước động thiên. Con người giận vũ co rút. Khôi lỗi. Dường như giận vũ cảm nhận được cái gì, giật mình kêu lên. Tâm luyện khôi lỗi. Lý Vân Tiêu khen thật lòng. Không ngờ còn có người biết hàng. Giận vũ đúng là kiến thức rộng rãi, kiến thức phi phàm. Giận vũ không để bụng. Mặc dù là tâm luyện khôi lỗi thì sao? Trong năm tháng dài dòng giận vũ hiểu biết bất cứ thần thông gì, cơ bản đều từng thấy qua. Lý Vân Tiêu cười tứ diễu. Ha ha ha, đúng là không có sao.
Lý Vân Tiêu thuấn di vào giữa lục đinh lục giáp, hai tay liên tục bắt ấn. 12 cự linh hiện ra sau lưng khôi lỗi, tự cầm binh khí quang nhẫn, tư thế giống với khôi lỗi. Trong đó ba cự linh tiến lên một bước, vũ khí gồm đao, kiếm, kích đột nhiên chém mạnh vào đám người. Ầm 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 ầm. Ba luồng sáng chói lòa xé gió chém vào đám đông. Mọi người sớm có đề phòng, lùi nhanh ra tứ phía. Ba công kích đánh hụt. Hơn 10 người rậm rạp như sao trên trời rải rác trên trời cao, lấp lóe xông tới trước. 12 hai vi thanh tự bắt ấn một tay vỗ tới trước. Trận quang hiện ra lan nhanh tới trước nhốt đám người giận vũ lại. Thoáng chốc phong vân dâng lên, thiên địa biến sắc, không gian hoán đổi. Hóa ra là trận pháp. Giận vũ bình tĩnh nói. Tâm luyện khôi lỗi hoặc là ngưng tụ thần thông, hoặc là ngưng tụ trận pháp. Tổ khôi lỗi này có 12 con, đúng là trận pháp rồi. Cần nhiều khôi lỗi bày trận tất nhiên không đơn giản, mọi người hãy cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu lắc người xuất hiện trên bầu trời trận pháp, lạnh lùng quan sát mọi người. Đã vào trận rồi còn dặn cẩn thận cái gì? Không thấy đã muộn sao? Vẻ mặt giận vũ mỉa mai nói. Hừ, muộn, ngươi thật đúng là giỏi mơ mộng. Trên đời này chưa bao giờ tồn tại chuyện dựa vào ngoại lực có thể nghịch thiên. Tuy rằng trận thế cuồn cuộn nhưng sắc mặt giận vũ vẫn bình tĩnh như nước. Giống như việc tuy ngươi có giới thần bi, là người thiên đạo lựa chọn nhưng bị giới hạn bởi tư chất, thực lực của mình nên không thể phát huy ra lực lượng giới thần bi được. Cái này giống như dựa vào khôi lỗi thuật, thật bi ai. Lý Vân Tiêu lặng im, giận vũ nói rất chính xác. Ngoại vật không phải chính đạo. Chỉ có thực lực bản thân mới là đạo vĩnh hằng. Mới có 12 khôi lỗi, chúng ta có 17 người, chia nhau tấn công đi. Siêu Kim Lương và Táng Vân Thú đi đầu vào tới mép trận pháp lao hướng khôi lỗi kia. Siêu Kim Lương cho rằng thực lực của Lý Vân Tiêu và gã ngang nhau, dù có trận pháp khôi lỗi giúp đỡ cũng không chống nổi 17 người công kích, một kích liền gục. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, 12 cự linh hiện ra, một khôi lỗi cầm chiến kích chém xuống. Một khôi lỗi khác một tay ngưng trưởng hóa thành ngọn núi giáng xuống. Hai công kích như sao băng xẹt qua không trung nhằm vào Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú, tim Diêu Kim Lương rung lên, khó tin nhìn hai luồng sáng rực rỡ giáng xuống. Sao lại mạnh như vậy? Mỗi luồng sáng uy thế không thua gì gã, lòng Diêu Kim Lương từ dậy sóng dần biến thành nước đằng. Vốn cùng là 10 vũ đế nhưng từ khi thực lực đột phá đỉnh vũ đạo thì tư chất, cơ duyên của mọi người chênh lệch lộ rõ ra. Tu vi bơi phân hóa dữ dội. Lúc hơn 20 năm trước thực lực của hai người cách biệt không lớn, Diêu Kim Lương luôn khổ tu, đối phương thì phá do làm lại lần nữa. Nhưng kết quả khiến Diêu Kim Lương trợn mắt há hốc mồm. 20 năm ngắn ngủi không chỉ phục hồi tất cả thực lực mà càng mạnh hơn trước kia. Tâm trạng Diêu Kim Lương bị suy sụp, cảm giác thất bại não nề sinh ra trong lòng. Không được, ta nhất định phải đạt được lông chim thiên phượng, vượt qua bình chướng này. Trong lòng Diêu Kim Lương dâng trào khát vọng mãnh liệt, từng màn chuyện cũ lướt qua não. Cường giả có thể đi đến bây giờ có ai không phải là trải qua ngàn hiểm vạn khó mới được đến thành tựu, địa vị như thế. Có ai dễ dàng chịu thua trước khó khăn. Đầu óc xoay chuyển nhanh, Diêu Kim Lương giơ quỷ lăng rảo lên. Keng! Giải phong rạch một vệt sáng trắng chém hướng luồng sáng. Táng Vân Thú thì thay đổi thân thể, toàn thân dựng đứng lông tơ, giống to vài tiếng, hất đầu. Khí thế biến thành thực chất gầm giống sông lên. Ầm 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 ầm. Bốn lực lượng va chạm vào nhau như pháo hoa nổ tung, nổ ra vô số ánh sáng rơi xuống. Mắt Siêu Kim Lương bắn ra tia tàn nhẫn, xúc động làm liều lại nổi lên. Tuy mạnh thật nhưng bổn tọa còn chịu được. Siêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú chạy nhanh như điên trong trận pháp. Giận Vũ hơi biến sắc mặt, kinh kêu. 12 khôi lỗi này đều có năng lực quy y khân cảnh. Sao có thể, bản thân ngươi cũng chỉ có tu vi quy chân cảnh. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Trên đời này không có cái gì là không thể nào, chẳng qua ngươi không tin. Hai cự linh đuổi theo Diêu Kim Lương, Táng Vân Thú. Bốn cự linh khác lại hiện ra trên bầu trời, mắt lạnh nhìn mọi người. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu tối đa điều khiển được 6 cự linh, nếu nhiều hơn nữa sẽ tổn thương thân thể rất lớn. Đám người Lý giật hết sức kinh sợ. Bắt đầu luống cuống. Giận Vũ khịt mũi. Hừ, dù tâm luy nẻ khôi lỗi này lợi hại đến mấy cũng bị cực hạn bởi tu vi của chính ngươi, cho nên ngươi không cần phô trương thanh thế làm gì. Lý giật lớn tiếng phụ họa.
Đúng, đại nhân nói rất đúng, nếu hắn có nắm chắc hơn hẳn chúng ta thì đã sớm ra tay, không đến mức bị buộc tới bây giờ. Lý Dật nói thế để bơm can đảm cho mình, cũng cho đồng bạn. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tay giơ lên trực tiếp ngưng tụ một tia chớp đánh hướng Lý Dật. Xẹt đùng. Lý Dật giật nảy mình, vội vàng cầm kiếm múa một mảnh kiếm cương trước người, kín không kẽ hở như kiếm thuẫn. Tia chớp đánh vào kiếm thuẫn bắn lên tia lửa, chấn động người Lý Dật run bần bật. Chân Lý Dật đạp hư không liên tục thụt lùi ra sau. Lông tơ toàn thân bị điện dựng đứng, tóc xù ra cực kỳ buồn cười. Có mấy người nhìn không được cười lén, cố chịu đựng không ra tiếng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Lý Dật. Đã qua vài năm mà ngươi chẳng có chút tiến bộ, bát ngũ nhị thất. Lý Vân Tiêu rũ mí mắt lười biếng cho cảm giác như đang nhìn bùn đất. Lý Dật tức điên, bát ngũ nhị thất là đánh số ngày xưa gã làm nô tài cho Lý gia, sau này nô tài làm việc tốt mới được ban cho họ Lý. Mấy năm nay Lý Dật cố gắng quên đi, nhưng Lý Vân Tiêu cứ nhắc tới nhắc lui đánh trúng lòng tự ái của gã. Lý Vân Tiêu, ta nhất định không để yên cho ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nhưng ta lại muốn tính sổ xong với ngươi. Tim Lý Dật rớt cái bịch, bị ánh mắt Lý Vân Tiêu làm sợ hãi lùi nửa bước. Lý Dật biết rõ với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu muốn giết gã thì rất dễ dàng, liền ngậm miệng cố gắng im lặng, để người khác ra mũi nhọn còn mình thì trực chờ hành động. Giận Vũ nói. Mọi người không cần sợ, như Diêu Kim Lương đã nói, cùng nhau tấn công đi. Ta cảm thấy hắn không phát huy được một nửa uy lực trận này, để ta đối phó bốn cự linh, nếu có hậu chiêu thì các ngươi chú ý một chút. Giận Vũ nói xong cơ thể hư hóa biến thành làn khói mỏng, một con thanh long bay ra khỏi người lên trên trời. Mọi người ngạc nhiên. Hóa rồng. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng, lúc trên đao lĩnh kiếm phong hắn thấy Giận Vũ hóa rồng nhưng là màu vàng, bây giờ là màu xanh thuần túy nhất. Truyền rằng thượng cổ chân long được gọi là rồng màu xanh. Hai tay Lý Vân Tiêu kết ấn nhanh, bốn cự linh xoe tròn mắt thoáng chốc xuất hiện quanh thanh long, cầm binh khí công kích. Giận Vũ hóa rồng trong mắt lạnh băng, Giận Vũ giữ trạng thái hình rồng, đôi tay vẫn có thể kết ấn. Một đoàn sáng xanh xuất hiện giữa đôi tay Giận Vũ ngưng tụ thành cỡ nắm đấm, phù văn màu xanh cuồn cuộn bên trong. La Thanh Vân hét thất thanh. Long phù. Vẻ mặt La Thanh Vân ngơ ngẩn, người run lẩy bẩy, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Long phù là tồn tại trong truyền thuyết tộc rồng, dùng lực lượng rồng đặc biệt ngưng tụ, khác với lực lượng nào khác trong thiên hạ, biến dị ra từ người chân long. Tương truyền rằng trên đời này người khống chế được long phù chỉ có thượng cổ chân long và cửu tử của nó. Mặt Giận Vũ nổi lên ánh sáng thần thánh, quang cầu trong tay biến to ra lấp lánh như mặt trời. Long phù ấn. Ba chữ thốt ra từ miệng Giận Vũ, cả quả cầu ánh sáng nổ tung. Lực lượng bao la khuếch tán, nuốt công kích của bốn cự linh vào. Như có vạn con rồng bay nhanh, vạn ngôi sao rơi, lực lượng khủng bố từng vòng đánh thẳng vào trận pháp. Lý Vân Tiêu khẽ rên, phản chấn làm tổn thương kinh mạch của hắn, cổ họng dâng lên máu tươi nhưng bị hắn nuốt ngược xuống. Long uy hùng hồn trong trận pháp trùng kích bốn phương tám hướng, trận quang lơ lửng trôi nổi trên bầu trời nhưng mãi không thể phá. Thật ra oanh kích mạnh nhất đợt đầu tiên không thể phá trận thì lần tiếp theo chẳng được gì. Thập nhị đô thiên thần sát trận có thể liên tục không ngừng rút ra lực lượng bên ngoài để bù đắp thiếu hụt trận pháp, trừ phi một kích đánh tan không thì chỉ phí công. Con người Giận Vũ có rút phát hiện có điều không đúng, kinh kêu. Trận này, 12 tôn. Nét mặt Giận Vũ xa sầm như nhớ lại điều gì, cao giọng quát. Mỗi người tự công kích khôi lỗi, cùng nhau đánh bại. Giận Vũ nói xong thân rồng chuyển động xông hướng một khôi lỗi. Đám người La Thanh Vân tứ tán, một mình lao vào khôi lỗi, một số thực lực yếu thì hai, ba người một tổ. Mỗi khôi lỗi đều bị công kích, trận pháp chuyển động trở nên chậm chạp. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, dùng tinh thần lực cẩn thận điều khiển khôi lỗi, bình tĩnh ứng chiến, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Chỉ một mình Giận Vũ đã cần bốn khôi lỗi mới ứng đối được. Nếu không bị Giận Vũ một mình phá hủy một khôi lỗi thì rắc rối to. Bị đám người đồng lòng công kích, các loại phản chấn không ngừng truyền đến làm Lý Vân Tiêu rất buồn rầu. Hơi thở trong cơ thể Lý Vân Tiêu cực kỳ hỗn loạn, ấn quyết trong tay cũng sai lầm. Phi Dương, mau rút trận. Giọng Khúc Hồng Nhan dồn dập vang lên. Nếu không rút trận lại, một khi trận thế tan vỡ thì huynh sẽ bị thương nặng ngay.
Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Sao nàng đi ra, Phi Nghê thế nào? Khúc Hồng Nhan nói. Yên tâm đi, Phi Nghê muội tử vẫn còn đang nhập định tu luyện, là Lâm Đại Nhân kêu ta đến. Cái gì? Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, đã đến lúc này mà Lâm chưa chịu ra tay, hay có ẩn tình gì? Lý Vân Tiêu không rảnh suy nghĩ nhiều, hai tay bắt ấn thu trận pháp vào. 12 khôi lỗi lập tức biến mất trước mặt đám người giận vũ, xẹt qua không trung trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Hừ, đã sức cùng lực kiệt, lên. Giận vũ lộ ra vẻ dữ tợn, thân rồng chợt lóe xông lên trời. Khúc Hồng Nhan ngăn Lý Vân Tiêu lại. Để ta cho. Khúc Hồng Nhan nhìn ra được Lý Vân Tiêu tiêu hao rất lớn trong trận pháp, hắn cần có thời gian điều tức. Khúc Hồng Nhan lấy Tử Tiêu kiếm ra vạch kiếm hoa đứng trước động thiên sóng vàng bình tĩnh nhìn rồng xanh lao tới. Đột nhiên một thanh âm lạnh băng vang trên bầu trời, không chút tình cảm, khiến người nghe rợn gai ốc. Giận vũ, người cố ý tìm chết phải không? Một vệt sáng chín sắc hiện ra trên bầu trời như khổng tước xòe đuôi, cuối cùng hóa thành một bàn tay như chữ, núi, từ hư vô giáng xuống. Giận vũ hút ngụm khí lạnh. Ui, Lâm! Thân thể thanh long dùng mình trước thanh âm kia, lập tức quẫy đuôi đổi hướng. Hư không bị chấn nát, thanh long chui vào trong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cường đại như thanh long nhưng sợ hãi trưởng này bỏ chạy thục mạng. Nhưng trưởng ấn chữ, núi, đã tỏa định giận vũ, xuyên qua từng tầng hư không truy tung. Ầm 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 ầm. Cách mấy ngàn trượng, không gian đột nhiên nổ tung hiện ra ánh sáng khổng tước chín sắc, biến thành vòng xoáy sặc sỡ to mấy chục thước. Giận vũ văng ra khỏi vòng xoáy, chật vật cựa mình chạy ra xa mấy ngàn trượng mới ngừng lại. Dị tượng góc trời này hấp dẫn mọi người chú ý, tất cả đều ngừng lại. Sán và Trác truy kích phòng yếu ly cũng giật mình ngừng rượt đuổi, lắc người quay về bên trên động thiên ánh sáng vàng. Linh mục địch đấu với Vi Thanh, mạch đấu cùng Vi Vô Nhai đều ngừng chiến, quay về trận doanh của mình, đối diện từ xa trong hư không. Đột nhiên một tiếng cười cuồng tuyệt vang lên. Ha ha ha! Ánh sáng xanh chớp lóe phía xa, giận vũ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt giận vũ dữ tợn, miệng mũi chảy máu, cực kỳ đáng sợ. Bộ dạng giận vũ nanh chanh, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm bên trong động thiên ánh sáng vàng. Giận vũ lạnh lùng nói. Quả nhiên ngươi còn chưa chết, Lâm. Giọng Lâm truyền ra từ động thiên. Ngươi chết rồi ta cũng chưa chết. Thanh âm ung dung điềm tĩnh nói. Còn ngươi sao ngày càng sa sút, tu vi rơi xuống hư cực thế này. Lòng Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt. Lúc này hắn mới biết Ngô Đại Thành tên là Giận Vũ. Giận Vũ biết Lâm thì thôi, nghe lời Lâm nói thì rơi xuống hư cực, chẳng lẽ Giận Vũ từng là tạo hóa cảnh? Sán và Trác vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, hai người cảnh giác chưa từng có canh giữ trước động thiên nhìn Giận Vũ chằm chằm như gặp kẻ địch lớn. Giận Vũ không thèm để bụng. Hừ, dù là hư cực thì ngươi cũng không giết ta được, vậy còn gì để nói? Giận Vũ mắt lóe tia sáng nói. Một kích vừa rồi tuy có lực lượng tạo hóa cảnh nhưng rất là trống rỗng. Lâm, có phải đại nạn của ngươi nhanh đến rồi không? Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt nhưng vẻ mặt khác nhau. Đám người là vừa mừng vừa sợ, bên Lý Vân Tiêu thì ai nấy sắc mặt khó coi. Giận vũ nói cũng có lý, đến bây giờ Lâm vẫn không lộ mặt mà chỉ núp trong bóng tối đánh lén một chiêu. Nếu Lâm có lực lượng cường đại như Lam Nham chủ thì đủ sức giải quyết giận vũ và đám người phòng yếu ly. Sán tức giận quát. Đừng nói bậy bạ. Giận vũ lạnh lùng châm chọc nói. Hừ, có phải đại nạn buông xuống hay không sao có thể theo ta nói liền được. Lâm còn chưa mở miệng, con chó nhà ngươi gấp cái gì? Giọng Lâm truyền ra. Ngươi nói rất đúng, có phải đại nạn buông xuống hay không sao có thể theo ý ngươi nói. Nhưng dù hiện tại ta như thế nào thì dư sức giết ngươi. Ha ha ha, giết ta. Giận vũ mỉa mai cười nhạo nói. Năm đó ngươi là cường giả giới vương cảnh còn không giết ta được, hiện tại thực lực trượt dài lại muốn nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ta không đoán sai thì ngươi mà rời khỏi đây thì đại nạn sẽ đến sớm hơn, rất có thể sẽ chết ngay. Lâm nói. Ngươi lại nói đúng, đúng là ta không thể rời khỏi đây. Đám người Lý Vân Tiêu, linh mục địch tinh thần rung lên. Vẻ mặt Sán và Trác bi thương khẽ kêu. Lâm đại nhân. Lâm ung dung nói. Từ vạn cổ đến nay ai có thể thoát khỏi cái chết? Mặc dù là giới vương thần cảnh cũng có ngũ suy, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai người đừng bi thương làm gì.
Sán và Trác đồng thanh kêu lên. Vâng thưa đại nhân. Nhưng hai yêu tộc vẫn khó nén vẻ đau buồn. Hừ. Đề tài quá thương cảm nên Giận Vũ hơi khó chịu, hừ mũi nói. Nghĩ tình quen biết nhau, ta không làm khó ngươi, đưa Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cho ta thì ta sẽ đi ngay. Lâm lạnh nhạt nói. Đưa ngươi, ngươi xứng sao? Giọng điệu tràn đầy hờ hững và khinh miệt. Giận Vũ hung dữ uy hiếp. Hừ, ta không xứng thì ai xứng? Lâm, đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Người quen ngày xưa đã không còn nhiều, chẳng lẽ muốn ta tự tay chôn ngươi sao? Lâm Từ Tốn nói. Ngươi còn làm nhảm nữa là ta tự mình ăn luôn cọng chân vĩ linh này, chắc có thể kéo dài thêm mấy trăm năm tuổi thọ. Giận Vũ hoàn toàn biến sắc mặt, không dám nói gì nữa. Giận Vũ trầm ngâm nói. Lâm, 10 vạn năm qua đi, ma kiếp buông xuống, Thiên Vũ giới cần lực lượng của ta. Chỉ cần ta có thể phục hồi lại sức mạnh là sẽ chống lại ma kiếp được, mạng theo Thiên Vũ giới tránh thoát khiếp nạn khó khăn. Lâm không nói không rằng, đột nhiên giọng điệu quái dị bảo. Ta chưa bao giờ thấy loại người này không biết xấu hổ như ngươi, nói như thể cuộc chiến phong ma ngày xưa ngươi ra sức dữ lắm. À đúng rồi, ta quên mất, ngươi có ra sức rất nhiều, giúp nhiều chuyện, trong đó có cái chết của Ly Chu. Giận Vũ sắc mặt âm trầm tức giận quát. Câm miệng, đừng đổ cái chết của Ly Chu vào người ta, nếu ngươi còn nhắc lại việc này thì đừng trách ta trở mặt ngay bây giờ. Ha ha, trở mặt. Lâm tức giận bật cười nói. Ngươi ở trước mặt ta còn có mặt gì để trợ sao? Có thì lật cho ta xem. Chết tiệt, thế thì ta sẽ giết hết đám người này rồi bắt ngươi để luyện hóa, dù không thể chiếm được Thiên Phượng Chân Vĩ Linh nguyên vẹn nhưng không chừng sẽ được Khổng Tước Thất Linh. Sắc mặt Giận Vũ rắn đanh, sát khí cường đại cùng với long uy phát ra giấy lên gió lạnh từng đợt vần vũ, khí lạnh lan tràn trong lòng mọi người. Lâm la lên. Khoan đã. A, ha ha ha, ngươi sợ. Giận Vũ cười như điên. Với cá tính của ngươi chẳng lẽ tiếp theo là cầu xin sao? Ha ha ha, thật sự là khó tin nổi. Lâm thở dài nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn đánh cuộc với ngươi. Giận Vũ nhướng đuôi mày hỏi. Đánh cuộc gì? Lâm nói. Ta dùng Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cược chân long chi nguyên của ngươi, mấy tiếng kinh kêu vang lên. Ui, chân long chi nguyên. Cả đám biểu tình đầy kinh hoàng nhìn Giận Vũ. Chỉ có Phong Yếu Ly là con ngươi co rút rồi trở về bình thường ngày. Vẻ mặt La Thanh Vân tràn đầy sợ hãi nghiến răng hỏi. Sốt cuộc ngươi là ai? Nào là Long Phù, giờ là chân long chi nguyên, chỉ thượng cổ chân long và cửu tử của chân long mới có được. Khuôn mặt Giận Vũ vặn vẹo, phớt lờ La Thanh Vân, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Lâm chết tiệt, ngươi dám nhằm vào long nguyên của ta. Lâm lạnh nhạt đáp trả. Thì chẳng phải ngươi cũng nhằm vào chân vĩ linh sao? Giận Vũ trầm giọng nói. Ta hiểu rồi, ngươi muốn tụ tập Long Nguyên, Phượng Linh để chính mình phá vỡ tướng ngũ suy, lại trở về tu vi bản thể. Lâm không cãi lại. Tùy ngươi nghĩ sao? Lâm lạnh nhạt nói. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu ngươi thắng thì chân vĩ linh nguyên vẹn đưa cho ngươi, kết hợp với chân long chi nguyên của ngươi sẽ phá vỡ được thiên nhân ngũ suy, có lẽ chuyện khiến ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Cơ thể Giận Vũ run rẩy, long uy mất kiểm soát bộc phát ra. Mấy người bên cạnh Giận Vũ bị chấn lảo đảo thụt lùi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Dường như Giận Vũ bị thuyết phục, cắn răng trầm giọng hỏi. Đánh cuộc thế nào? Lâm nói. Rất đơn giản, ta để Lý Vân Tiêu đấu một trận với ngươi, thắng thua xác định kẻ thắng cuộc. Giận Vũ kinh ngạc sau đó cười phá lên. Ha ha ha, chỉ đơn giản vậy sao? Ngươi bị điên rồi sao? Giận Vũ sợ Lâm đổi ý, vội nói. Ta đồng ý. Giận Vũ đã thấy thuật khôi lỗi của Lý Vân Tiêu rồi, cũng nhận ra thập nhị đô thiên thần sát trận nhưng bị cực hạn bởi thực lực của bản thân Lý Vân Tiêu, không thể phát triển được nhiều uy lực, Giận Vũ tự phụ có thể phá được. Lý Vân Tiêu kinh sợ. Cái này. Lý Vân Tiêu vội khuyên. Mong Lâm đại nhân suy nghĩ lại. Lâm nói. Ta đã quyết định rồi, không suy nghĩ lại gì hết. Nhưng so tài không phải bây giờ mà là 30 ngày sau. 30 ngày sau, vì sao cần chờ một tháng? Lý Vân Tiêu và Giận Vũ đều thắc mắc. Lâm nói, ta thấy tu vi của ngươi kẹt ở đỉnh quy chân cảnh, ước chừng trong 30 ngày có thể đột phá, đến lúc đó phần thắng càng lớn. Giận Vũ câm nín, trách mắng. Muốn so tài thì làm ngay bây giờ,
kéo dài như vậy là kế hoãn binh của ngươi sao? Nếu để Lý Vân Tiêu xông vào trưởng thiên cảnh cộng thêm uy lực thập nhị đô thiên thần sát trận thì Dận Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy Dận Vũ không cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Có người kẹt ở đỉnh quy chân cảnh mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng không hiếm thấy, càng không dám nói trong thời gian hạn định sẽ vượt qua được. Lòng Diêu Kim Lương thít chặt, đôi mắt rực cháy ngọn lửa ghen tị. Lâm cười hỏi. Dận Vũ, người sợ sao? Dận Vũ nói. Không phải sợ gì nhưng không muốn tự dưng kéo dài ra, sợ xảy ra biến cố gì. Lâm nói. Không có biến cố gì, cục sớm đã định trước, người muốn thay đổi cũng không được. Dận Vũ cười lạnh nói. Hừ, đừng nói đạo lý huyền diệu gì trước mặt ta, điều này sẽ không cứu vãn được hôm nay người bị vây khốn. Lâm nói. Vậy có so tài không? Nếu không đánh cuộc thì cứ làm theo lời lúc trước người nói, dê chúng ta không còn manh giáp sau đó luyện hóa ta. Nhìn xem có thể luyện ra chân vĩ linh bị ta nuốt vào không? Yêu Trác không kiềm được mở miệng nói. Lâm đại nhân không cần đánh cuộc với hắn, năng lực như chúng ta đủ để giết sạch bọn họ. Trước tiếp báo lỗi chương bình luận contact tốt sai mép. Dận Vũ chìm trong suy tư, nếu thật sự rơi vào tử chiến, chỉ cần Lâm không ra tay, với thực lực phe gã chắc chắn có thể đập bẹp đối phương. Nhưng lúc đó Lâm sẽ nuốt thiên phượng chân vĩ linh vào, phục hồi một phần lực lượng. Phe Dận Vũ thì không ai đánh lại. Hơn nữa muốn tiêu diệt đám người trước mắt sẽ phải trả cái giá đắt. Dận Vũ đặt quyết tâm, kiên quyết nói. Được, theo như ngươi nói, ta cược. Lâm sớm đoán được đáp án của Dận Vũ nên rất bình tĩnh sắp xếp. Tốt lắm, các ngươi ở bên ngoài động thiên chờ một tháng đi. Lý Vân Tiêu, các ngươi vào trong. Nhóm người Lý Vân Tiêu biểu tình trầm trọng, không khí nặng nề, từng người đi vào động thiên sóng vàng. Đại nhân, thấy đám người Lý Vân Tiêu rời đi, Vi Thanh mới đi tới, vẻ mặt khó chịu như đang trách Dận Vũ không nên tự tiện quyết định. Dận Vũ lạnh nhạt hỏi. Như thế nào, các ngươi đều trách ta? Vi Thanh nói. Trách cứ thì không dám, nhưng đại nhân không nên tự quyết định. Chúng ta dù sao có quan hệ kết mình chứ không phải chủ và tớ, đối với chúng ta, với Phong Yếu Ly đại nhân thì không ổn. Ai ngờ Phong Yếu Ly lại cười nói. Bổn quân không có ý kiến với quyết định của Dận Vũ. Phong Yếu Ly ước gì Dận Vũ và Lý Vân Tiêu bại câu thương, sau đó thừa dịp chém giết Lý Vân Tiêu, cướp lấy tàn hồn họa đấu. Vi Thanh nhíu mày, lòng thầm nổi cảnh giác, không hiểu sao hai người này ăn ý rồi đi chung với nhau, thực lực đều mạnh kinh người, tùy tiện một người đứng ra thì phe Vi Thanh đủ chết tươi. Vi Thanh vốn muốn lợi dụng Dận Vũ và Phong Yếu Ly kiềm chế lẫn nhau nhưng bây giờ quan hệ không rõ ràng. Dận Vũ liếc Vi Thanh, lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Trong tay Lâm không chỉ có thiên phượng chân vĩ linh mà còn phượng linh khác. Ta chỉ cần được chân vĩ linh, những thứ khác có thể cho các ngươi, hơn nữa chí bảo trong tay ta mặc cho các ngươi chọn ba món. Mắt Vi Thanh hiện nét vui mừng, lòng lâng lâng trở lại. Không nói những phượng linh kia, chỉ cần tính báu vật trên người Dận Vũ, mỗi món đều làm người thèm thuồng. Xem ra Dận Vũ vì thiên phượng chân vĩ linh mà bất chấp tất cả. Dận Vũ tiếp tục bảo. Thiên phú và tư chất của ngươi đều cực kỳ ưu tú, hơn nữa chấp trưởng thánh vực, tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác. Vi Thanh nói. Hy vọng là vậy, các mặt khác làm phiền đại nhân giúp đỡ nhiều cho. Dận Vũ khẽ ừ, không nói gì thêm, ngồi khoanh chân trong không trung, hai tay bắt ấn, trước người biến ra một kết giới ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, tĩnh tâm tiềm tu đứng lên. Dận Vũ cần trong vòng một tháng điều chỉnh thân thể đến mức mạnh nhất, thậm chí vượt qua hiện tại. Vi Thanh lặng lẽ lui ra, đặt cấm khu gần đó, lấy âm dương nhị khí bình ra, cẩn thận tham ngộ. Vi Vô Nhai đã cho Vi Thanh biết lai lịch của thứ này, chỉ cần tham ngộ thấu triệt thì không chỉ nước chảy thành sông bước vào trường thiên cảnh mà tương lai còn có một cơ hội dòm ngó hư cực. Dù sao Vi Thanh có một phụ thân là hư cực cảnh chỉ điểm, hơn nữa bản thân có thiên phú hơn xa Vi Vô Nhai. Giờ lại nắm giữ thánh khí siêu mạnh, thành tựu tương lai không thể đo lường. Trong phút chốc bên ngoài động thiên sóng vàng dù có mười mấy người rồi lại lặng im, mỗi người ngồi khoanh chân trên cao tu luyện, không phát ra thanh âm. Bốn thủ vệ bị trói vẫn như cũ bị trói ném trong góc, vừa xấu hổ vừa tức giận rồi lại không thể làm gì. Trong động thiên sóng vàng, Phi Nghê vẫn ngồi xếp bằng tu luyện. Khi Lý Vân Tiêu đi vào cảm giác rõ ràng lực lượng thiên phượng giảm bớt rất nhiều. Hắn rất là giật mình.
Giọng Lâm truyền ra từ cung điện. Các ngươi vào đây hết đi. Sán và Trác giật nảy mình. 10 vạn năm qua bọn họ chưa bao giờ bước vào cung điện này, có lẽ Lâm thật sự gặp đại nạn buông xuống. Sán và Trác rơi lệ như mưa, lau nước mắt đi vào trong. Quả cầu ánh sáng trong đại điện dần kéo dài từ từ hiện ra hình người, khuôn mặt không thấy rõ nhưng Lý Vân Tiêu phân biệt được đúng là pho tượng Phản Yêu Thánh Công. Chỉ hình dáng đã hút hồn người, thế thì khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành đến mức nào? Khúc Hồng Nhan lộ vẻ mặt quái dị, trực giác cho nàng biết hoàng của Vạn Yêu này đẹp không thua gì nàng. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Lâm đại nhân, trạng thái của người hiện tại tệ như vậy sao? Khuôn mặt Lâm rực rỡ ánh sáng vàng, không thấy rõ được nhưng có thể phân biệt được nàng nhẹ gật đầu. Lâm nói. Cũng gặp như vậy, sau cuộc chiến năm đó ta vốn chỉ còn phân thân, có thể kéo dài đến bây giờ may nhờ những lực lượng Phượng Vũ không thì đã sớm xuống suối vàng. Linh Mục Địch nói. Nếu vậy thì hy vọng đại nhân hãy tự mình luyện hóa Thiên Phượng Chân Vĩ Linh để kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm đi. Ha ha! Lâm cười khẽ. Ta nói thế để lừa Giận Vũ, dù thật sự luyện hóa Chân Vĩ Linh thì tăng thêm tuổi thọ không hơn 20 năm. Đây là thiên nhân ngũ suy, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thay đổi được, nó là một trong các pháp tắc tối cao của vũ trụ. Thiên nhân ngũ suy. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu được nghe danh từ này, hắn hỏi. Cái gì là thiên nhân ngũ suy? Lâm đáp. Vạn vật đều có sinh diệt. Mặc dù bước chân vào giới vương cảnh cũng khó trốn khỏi đạo bị diệt. Bản thân thiên vũ giới cũng có sinh, có thịnh, có suy, có chết. Lý Vân Tiêu cau mày hỏi. Chẳng phải nói thánh thể là có thể bất tử bất diệt. Ha ha ha, bất tử bất diệt chỉ là cách nói khoa trương, so sánh với người bình thường là bất tử bất diệt. Dù cùng tuổi thọ với thiên địa cũng không thể bất tử bất diệt, vì bản thân thiên địa cũng có kiếp ngũ suy, nói gì đến bất diệt. Lâm cười nhạt. Có điều thiên địa so với chúng ta thì gần như bất tử bất diệt. Lý Vân Tiêu gật gù. Ta hiểu rồi, trên đời này không có thứ tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ có thể là tương đối. Lâm khen ngợi. Đúng, ngươi rất có ngộ tính. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta không rõ, tại sao Lâm đại nhân phái ta đối phó Giận Vũ kia mà không để Sán và Trác đại nhân đi. Nếu bọn họ ra tay thì nắm chắc lớn hơn ta. Sán và Trác ưỡn ngực, khí thế phát ra, sát khí khiếp người. Sán trầm giọng nói. Lâm đại nhân, Sán bảo đao chưa lão, vẫn như cũ có thể chiến trận. Trác vội vàng nói. Trác cũng vậy. Lâm cười nói. Hai người đi theo ta nhiều năm, vất vả cho các ngươi. Ta để Lý Vân Tiêu đấu với Giận Vũ không đơn thuần vì thắng hắn mà muốn thăm dò cơ duyên khí vận của hai người. Linh Mục Địch hiểu ra. Ta hiểu rồi. Đại nhân muốn tìm hiểu khí vạn của Lý Vân Tiêu mạnh cỡ nào, có thật sự xứng làm chủ giới thần bi không? Nếu không được thì chẳng bằng tặng Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cho người khác. Lâm gật đầu nói. Đúng vậy, ta giữ Chân Vĩ Linh này đã 10 vạn năm, trong thiên hạ chỉ có 4 người khiến ta trao nó đi. Linh Mục Địch kinh ngạc hỏi. 4 người, không biết là ai? Lâm nói. Một là Thiên Phượng Niết Thể, 2 là chủ giới thần bi, 3 là Hoàng của Vạn Yêu. Người cuối cùng thì tuy ta không muốn nhưng đứng ở đại cục đúng là Giận Vũ thích hợp. Mọi người biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Người này cũng thích hợp. Thân phận của hắn là gì? Chẳng lẽ là con của Chân Long? Linh Mục Địch nhíu mày nói. Tại sao ta chưa từng nghe nói về người này? Hắn nên thuộc lớp cường giả 10 vạn năm trước mới đúng. Lâm im lặng một lúc mới nói. Lai lịch của hắn già hơn bất cứ ai trong chúng ta. Không ai biết hắn sống đã bao lâu. 10 vạn năm trước hắn chưa ưng tham gia cuộc chiến phong ma nhưng ít nhiều gì ảnh hưởng đến chiến sự. Thân phận của Giận Vũ không phải con của Chân Long mà vốn là Chân Long. Ui! Mọi người giật nảy mình. Trừ Sán và Trác sớm biết thân phận Giận Vũ ra những người khác tái mặt, một số thì chết đứng. Cường giả chỉ tồn tại trong thần thoại, thu nạp tinh hoa thiên địa mà sinh ra, giới lực ngưng tụ, đứng đầu chân linh thượng cổ. Trong truyền thuyết cực kỳ cường đại đã xuất hiện trước mắt bọn họ, và còn là. Nghĩ đến giữa Ngô Đại Thành và Lý Vân Tiêu có các loại mâu thuẫn ân oán, một đường gập ghềnh đi tới, hắn mở miệng hỏi. Đại nhân lầm rồi đi. Tuy trong lòng Lý Vân Tiêu khẳng định là đúng, Lâm sẽ không nói dưỡng việc này nhưng hắn không tin được. Đừng nói là Lý Vân Tiêu, đám người Linh Mục Địch cũng hóa đá, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Linh Mục Địch trầm giọng nói. Không biết bao nhiêu lâu trong thiên địa chưa từng gặp chân long, thiên phượng, không ngờ chân long luôn tồn tại trong hậu thế. Tại sao đại kiếp nạn 10 vạn năm trước không thấy bóng dáng của hắn? Lâm nói. Con rồng này là một kẻ ích kỷ, 10 vạn năm trước lúc ta quen hắn thì mới có tu vi tạo hóa cảnh, bị ta đánh mấy lần tơi tả nhưng vẫn chạy thoát được. Dường như thật lâu trước kia tạo hóa cảnh bị thương không lành lại được, giờ qua 10 vạn năm lại rớt xuống hư cực. Cái này, mặt mọi người ngu ngơ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Chân Long không phải là giới vương cảnh sao? Lâm nói. Thật lâu trước kia có lẽ là giới vương cảnh nhưng bị người đánh rớt cảnh giới nên chắc trở vượt qua thời gian hoang vu, tu vi càng lúc càng thấp. Nói tiếp đúng là người buồn cười mà đáng thương. Lý Vân Tiêu ngây người. Bị người đánh rớt cảnh giới. Trên đời này có người đánh chân long rớt cảnh giới sao? Lâm nói. Ta cũng rất tò mò. Trước khi gặp ma chủ thì ta cũng thấy đó là điều không thể, nhưng nếu xuất hiện cường giả như ma chủ thì không khó hiểu. Đám người Lý Vân Tiêu liếc nhau, thấy nỗi kinh hoàng trong mắt đối phương. Lý Vân Tiêu lòng máy động nói. Chẳng lẽ trước ma kiếp 10 vạn năm trước còn có ma kiếp khác từng xuất hiện? Lý Vân Tiêu nghĩ ngay đến trong chân long bí hắn có được Nghê Hồng Nguyên Thạch. Bí tàng kia là Giận Vũ để lại, bên trong có Nghê Hồng Nguyên Thạch, có thể thấy được Giận Vũ và ma giới liên quan gì đó với nhau. Lâm nói. Ta từng có ý tưởng này. Nhưng mặc kệ thế nào thì thời gian qua quá lâu, trừ phi Giận Vũ chính miệng nói ra không thì rất khó khảo chứng. Hơn nữa chuyện thật lâu trước kia ảnh hưởng rất nhỏ đến hiện tại, nên không cần so đo làm gì. Mọi người lặng im, thật sự vì thân phận của Giận Vũ quá rung động, làm bọn họ thẫn thờ không lấy lại tinh thần. Lâm nói, cho nên ta nguyện ý đưa Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cho một trong ba người các ngươi, không thì ta thà rằng tự mình luyện hóa. Thêm 20 năm thọ nguyện có thể đi chơi khắp nơi. Mạch mắt lóe tia sáng chắp tay nói, Lâm đại nhân, tuy hiện tại ta chưa đăng cơ yêu hoàng nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, không bằng đưa Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cho ta. Lâm lạnh nhạt nói, chuyện gì cũng đừng vội nói sớm, hiện tại ngươi chưa phải yêu hoàng chứng minh có yêu tộc mạnh hơn ngươi. Chuyện tương lai khó ai nói rõ, còn nữa, ngươi hãy bảo vệ mạng sống từ tu luyện thánh công lạc đường rồi nói sao. Sắc mặt Mạch khó xem van xin. Lâm đại nhân cứu ta với. Lâm nói. Cái tính sợ chết như ngươi mà mơ cầm Thiên Phượng Chân Vĩ Linh. Sau khi ta chết rồi biết nói thế nào với Ly Chu. Mạch tức chóng mặt, muốn giết người nhưng cố gắng nín nhịn, sắc mặt âm trầm im miệng. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ta hiểu ý của đại nhân, xin hãy cho một chỗ bế quan để ta tu luyện một tháng, tranh thủ đột phá đến trưởng thiên cảnh. Lâm nói. Mặc kệ ngươi có đột phá đến trưởng thiên cảnh hay không đều phải đi ra ngoài trước 3 ngày. Năm xưa ta từng đánh nhau với Giận Vũ vài lần, ta sẽ truyền một số ký ức cảnh tượng đó cho ngươi xem. Lý Vân Tiêu mừng rỡ chắp tay nói. Vậy xin đa tạ đại nhân. Lâm phất tay nói. Ta cũng hy vọng ngươi thắng hắn. Tuy ta không thích ngươi nhưng càng ghét Giận Vũ hơn, nếu chủ giới thần bi thua chân long thì ta đành làm theo thiên đạo. Lý Vân Tiêu thận trọng gật đầu nói. Rõ. Một đoàn sáng vàng bao phủ toàn thân Lý Vân Tiêu, chớp mắt biến mất trong đại điện. Lâm nhìn đám người còn lại. Các ngươi tùy tiện chơi đi. Lâm nói với Mạch. Tiểu bối thương yêu tộc, đi theo ta. Mạch kinh ngạc sau đó reo lên. Đại nhân chịu cứu ta rồi. Lâm khẽ nói. Ngươi là đại năng yêu tộc, có tu vi hư cực cảnh, lại là truyền nhân của tộc thương yêu, được thánh công của ta, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu được. Lúc trước thấy ngươi quá sợ chết nên lòng bất mãn, hơn nữa ngươi làm yêu tộc chúng ta quá mất mặt. Mạch nghe chửi nghẹn họng, mặt đỏ dần hiện vẻ xấu hổ tức tối. Ánh sáng vàng lóe lên, Mạch biến mất trong đại điện, Lâm cũng mất theo. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói. Để Phi Dương và Chân Long đánh nhau có khi nào quá lỗ mãng không? Đối phương không chỉ có tu vi hư cực thần cảnh càng là Chân Long thượng cổ. Linh Mục Địch nói. Đây cũng là thử thách của Lâm đại nhân cho hắn, thử thách này rất có lý. Nếu khí vận chủ giới thần bi không thắng được chân long thượng cổ thì ma kiếp tiếp theo để Giận Vũ chân long ứng đối cũng là một cách hay. Khúc Hồng Nhan cãi lại. Vấn đề ở chỗ Giận Vũ ích kỷ đó sẽ vì thiên hạ muôn dân chăm họ mà đứng ra chiến ma kiếp sao? Linh Mục Địch nói. Tới lúc đó thì không theo ý Giận Vũ được, cửa vào ma giới mở ra, vạn ma cùng ập đến.
toàn bộ thiên vũ giới đều tiêu đời, hắn cũng không ngoại lệ. Ngày xưa cuộc chiến phong ma, anh hùng hạo kiệt khắp nơi có mấy người là đại công vô tư. Chẳng phải bị dính dáng đến ích lợi cho mình. Khúc Hồng Nhan không còn lời gì để nói, nàng chẳng quan tâm thiên phượng chân vĩ linh thuộc về ai, người nào dẫn dắt mọi người ứng đối ma kiếp thì tùy, thậm chí ma kiếp thắng cũng được. Khúc Hồng Nhan chỉ muốn Lý Vân Tiêu bình an vô sự. Lạc Vân Thường ở một bên an ủi. Sư tôn yên tâm đi, Vân Tiêu chắc chắn sẽ không sao. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nàng biết rõ Lạc Vân Thường cũng rất lo nhưng bây giờ lại để cho đệ tử an ủi mình. Khúc Hồng Nhan cười khổ nói. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, trong vòng một tháng cố gắng tu luyện đi, tương lai còn bao nhiêu là trận đánh ác liệt đang chờ. Hai nữ nhân ngồi xếp bằng tu luyện. Linh Mục Địch, Sán, Trác Tự ngồi khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Lý Vân Tiêu biến mất khỏi cung điện trực tiếp xuất hiện trên cười tủm tỉm, xung quanh, cao thấp bốn phương đều là mênh mông bát ngát, nhìn không tới phần cuối. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra một vệt sáng vàng hóa thành một cọng lông chim chậm rãi rơi xuống. Giọng Lâm vang lên. Đây là mảnh lông thiên phượng bình thường cuối cùng trong tay ta, vốn định giữ lại để sống lâu thêm vài ngày nhưng bây giờ không cần nữa. Ngươi hãy hấp thu hết lực lượng trong đó, tranh thủ đột phá đến trưởng thiên cảnh. Lông chim bay xuống tay Lý Vân Tiêu, ẩn chứa nhiệt độ cao làm lòng hắn ấm áp. Xem ra Lâm thật lòng hy vọng hắn thắng. Nhưng đôi khi thiên đạo lựa chọn ai rất khó đoán, Lâm chỉ có thể mọi chuyện nghe theo thiên mệnh. Lý Vân Tiêu cầm lông chim, hơi thở Lâm biến mất trong hư không, chắc đã rời đi. Lý Vân Tiêu buông tiếng thở dài, cất đi phượng vũ quý giá. Lý Vân Tiêu không lãng phí thời gian, hắn nuốt vài một ít đan dược hồi khí rồi ngồi khoanh chân nhập định. Trước khi đột phá phải điều chỉnh trạng thái lên tới đỉnh cao đã. Hiện tại trong cơ thể Lý Vân Tiêu còn có lôi điện song sắc kim ngân bắn ra từ chân thân hỏa đấu, chúng luôn bị hắn ức chế trong cơ thể không ngừng luyện hóa. Giờ vừa lúc đang tĩnh tâm, Lý Vân Tiêu tập trung tinh thần vào nó hết. Sấm sét song sắc bị một đoàn tử lôi nhỏ xíu đè ép không ngừng phân giải biến mỏng như sợi tóc bị đan điền thu nạp. Mấy canh giờ sau, sấm sét song sắc đã bị hấp thu sạch. Hiện Lý Vân Tiêu đã hóa thành thân lôi cảm nhận thân thể thay đổi. Lĩnh ngộ sấm sét sâu hơn một tầng. Sau đó Lý Vân Tiêu biến về trạng thái bình thường, tiếp tục bắt ấn điều tức. Lại qua mấy canh giờ, rốt cuộc Lý Vân Tiêu phục hồi lại tất cả thần dịch lực đã tiêu hao, điều chỉnh cơ năng thân thể đến đỉnh. Lúc này Lý Vân Tiêu lấy tử kim lôi kiếp đan ra, trên đan thấp thoáng lôi quang ngũ sắc chớp lóe, rõ ràng có bóng thú quỷ dạp bên trong giường như đang ngủ say. Lý Vân Tiêu chỉ cần ăn đan dược này là lôi sẽ hoàn toàn trở thành đan linh. Bị hắn hấp thu tiêu hóa hết. Tuy bộ dạng lôi đáng yêu nhưng Lý Vân Tiêu hừ mạnh, không chút thương tiếc bỏ vào miệng, nuốt cái ực. Tử kim lôi đan vừa vào miệng thì cảm giác như nuốt một tử lôi. Trong nội đan nổ tung lôi văn ngũ sắc, lôi quang đầy trời tàn phá trong cơ thể Lý Vân Tiêu, xuyên thấu làn da bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu lại hóa thân sấm sét, hiện chín màu sắc. Các loại lôi điên dâng lên trên người Lý Vân Tiêu, cọ rả cơ thể. Bà nội nó, cái khỉ gì đây? Giống như bỗng chốc kích phát lôi điện trong người ta rồi biến ra vô số lôi quang biến dị. Lý Vân Tiêu hoảng sợ phát hiện lôi của hắn sinh ra các loại biến đổi vì đan dược vận động, lúc thì đen thui lúc thì đỏ rực, biến đổi cả màu vàng và sắc bạc. Khi hóa thành song sắc kim ngân thì lực lượng giống y như lôi quang trên người chân thân hỏa đấu. Đây là quá trình bản nguyên lôi lực diễn hóa biến dị sao? Một lúc sau Lý Vân Tiêu đã hiểu ra. Mặc dù hắn không biết đan dược kia vì sao làm được nhưng loại biến đổi này đúng là quá trình bản nguyên chi lôi hóa thành vạn lôi, giống như là cố ý biểu thị cho Lý Vân Tiêu thấy. Lý Vân Tiêu vội ổn định lại tinh thần, cảm nhận những lực lượng biến đổi. Nhưng khi lôi đình biến thành màu đen thì như thể trong cơ thể bị đè ép lực lượng ngàn cân, khó thể chịu đựng. Lúc đổi màu đỏ thì như đặt trên lửa cháy hừng hực, làn da đau rát. Màu vàng thì như ngàn vạn lưỡi dao cắt xuống. Không khác gì thiên đao vạn quả. Giữa ngũ hành có tương sinh, dù là lôi điện thuộc mộc hệ cũng chia ra lôi ngũ hành khác nhau, chẳng qua thuộc tính không mạnh. Lý Vân Tiêu đang cảm ngộ cái loại phối hợp và biến đổi vô cùng đó. Mấy ngày sau, trên hư không đã không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu mà chỉ có một quả lôi cầu màu xanh lơ lửng trên cao. Nhiều phù văn chuyển động bên trên như thành thiên thành quyết lúc huyễn lúc diệt. Nhìn kỹ lại. Trong lôi cầu bên Lý Vân Tiêu như trẻ sơ sinh con người yên lặng ngủ say,
như thể trở về trong bào thai, từ hậu thiên chuyển vào tiên thiên. Rốt cuộc, hơn 10 ngày sau, lôi cầu đột nhiên tách ra hàng vạn lôi quang, lại hiện ra trên trăm loại màu sắc khác nhau bắn vào trên dưới bốn phương tám hướng hư không vô cùng vô tận. Năng lượng giải phóng làm lôi cầu teo nhỏ, cơ thể Lý Vân Tiêu dần lộ ra, hắn duỗi người như trẻ sơ sinh thật sự. Lý Vân Tiêu thoải mái khẽ rên. Cảm giác như thay da đổi thịt trùng sinh. Lý Vân Tiêu mừng rỡ. Thân thể này. Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng thân lôi khác với trước kia, không chỉ biến mạnh về mặt lực lượng mà tính chất cũng khác nhau. Hiện tại Lý Vân Tiêu hiểu biết thuộc tính lôi chi bản càng sâu sắc hơn một chút. Đôi mắt khép mở đều có lôi quang lập lòe. Bản nguyên chi lực, cái này là ưu thế của tiên thiên ngũ hành linh thể. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận biến đổi của cơ thể, nắm chắc lực lượng thân thể hiện tại. Một lúc lâu sau Lý Vân Tiêu từ từ mở mắt ra. Thân lôi bây giờ so với tiên thiên linh thể xê thật sự không kém là ao, nhưng tu vi của ta. Lý Vân Tiêu buồn rầu phát hiện một điều rằng tu vi của hắn không tăng lên được bao nhiêu khi chuyển hóa thân lôi, vẫn kẹt ở đỉnh quy chân thần cảnh, nhưng cảm giác phá kén càng ngày càng gần. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, lại để cho Lý Vân Tiêu bế quan cái nửa năm, một năm là chắc chắn sẽ xông trưởng thiên cảnh. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng. Đáng tiếc không có thời gian. Biểu tình Lý Vân Tiêu tràn đầy phức tạp lấy một viên đan dược ra, chính là Bắc Quảng Pháp Thiên Đan lúc trước cướp được. Trên người Lý Vân Tiêu còn ba viên đan dược khác, phẩm chất không thua gì Tử Kim Lôi Đan, Bắc Quảng Pháp Thiên Đan, nhưng không rõ ràng hiệu dụng và thuộc tính nên hắn không dám nếm thử. Vừa rồi Tử Kim Lôi Đan, nếu Lý Vân Tiêu không có thân lôi ngũ hành, cường giả quy chân cảnh bình thường nuốt vào e rằng không còn mẩu xương. Đành lại dùng thêm một viên đan dược. Tuy Lý Vân Tiêu rất tiếc nhưng tình thế xô đẩy, hơn nữa nuốt đan dược vào sinh ra hiệu quả tích lũy trong người không tính ăn uổng phí. Quyết định xong Lý Vân Tiêu nuốt Bắc Quảng Pháp Thiên Đan vào, vùng đan dược chợt run rẩy gần như nổ tung một nửa. Ánh sáng lưu ly liên tục lấp lánh trên người Lý Vân Tiêu như thể người hắn cũng nổ theo. Lý Vân Tiêu trợn to mắt ếch nói. À, sao mạnh quá vậy? Khuôn mặt Lý Vân Tiêu vặn vẹo. Lý Vân Tiêu vội vàng sử dụng kiếm chỉ điểm phá đại huyệt quanh thân mình để lực lượng theo những huyệt vị trút ra, máu tuôn như suối. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu lơ lửng trên hư không đột nhiên run nhẹ, lực lượng kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể hắn liên tục chấn động không dứt làm nguyên hư không dao động. Trường thiên cảnh, rốt cuộc ta đã đạt được. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ trầm ổn, đã rút bỏ vẻ non nớt. Khi Lý Vân Tiêu mở mắt ra như có ánh sao nhấp nháy. Tiếp trước đỉnh cao nhất của Lý Vân Tiêu cũng không thể đột phá cảnh giới nhưng lúc này đã đặt chân vào nó. Tuy dựa vào hai viên thập giai thần đan nhưng Lý Vân Tiêu đã rất thỏa mãn. Đột phá thì tốt rồi, tài liệu quý giá mấy cũng đến lúc phải dùng. Không ngờ trên người của ngươi có nhiều thứ tốt như vậy, xem ra thiên đạo rất yêu ái người. Giọng Lâm vang lên. Ta đưa lông thiên phượng đã vô ích. Lý Vân Tiêu lấy lông chim thiên phượng ra đặt trong lòng bàn tay giơ cao. Ha ha ha, xin trả lông vũ lại cho đại nhân, hy vọng đại nhân luyện hóa nó tăng tuổi thọ. Lâm im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Ta đã không cần thứ đó nữa, đã cho ngươi thì ta sẽ không lấy lại. Ngươi hãy thay đồ đi, chút nữa ta sẽ truyền cho ngươi trận chiến cùng giận vũ còn giữ trong đầu ta. Lý Vân Tiêu thế mới phát hiện đồ mặc trên người dính máu. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt Bắc Quảng Pháp Thiên Đan thì, kinh mạch toàn thân nổ bung. Tự động điểm phá khiếu huyệt để lực lượng giải tỏa, tránh cho nguy hiểm bạo thể. Tiếc rằng nhiều dược lực cũng sói mòn theo. Rất nhanh Lý Vân Tiêu thay đồ xong, Lâm Huyễn hóa thân hình nữ nhân trên hư không, khuôn mặt dần rõ ràng hơn. Lý Vân Tiêu đứng ngây như phỗng, mặc dù Lý Vân Tiêu gặp qua rất nhiều mỹ nữ, lâu năm ở chung với Khúc Hồng Nhan nhưng vẫn bị sắc đẹp kinh thế hút hồn, não rỗng. Đây tuyệt đối là một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, là kỳ tích của tạo vật. Nếu nói sắc đẹp của Khúc Hồng Nhan là siêu đỉnh cao thì khuôn mặt Lâm là đẹp đến không chân thực, đẹp tới mức không nên tồn tại trên thế gian. Lâm nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói. Thế nào, nhìn đủ chưa? Lâm đã quen nhìn khuôn mặt ngây ngốc giống Lý Vân Tiêu, ai lần đầu thấy mặt nàng, dù là nữ nhân cũng sững sờ như vậy. Nhưng cô đơn 10 vạn năm, gặp lại biểu tình ngu ngơ này khiến lòng Lâm hồi ức lại, vô vàn cảm thán. Lý Vân Tiêu bị vẻ mặt làm lắp bắp không nói nên lời. Ngươi, Lâm mỉm cười hỏi,
nữ bằng hữu kia của ngươi cũng rất đẹp, trong mắt ngươi thì giữa hai chúng ta ai đẹp hơn? Nữ hài tử khi nhìn thấy mỹ nữ sẽ không kiềm được muốn so sánh, đặc biệt bản thân mình cũng là mỹ nhân tuyệt thế. Tâm lý ganh đua này như chất độc, muốn chữa cũng không khỏi được. Lý Vân Tiêu lấy lại tinh thần, khẽ thở dài. Người đẹp kinh khủng, đẹp không chân thật, nếu so với Hồng Nhan thì đương nhiên là Hồng Nhan đẹp hơn. Trong lòng ta luôn là vẻ đẹp của nàng không gì so sánh nổi, cũng không thể thay thế. Lâm ngây ngẩn, ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp thẫn thờ. Đáp án này quá xa lạ, từ khi Lâm có trí nhớ đến nay dù nàng ở trước mặt bất cứ người nào chưa từng thua trong việc so sánh. Lần đầu tiên Lâm nghe đáp án như vậy, khác hẳn dự đoán trong lòng. Ngươi nói có thật lòng không? Dĩ nhiên. Nhận được đáp án khẳng định, Lâm lặng im. Lâm trầm ngâm rất lâu nhưng khiến Lý Vân Tiêu phập phồng lo sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ đắc tội nàng ta. Cuối cùng Lâm mở miệng, sắc mặt lạnh như băng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi một lần nữa cho ta đáp án đi. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Lâm không thèm che giấu ý nghĩ của mình. Dường như Lâm không chấp nhận được có người đẹp hơn nàng, dù là ở trong lòng ai đó. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ nữ nhân mà khùng lên thì không thuyết phục được. Nếu Lâm rối rắm về chuyện này e rằng sẽ ảnh hưởng trận chiến đánh cuộc về sau. Cái đó, người cũng rất đẹp. Ta và Khúc Hồng Nhan ai đẹp hơn? Không so sánh được không? Ta có mang theo trà ngon, chúng ta ngồi xuống uống trà tán gẫu đi. Rốt cuộc ai đẹp hơn? Giọng Lâm trở nên sắc nhọn, mắt bắn ra tia sáng lạnh nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Ánh mắt kia như muốn xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu nhìn trái tim hắn. Được rồi, ta nói, Hồng Nhan đẹp hơn. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, thầm nghĩ tàn đời. Lâm chợt nở nụ cười, nàng cười như hoa nở, không có từ gì để hình dung vẻ đẹp đó. Lý Vân Tiêu lần nữa bị hút hồn lại nhìn ngây người. Khúc Hồng Nhan có được nam nhân như ngươi là hạnh phúc cho nàng ấy. Lâm cười nói, nhưng ta không tức giận vì ngươi nói dối. Vì vẻ mặt của ngươi đã bán đứng đáp án. Dù ngươi cưỡng ép nói nàng đẹp hơn cũng không thay đổi được sự thật ta xinh đẹp hơn Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ta không nói dối. Lâm nói. Nếu như ngươi muốn kiên trì đáp án của mình thì không gì đáng trách, ta cũng kiên trì đáp án của mình. Lâm cười cười. Thời gian không còn nhiều, bắt đầu đi. Ta chuyển các trí nhớ về trận chiến ngày trước với Giận Vũ thành hình ảnh. Ngươi hãy tập trung quan sát một lần. Lý Vân Tiêu thầm thở phào nghĩ rốt cuộc vượt qua kiểm tra rồi, nữ nhân này coi như bình thường, không bị điên, nếu không hắn đành bó tay. Lâm không nói ý nữa, nàng giơ tay lên không ngừng điểm không trung trước mặt hóa thành các phù tuyến màu vàng. Rất nhanh các cảnh tượng hiện ra trước mắt Lý Vân Tiêu. Cảnh tượng Lâm và Giận Vũ chiến đấu khiến người cực kỳ sợ hãi. Cái loại quyết đấu đỉnh cao này hầu như mỗi một cái đều là trời trong đất lở, đảo điên vũ trụ. Lý Vân Tiêu thậm chí nghi ngờ ngàn vạn năm qua trong thiên vũ giới có nhiều cường giả như vậy tại sao không đánh vỡ thiên vũ giới được. Chỉ mấy canh giờ Lâm đã chiếu xong mấy lần chiến đấu. Còn hơn 10 ngày nữa, người hãy tham ngộ từ từ đi. Lâm nói xong biến mất trong hư không, chẳng xuất hiện nữa. Lý Vân Tiêu được ích lợi không nhỏ, hai người chiến đấu. Giận Vũ phát huy cách chiến đấu, thể hiện tác dụng chiêu thức vô cùng. Hai vị siêu cường giả đối chiến khiến Lý Vân Tiêu có hiểu biết hoàn toàn mới về chiến đấu đẳng cấp cao hơn. Lâm đã đi, Lý Vân Tiêu chìm trong suy tư. Hơn 10 ngày sau, bên ngoài động thiên sóng vàng. Giận Vũ đột nhiên mở đôi mắt ra, há to mồm gầm lên. Thanh âm chấn cửu thiên tụ tập thành sợi đánh vào động thiên sóng vàng gây sao động. Mặt La Thanh Vân trắng bệch. Chân Long Chi Hàng. Đây chính là chân Long Chi Hàng thật sự. La Thanh Vân gần như đoán được thân phận của Giận Vũ nhưng không dám nói ra đáp án đó. Khi tiếng hú truyền vào động thiên khiến mọi người kinh sợ thì Phi Nghê đột nhiên mở mắt ra, tòng mắt không giống nhân loại. Phi Nghê cúi người xuống phát ra tiếng hú dài quanh quẩn trong không trung. Rồng ngâm phượng hót hình thành một loại cộng hưởng, tần suất truyền đến, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Hai thanh âm vang vọng kéo thời gian chảy ngược về thái cổ. Thời đại mà vạn linh xưng bá thế giới, hai vị cường giả đứng trên đỉnh cao nhất bước đến. Trước tiếp, cộng hưởng kéo dài nửa nén nhang mới yếu dần cho đến khi biến mất. Trong động thiên, trên bầu trời vốn có ba phượng vũ lơ lửng giờ đều tối tăm như lửa bốc cháy để lại cho tàn, từng chút một vụt tắt. Ánh sáng trong động thiên tối sầm,
chìm vào hắc ám giống như bên ngoài. Lòng Sán và Trác run lên, nơi bọn họ thủ hộ 10 vạn năm e rằng về sau không còn tồn tại. Hốc mắt hai người ngấn lệ. Phi Nghê từ trong ngủ say bị tiếng rồng ngâm bừng tỉnh, thân thể cũng bắt đầu xảy ra biến đổi kinh người. Từng vòng phượng văn nổi lên trên thân thể nàng, giữa trán có dấu thiên phượng hỏa vân chợt lóe lên rồi biến mất. Giọng Lâm chất chứa mừng rỡ bất ngờ. Lực lượng này, là trưởng thiên cảnh sao? Phi Nghê cũng rất vui mừng, gật mạnh đầu nói. Vốn còn đang tích lũy lực lượng nhưng bị tiếng rồng ngâm lôi kéo, huyết mạch đốt cháy ngay chuyển thành thiên phượng chân hỏa tinh thuần nhất, thoáng chốc tăng tu vi lên, đột phá xiềng xích không cùm. Lâm cảm thán rằng, không ngờ là như thế. Ý trời, đúng là ý trời. Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường mừng rỡ chạy tới chúc mừng. Chúc mừng Phi Nghê muội tử. Hừ, ý trời gì, đó là cho các ngươi nhặt của rơi. Giận Vũ xuất hiện bên cạnh Phi Nghê từ lúc nào, mặt đen như lọ nồi nhìn biến đổi của nàng. Nghe Phi Nghê nói câu kia thì Giận Vũ ư tức hộc máu. Giận Vũ giống một tiếng là muốn nghênh đón khiêu chiến, cần dùng khí thế chấn đối phương trước. Chẳng ngờ khiến huyết mạch thiên phượng phản ứng, đối phương nhặt một món quà lớn. May mắn Giận Vũ là cường giả kinh nghiệm dày dạn, rất nhanh chuyển đổi tâm tình. Giận Vũ quát to. Lý Vân Tiêu đâu? Lâm nói. Còn đang bế quan ở bên trong, có lẽ sắp ra rồi, đợi ta đi thúc giục hắn. Lâm Trận mới mài gươm, có ích chi. Phong Yếu Ly phất ống tay áo, lòng uy kích thích không khí rung động mãnh liệt, lực lượng cực kỳ hùng hồn lộ rõ niềm tin tất thắng và thực lực. Khúc Hồng Nhan lộ biểu tình lo âu, Phi Nghê ngu ngơ không hiểu gì, Lạc Vân Thường nhanh chóng kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe. Phi Nghê giật mình kêu lên. Cá cược đánh nhau. Chắc phu quân vì ta nên mới ứng chiến. Mắt to ngấn lệ không kiềm được tràn ra. Khúc Hồng Nhan cười gượng. Muội tử ngốc, ngươi chính là thiên phượng nhất thể, chân vĩ linh vốn là vật của ngươi. Phi Dương chỉ thuận theo thiên đạo. Phi Nghê khóc nức nở nói. Muốn chiến phải để ta đánh chứ không nên là phu quân. Khúc Hồng Nhan nạt. Đừng nói ngốc vậy, ngươi vừa vào trưởng thiên cảnh, tuyệt đối không đánh lại chân long Giận Vũ, Phi Dương thì có phần thắng lớn hơn. Phi Nghê không phải hạng người đơn giản, nàng hiểu đạo lý trong đó. Phi Nghê cố nén không để nước mắt rơi xuống, gật mạnh đầu. Nếu Lý Vân Tiêu sợ thì trực tiếp nhận thua, còn có thể giữ mạng. Giận Vũ xì cười nói. Trốn tránh thế này không phải là cách, tránh được hôm nay, nhưng có thể né qua ngày mai, trốn vĩnh viễn sao? Phi Nghê hung dữ mắng. Ngươi đủ chưa, cường giả thật sự cho đến bây giờ luôn lặng im ít lời. Người cứ nói oang oang rõ là che giấu lòng sợ hãi. Giận Vũ nhìn Phi Nghê chằm chằm. Ha ha ha, ta sợ hãi. Giận Vũ cười nhạo nói. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, huyết mạch thiên phượng ở trên người kẻ như ngươi đã xuống dốc rồi. Lần sau gặp truyền nhân thiên phượng không biết sẽ mất bao nhiêu nắm. Phi Nghê giận dữ hét lên, ngươi nói xuống dốc thì sẽ xuống sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Chẳng phải là lão hoa bò sát bị quy tắc thiên đạo đánh rớt xuống phàm trần, còn nghĩ mình vẫn là chân long cao cao tại thượng sao? Phi, không biết xấu hổ, nếu ta là ngươi thì đã đấm vào hư không thủng một lỗ rồi chui vào trong trốn, vì không có mặt mũi nào nhìn ngươi khác. Ngươi, Giận Vũ tức xanh mặt nhưng lập tức nhận ra ngay đây là đối phương cố ý gây ra, muốn quấy rối tinh thần của gã trước khi chiến đấu. Giận Vũ tức giận hừ một tiếng, phất lờ Phi Nghê. Giận Vũ lẳng lặng đứng yên, lạnh nhạt nhìn trong đại điện. Phi Nghê thấy Giận Vũ tức giận thì rất mừng, tiếp tục chửi. Đầu của mẫu thân ngươi giống như bóng da, một cước đá đến chân trời. Chân trời, có một trái bóng, chính là đầu của mẫu thân ngươi. Hôm nay nhà ngươi có lũ lụt, mẫu thân ngươi biến thành con rùa đen nước, phụ thân ngươi biến thành. Giận Vũ thật sự bị chọc giận, hét to một tiếng. Đã đủ rồi. Long uy bộc phát ngưng tụ thành lực lượng thực chất bắn hướng Phi Nghê như thiên lôi ầm ầm. Phi Nghê vừa mừng vừa sợ, cười tủm tỉm vội né tránh. Hai tay Phi Nghê không ngừng bắt ấn biến ra một ấn ký uy lực cực lớn dọc theo Long uy đánh qua. Ầm 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 ầm. Ấn quyết chấn vỡ Long uy, thế đi không giảm ập hướng Giận Vũ. Đây là hiệu quả Phi Nghê mong muốn, nàng hy vọng Giận Vũ tức điên, chẳng những tâm tình dao động mạnh mà càng đánh nhau với nàng trước. Bùm! Đột nhiên một vệt sáng trắng ập đến đánh vào ấn ký, nhiệt độ cung điện bỗng chốc giảm xuống,
vạn vật bị bao phủ trong lớp xương lạnh, đóng băng. Phong Yếu Ly cầm lãnh kiếm băng xương chặn lại công kích thay Giận Vũ. Khóe môi Phong Yếu Ly cong lên giễu cợt. Giận Vũ huynh căng thẳng qua rồi, không thì sao có thể bị nha đầu nói mấy câu kích thích cơn giận. Nên biết không phải gió động, buồm động mà là lòng người động. Giận Vũ giật nảy mình, Phong Yếu Ly nói rất có lý. Nếu không phải lòng Giận Vũ rối loạn thì sao bị Phi Nghê chọc giận. Bởi vì Thiên Phượng Chân Vĩ Linh quá quan trọng với Giận Vũ, không thể coi thường, nên tạo thành áp lực lớn cho gã. Giận Vũ chắp tay nói. Đa tạ Yếu Ly huynh nhắc nhở. Sắc mặt giận dữ không còn, Giận Vũ trở về bộ dạng hờ hững thản nhiên, mắt tĩnh lặng, như thể không có sự vật nào trên đời này lại nhiễm bụi lòng gã được nữa. Phi Nghê tức giận mắng. Đồ quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ nhà ngươi, chuyện giữa ta và chân long mắc mớ gì tới ngươi mà xen miệng vào. Cút sang một bên đi. Mắt Phong Yếu Ly lóe sát khí lạnh lùng nói. Bổn quân không đánh cuộc, nếu chọc giận ta liền giết ngươi ngay. Lãnh kiếm băng xương chỉ tới, khí lạnh ngút trời thẩm thấu xương cốt người, lạnh rét run. Phi Nghê hiểu ngay thế cục dây dưa với Phong Yếu Ly chỉ tốn sức vô ích, thể là liếc một cái rồi im miệng. Giọng Lâm vang lên. Lý Vân Tiêu nói hắn còn đang bế quan, bảo ngươi đợi chút nữa. Cái gì? Giận Vũ lạnh lùng nói. Vậy là trễ hẹn, đây là cá cược, nên trực tiếp phán hắn thua đi. Lâm nói. Thời gian đánh cuộc là hôm nay, nhưng hôm nay chỉ mới vừa bắt đầu, còn thời gian 12 canh giờ. Giận Vũ câm nín, khịt mũi. Vậy ta sẽ chờ hắn 12 canh giờ. Nếu còn có co đầu rút cổ không chịu ra thì đó là hắn thua. Giận Vũ nói xong khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Con người Phi Nghê xoay tròn, tiếp tục chửi đồng. Nhưng dường như Giận Vũ phong kín ngũ giác, lục thức, phớt lờ tiếng mắng của Phi Nghê. Chửi một lúc sau Phi Nghê thấy chán thế là thôi không mắng nữa. Lúc này Vi Thanh đám người cũng vào cung điện, rằng co với nhóm Khúc Hồng Nhan trước cửa điện. Bốn người trông cửa đã phục hồi vết thương nhưng bị phong ấn lực lượng. Có vẻ Vi Thanh không định thả người đi. Trác lạnh lùng trừng mắt, quát. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, thả người. Vi Thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân, hiện tại chủ nhân của bốn người này là bổn tọa, người bảo bổn tọa làm sao thả đây. Trác ngạc nhiên, Vi Thanh nói thế thì Trác cũng nghẹn họng, không biết phản bác thế nào. Trác đứng ngây tại chỗ, quay sang ngó Sán cầu cứu. Sán nói, vốn là chó giữ cửa, sau trận chiến này không cần nữa. Có người muốn thì cứ để bọn họ mang đi đi. Trong lời nói chất chứa vô vàn cảm thán và bi thương. Trác nghe xong cũng bị nhiễm tâm tình, lặng im. Đột nhiên bầu trời gợn sóng, bị đẩy nhẹ ra. Sao không khí nặng nề quá vậy? Sao thế? Giọng Lý Vân Tiêu vui vẻ truyền ra. Mọi người đều là tinh anh của thiên vũ giới, đều là người có tư cách. Làm chi đứng ở bên ngoài trừng mắt nhau. Không bằng cùng nhau vào điện ăn mấy cái bánh bao, uống ly trà, hạ hỏa đi. Ta thấy sắc mặt mọi người đều kém, hay là bị táo bón. Vừa nghe thanh âm Phi Nghê mừng rỡ nhảy cẫng lên, hận không thể lao ngay tới. Phu quân, Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân Thường cũng lộ vẻ vui mừng nhưng trong mắt tràn đầy lo âu. Giận Vũ ngước mắt lên nhìn, mắt bắn ra tia sáng lạnh, rít từng chữ qua kẽ răng. Lý Vân Tiêu. Không gian chấn động càng ngày càng mạnh, đột nhiên nổ cái bùm, xung lực bay tứ tán. Một luồng sáng ấm áp chiếu xuống, Lý Vân Tiêu hiện ra, khuôn mặt trong trẻo treo nụ cười đạp bước đi xuống. Trường Thiên Thần Cảnh. Không, không thể nào. Mọi người xôn xao, ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vân Tiêu thật sự trong 30 ngày trùng kích đến Trường Thiên Thần Cảnh. Hai nhóm người trước cung điện tâm tình dậy sóng, hoàn toàn là hai cực đoan. Đám người Vi Thanh, Diêu Kim Lương, Lý Giật, Giận Vũ mặt xám xịt, biểu tình cực kỳ khó xem, âm trầm như lọ nồi. Bên Khúc Hồng Nhan thì hoan hô reo hò, ba nữ nhân xông tới vây quanh bên Lý Vân Tiêu, díu ra díu dít. Sán và Trác ngây người thì thào. Hắn thật sự trùng kích được. Giận Vũ sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là trưởng thiên cảnh, lâu la. Giận Vũ lạnh lùng nói. Cuối cùng mừng hụt. Nhưng ông trời đối xử với ngươi đã rất tốt, trước khi chết được thể nghiệm sung sướng trưởng thiên cảnh. Trong giọng nói đầy mùi ghen ghét. Ha ha ha, cái sự sung sướng này là để ta nghiệm nó trên người của ngươi sao? Lý Vân Tiêu xì cười nói. Vậy nhớ để ta đánh đã tay vào.
Giận Vũ cuồng cười. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng. Giận Vũ khinh miệt nói. Mới có trưởng thiên cảnh mà vinh váo trước mặt ta, cho ngươi chết thoải mái đầm đìa mới đúng. Ngươi đã ngu ngốc như thế thì đừng trách bổn tọa xuống tay không nương tình. Lý Vân Tiêu trả lời lại một cách mỉa mai, lắc ngón tay khinh thường nói. Không cần nương tình, để mạng lại là được. Giận Vũ tức giận quát. Cuồng vọng, ngu ngốc, vậy thử xem đi. Nói thêm câu nào nữa Giận Vũ sẽ bị đối phương chọc tức chết, sát khí sắc lạnh bắn ra từ thân thể hóa thành các gió lốc xoay tròn xới cát bay đá chạy. Lý Vân Tiêu chẳng hề sợ hãi, hắn ngước mắt lên, bốn mắt giao nhau, hỏa hào bắn ra. Người còn chưa động vũ quyết đã bắt đầu từ lời nói và ánh mắt, còn có quyết đấu giữa ý thức và khí thế. Bùm! Bùm! Không khí như bức rèm che nổ đi đùng, hai kình khí bá đạo trùng kích chấn không gian dao động. Hai người hành động để lại tàn ảnh, hai luồng sáng bay hướng chân trời. Gồm có hai màu xanh và vàng quấn quýt trên bầu trời rượt bắt nhau. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, cung điện hoàn toàn tĩnh lặng. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Trong ánh sáng vàng Lý Vân Tiêu bị đánh lui mấy trăm trượng xa. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng. Mạnh quá, đây chính là thân chân long sao. Thân rồng hiện tại của Giận Vũ chưa phải thân rồng hoàn chỉnh nhưng đã cường đại không thua gì Lý Vân Tiêu. Giận Vũ cuồng giống. Chỉ là tu vi trưởng thiên cảnh, thân thể dung thông cảnh mà muốn thắng bổn tọa, điều này sao có thể. Giận Vũ tùy kích theo, vòi rồng như thiên thạch ma sát không khí đốt cháy. Đốt vệt lửa to trong không trung, từng tầng không gian bị đánh nát. Lý Vân Tiêu lật tay cầm kiếm giơ trước mặt. Từ vô số điều không thể tạo ra thứ có thể, đây là mới là chuyện người được thiên đạo lựa chọn nên làm. Kiếm ý cường đại hóa phủ bay lên. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chợt lóe lơ lửng quanh thân Lý Vân Tiêu, trên đầu hắn lại xuất hiện vạn kiếm đồ trận, ngàn vạn kiếm ý cuồn cuộn. Ầm 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 ầm. Giận Vũ một đám đánh vào trận đồ. Nổ nát mấy trăm kiếm ý. Nhiều phù văn nổ tung hóa thành ngàn vạn huỳnh quang. Lý Vân Tiêu bày ra thế giới kiếm bị đánh sụp một khối, cơ thể hắn và ngàn vạn kiếm ý cùng bị đánh lùi mấy chục trượng. Giận Vũ cười nhạo. Ha ha ha, đây là lực lượng của chủ nhân giới thần bi sao. Tranh khí vạn thiên đạo với bổn tọa. Bổn tọa vốn do lực lượng thiên đạo biến thành, ngươi làm sao tranh. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Lực lượng long quyền chỉ có thế là cùng lại khiến ngươi cuồng vọng như thế, có thể thấy được dù là thực lực hay kiến thức thì ngươi chỉ là tên hề. Lý Vân Tiêu giơ kiếm lên, trước mặt hắn lóe sắc màu trắng đỏ. Thoáng chốc thiên áp địa dũng, hàng vạn kiếm khí từ bốn phía tụ tập lại ngưng tụ trong một kiếm kia. Thân hình Lý Vân Tiêu và kiếm dung hợp, tuy hai mà một. Ngôi sao từ ước vạn năm qua rực rỡ huyễn lệ cùng với kiếm dâng lên mà từ bên ngoài bắn vào. Trên bầu trời mãi mãi tối tăm lần đầu tiên hiện ra muôn vàn ngôi sao. Kiếm chảm tinh thần. Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ với kiếm đạo tất cả đều hòa tan vào một kiếm này, phá vỡ bầu trời, khí rót trường hồng. Trước cung điện, Phong Yếu Ly biến sắc mặt, giật mình nhìn nhát kiếm kia. Phong Yếu Ly hoảng sợ phát hiện lãnh kiếm băng xương trong cơ thể bị kiếm ý ảnh hưởng hơi khuếch tán ánh sáng lạnh. Phong Yếu Ly sắc mặt âm trầm bực bội khẽ hừ. Lực lượng trong người ùa vào đan điền ức chế lãnh kiếm băng xương sao động dục dịch, thế là bình thường trở lại. Không chỉ mình Phong Yếu Ly, lĩnh ngộ kiếm đạo chí cường quấy nhiễu mỗi thanh bảo kiếm. Tử tiêu kiếm của Khúc Hồng Nhan cũng tỏa ánh sáng chói lòa ứng cùng. Giận Vũ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hai nắm đấm siết chặt đặt trước mặt, hét lớn một tiếng. Chân long hàng cửu thiên, long uy cực lớn bộc phát từ cơ thể Giận Vũ hóa thành long vực vô biên nghiền nát hư không. Trong vực có ngàn vạn bóng rồng bay nhanh ganh đua phát sáng cùng trời trăng sao. Long quyền, vô lượng quang. Trước cú đấm này toàn bộ long vực run rẩy, nơi bị long quang chiếu rọi trang nghiêm vĩ đại, hùng vĩ. Hình dạng Giận Vũ đã biến thành nửa rồng, tài hoa tranh vanh, hai mắt băng giá. Giận Vũ bị nhát kiếm của Lý Vân Tiêu kinh sợ, không dám khinh thường. Hai lực lượng giới vực va chạm nhau, nơi chúng đi qua hóa thành hắc ám vô tận. Trong phút chốc tất cả thiên vực đen như mực. Mọi người kinh sợ, những người tu vi dưới quy chân thần cảnh đã không thấy rõ cảnh tượng trên bầu trời. Ánh mắt, thần thức của bọn họ bị bóng đêm vô biên nuốt mất. Vốn tưởng sẽ là trận chiến cực kỳ đặc sắc nhưng mức độ kịch liệt vượt qua dự đoán của bọn họ, không ngờ vừa ra tay liền trực tiếp tiến vào chém giết sinh tử. Đột nhiên một dao động năng lượng rất mạnh tuôn ra từ trung tâm hắc ám.
một vầng sáng màu trắng cùng xuất hiện, từng đợt sáng khuếch tán gột rửa hắc ám. Rốt cuộc có ánh sáng nhạt lóe ra, trung tâm sóng gợn, hai bóng người lúc ẩn lúc hiện gần như dán sát nhau. Nắm đấm to bằng cái nồi của Lý Vân Tiêu đè trên kiếm thương chạm hồng. Cơ thể hai người bị xung lực vượt giới trùng kích tan vỡ, máu nhuộm đỏ áo. Giận Vũ cúi đầu xuống, con người hơi co rút nhìn thanh kiếm chăm chú. Giận Vũ lạnh lùng nói. Dám luyện chế nghê hồng nguyên thạch của bổn tọa thành kiếm. Khóe môi Lý Vân Tiêu chảy vệt máu nhưng vẫn cười khiêu khích. À, ta suýt nữa quên, chân long bí tàng kia cũng là ngươi để lại. Đa tạ. Giận Vũ trầm giọng quát. Khỏi khách sáo, để mạng lại là được. Nắm đấm tay phải đè kiếm thương chạm hồng, Giận Vũ giơ cao quyền trái, ánh sáng chói lòa rực rỡ ngưng tụ trên nắm đấm như biển cả. Lý Vân Tiêu chấn động. Cái gì? Lý Vân Tiêu biến ra ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân. Một cánh tay nâng đầu xuất thiên phong ném vào đầu Giận Vũ. Bình thường sau khi Vũ giả thi triển đại chiêu kinh thế thì khí thế sẽ tụt dốc nhanh, muốn thi triển chiêu thức uy năng tương tự lần thứ hai cần có thời gian giảm sóc. Lý Vân Tiêu quan sát trong trận chiến của Lâm và Giận Vũ, thân thể chân long gần như có thể lập tức tăng lên lực lượng, giữa hai chiêu vũ khí uy lực tương đương nhau hầu như không có giây nào tạm nghỉ. Cơ thể chân long ẩn chứa pháp tắc thiên địa, là cơ thể chính quy và hoàn mỹ nhất. Cùng lúc thể hiện ra hiểu biết mạnh nhất về tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích, rất nhiều ưu thế không thể sánh bằng. Tuy lúc này Giận Vũ có thân thể tàn phế nhưng vốn là chân long, kinh nghiệm dày gian, lăn lộn từ bao nhiêu cuộc chém giết, hiểu biết vũ quyết đến độ cao mà người bình thường khó thể với tới, hơn xa Lý Vân Tiêu. Giờ phút này đâu xuất thiên phong đón gió biến to ra. Con người Giận Vũ co rút, đã nhận ra huyền khí này. Giận Vũ vội rút nắm đấm về, biến mất tại chỗ. Giây sau Giận Vũ xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu, lại đánh ra một long quyền. Vô lượng quang. Pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu bị quyền quang bao trùm, vô lượng quang tượng trưng cho không gian vô hạn, vô thủy vô chung. Tam ấn như nhất, đánh bại. Trong ánh sáng phát ra tiếng gầm, ba hủ ấn to lăng không tụ hợp hóa thành rồng vàng đè xuống uy lực cú đấm kia. Ầm 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 ầm. Rồng vang rít gào, chẳng chút uy nghĩa, ngóc đầu lên dường như hết sức khổ sở. Giây sau rồng vàng bị ánh sáng vô lượng quang xuyên thấu thân thể, nháy mắt hóa thành ánh sáng vàng diệt vong. Ba thủ ấn ngưng kết đột nhiên tan rã, phát ra tiếng nổ như bảo kính rơi xuống nước, như thác đổ. Long quyền bất diệt như thời không tuyên cổ, mãi mãi tồn tại trong thiên địa. Bùm! Pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu thoáng chốc bị đánh thủng tan nát. A! À, Phi Nghê, Lạc Vân Thường trước cung điện cùng hét lên, người run rẩy, tay phải che miệng không dám nhìn tiếp. Mặt Khúc Hồng Nhan trắng bệch, dù biết Lý Vân Tiêu là ngũ hành lôi thể, rất khó tiêu diệt, nhưng liên tiếp mấy chiêu qua đi hắn đều trong thế bị động, rất khó lật ngược ván cờ. Biểu tình Linh Mục Địch bình tĩnh nhưng mắt không ngừng lấp lóe tia sáng, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một mình Giận Vũ đứng trên trời, ngàn trượng xung quanh không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu, chỉ có lôi quang rậm rạp nhấp nháy. Trong bóng tối bầu trời vô tận từ khi nào hiện ra mây sấm cuồn cuộn phủ lên ngàn dặm. Là lôi quyết sao? Giận Vũ khoanh tay đứng, lạnh lùng cười khẩy nói. Bổn tọa sinh ra từ giới lực, trừ Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi, thế gian này có sấm sét gì đánh chúng ta được? Ầm 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 ầm. Giận Vũ mới nói xong bầu trời đi đùng tiếng phong lôi rít gào như bị câu nói kia chọc giận. Chớp mắt lôi vân bủa răng, tiếng đi đùng đầy trời. Đưa mắt nhìn trong ngàn dặm toàn là lôi điện trường năng, muôn vàng lôi quang sinh ra. Giận Vũ cười lạnh giơ lên nắm đấm lên. Tài mọn, một đấm của bổn tọa là phá nát ngay. Một vòng xoáy hiện ra trên cú đấm của Giận Vũ, càng xoáy càng lớn. Đột nhiên từng vòng lôi tinh hoàn từ tứ cực xa xôi tụ tập lại, một cái, hai cái, ba cái. Mỗi cái tụ lại thành một điểm trên bầu trời rồi hóa thành lôi long, ngủ đông trên bầu trời nhìn xuống. Cái gì? Không chỉ là Giận Vũ, mọi người đều giật nảy mình nhìn cảnh tượng ngập trời. Không chỉ vì lôi long tăng không ngừng, mỗi lôi tinh hoàn có màu sắc khác nhau. Trong khoảnh khắc bầu trời có mấy trăm lôi long màu sắc khác nhau khiến người hoa mắt. Giận Vũ ngơ ngác nói. Nguyên tố lôi hệ biến dị, không lẽ hắn nắm giữ lực lượng lôi chi bản nguyên? Vẻ mặt Phong Yếu Ly tràn đầy kinh sợ, trong mớ lôi long đủ màu thì gã thấy lôi long màu vàng và bạc.
Dao động lực lượng đó giống y như chân thân hỏa đấu của gã. Ngày càng nhiều lôi long màu sắc khác nhau hiện ra, Giận Vũ không rảnh tiếp tục nghi ngờ, chắc chắn Lý Vân Tiêu nắm giữ bản nguyên chi lực lôi hệ nên mới có thể tự động diễn hóa được lôi năng biến dị. Giận Vũ hét to một tiếng. Lôi chi bản nguyên thì sao? Hai tay Giận Vũ vòng trước ngực, một quả cầu ánh sáng màu xanh tụ tập giữa vòng tay, có ngàn vạn lôi long phủ chớp lóe. Sau khi quả cầu ánh sáng xuất hiện thì trăm trượng quanh thân Giận Vũ hiện ra long vực. Trong phút chốc trên bầu trời long vực bắt đầu ngưng tụ tất cả quả cầu lớn nhỏ nhiều vô số kể, đều có long phù chớp lóe bên trong như các bong bóng nước lơ lửng trên không trung. Đôi tay Giận Vũ hoàn toàn thành vuốt rồng, cơ thể gần như thành hình rồng. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần quan sát. Không ngờ tình hình vũ quyết rầm rộ như vậy, e rằng nhiều lão quái vật trong vĩnh sinh chi giới cũng bị kinh động. Dưới bầu trời, tốc độ lôi tinh hoàn ngưng tụ chậm dần. Khi vài loại lôi long đủ màu sắc cuối cùng xuất hiện thì bầu trời yên tĩnh lại. Mọi người nhìn cảnh tượng hoa mỹ đó, hoàn toàn là kích thích thị giác mãnh liệt nhưng không hề thấy đẹp mà ớn lạnh tóc gáy, tay chân lạnh lẽo. Trong bầu trời đêm huyễn lệ tĩnh lặng, long vực như một mảnh thế ngoại đào nguyên, đặt mình trong địa ngục lôi hải, gì thế hệ mà độc lập, không chịu chút ảnh hưởng nào. Hiện tại thân hình Lý Vân Tiêu đã hiện ra, thân lôi cao trăm trượng, khôi ngô vạm vỡ lạnh lùng nhìn Giận Vũ. Hai người xa xa đối diện nhau, đều là ánh mắt lạnh như băng. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu tay giơ lên, lòng bàn tay liền hiển hiện lôi chi ma ha cổ văn, hơi khác với trên thiên truy. Nhìn kỹ thì ma kha cổ tự bị thay đổi, rất giống phù ấn trên người lôi Bàn tay Lý Vân Tiêu vỗ xuống long vực. Tiếng gió rít rồn dập xé rách màng tay người, sau đó là bầu trời đêm yên lặng đến kỳ dị. Hàng vạn lôi long dâng tràn nhưng không nghe được bất cứ thanh âm gì. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ. Màng tai mỗi người có thể bắt đầu được tần suất thanh âm giới hạn trong phạm vi, khi thanh âm lớn đến vượt mức thì con người không nghe được nữa. Trên bầu trời trừ tia chớp cực mạnh tuôn ra, mắt thường thấy sóng âm dao động ra bầu trời tựa như bãi nước xuân bị thổi nhăn, đầy nếp nhăn nheo không thấy rõ ràng. Giận Vũ biểu tình cực kỳ khó xem, vạn lôi giáng xuống dù chưa đến nơi nhưng không gian dao động kịch liệt khiến khí huyết trong người Giận Vũ sôi sục. Long phù ấn quyết, pháp tắc như nhất. Giận Vũ chậm rãi chuyển động hai tay, quang cầu cũng xoay tròn theo. Trên bầu trời long vực quanh thân Giận Vũ trăm trượng, vô số quang cầu cũng chuyển động. Còn có ức vạn phù văn bay ra từ vực như chim ưng bị hù sợ bay lên. Mọi người không nghe thấy thanh âm gì, thật sự là lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy ngàn vạn lôi long lao vào long vực biến thành lôi quang siêu mạnh nổ tung. Vạn long trùng kích long vực bắt đầu bị tê liệt và tan rã. Mà ngàn vạn long phù lấp lánh phía dưới hóa thành lưỡi dao sắc bén bắn ra. Mỗi lưỡi dao xé rách điện ngục lôi hải, trong phút chốc lôi giới thủng lỗ chỗ. Lôi năng khủng bố sói mòn ồ ạt từ những khe hở, màu xanh đầy trời bắt đầu bị sắc đen bao phủ. Cuối cùng khi tiếng nổ thứ nhất vang lên xé rách màng nhĩ truyền đến từ bầu trời. Tất cả là trùng kích thị giác, lực lượng chủ yếu va chạm nhau rồi nhiều dư âm tán đi. Tần suất thanh âm rốt cuộc thấp đến tia người nghe thấy. Những vũ giả dưới thần cảnh đều rách màng nhĩ chảy máu. Không chỉ thế, thần thức bị thanh âm chấn động làm não ù đặc, khó thể tập trung suy nghĩ. Phi Thanh hoảng sợ nhìn qua trời cao, trong mắt tràn đầy e dè. Tại sao mạnh như vậy? Trong lòng Vi Thanh cực kỳ hối hận ngày xưa không dốc hết mọi lực lượng chu sát Lý Vân Tiêu. Giờ Lý Vân Tiêu đã trưởng thành đến trình độ Vi Thanh không tiêu diệt được nữa. Đừng nói là Vi Thanh. Chính vì Vô Nhai cũng biểu tình cực kỳ khó xem, trầm mặt không nói tiếng nào. Trác liếc mặt bọn họ xám xịt, lòng rất sung sướng. Hừ, chủ của giới thần bi, người thiên đạo lựa chọn sao có thể là loại tầm thường được. 21A cảm nhận máu trong người sôi sục nóng cháy, dưới sức mạnh thiên địa hùng hồn này khiến gã hưng phấn kích động không kiềm được gầm rú. Keng! Hoàng thần Minh Nguyệt Thương đột nhiên ra khỏi vỏ bay một vòng trước cung điện rồi bị La Thanh Vân chộp vào tay, rộng xuống mặt đất, đất đai nứt nẻ. Trên thương như có hoàng thần thú ảnh lung lay, lực lượng khí uẩn và khí thế thô bạo từ người La Thanh Vân khuếch tán. Trác tức giận quát. Làm gì vậy, tiểu tử nhà ngươi muốn ăn đòn sao? Mắt Trác lạnh băng liếc qua sau đó đạo ngạc nhiên. Toàn thân La Thanh Vân đỏ rực như có máu chảy ngoài thân, rô thấm rất kỳ dị. Phi Thanh giật mình, quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy?
Người La Thanh Vân đỏ rực nhưng chỉ có mặt là trắng bệch như giấy, gã cắn răng lắc đầu, chỉ ngửa cổ nhìn bầu trời đăm đăm. Cơ thể La Thanh Vân một mặt đã bị giận vũ áp chế, một mặt bị tình hình vũ quyết mênh mông kích thích khó thể kiềm chế. La Thanh Vân suýt không nhìn được xác thước vọt lên trời chém giết một trận. Lý Vân Tiêu, ngươi lại đi xa như vậy, bỏ ta lại đằng sau sao? Trong lòng La Thanh Vân tràn ngập không cam lòng, đôi mắt đỏ như máu, người gã mọc vảy, biến rồng tại chỗ. Phi Thanh Kinh kêu, có phải là thân thể của ngươi bị gì không? Dù sao La Thanh Vân là vật thí nghiệm thứ nhất Long Huyết Thập Giai thành công. Con đường La Thanh Vân đi chưa có ai bước, không người biết trên đường tu luyện của vật thí nghiệm sẽ gặp được cái gì. La Thanh Vân tức giận giống to. Ta không sao, khí thế thổ bạo bùng phát từ cơ thể La Thanh Vân, người xung quanh giật mình sợ hãi không kiềm được thụt lùi ra sau, sợ gã nổi khùng lên làm gì thì văng miêng. Ủa, cảm giác kỳ thật. Giọng Lâm vọng ra từ đại điện. Máu rồng này. Lâm ngạc nhiên, hơi hoang mang. Trong đại điện đột nhiên bắn ra luồng sáng nhiều màu không chút báo trước rơi vào người La Thanh Vân, chui vào cơ thể. Toàn thân La Thanh Vân run rẩy, đôi mắt hung trợn đầy khí thế bỗng chốc biến đờ đẫn. Phi Thanh kinh sợ mắng. Ngươi làm gì vậy? Phi Thanh trừng đại điện. Đám người linh mục địch trao mày nhìn La Thanh Vân, huyết quang đỏ dường như tăng thêm một vòng dị sắc, không biết Lâm làm cái gì. Trong điện yên tĩnh, Lâm không đáp lời. Khuôn mặt La Thanh Vân hồng hào lên cùng màu với thân thể, tay cầm hoang thần minh nguyệt thương rung bần bật như đang chịu đựng đau đớn rất lớn. Phi Thanh chỉ vào cung điện nổi giận gắt hỏi. Đại nhân, rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không quang minh chính đại nói ra mà lén lút như vậy? Người Sán ngưng tụ sát khí quá to. Đại nhân làm cái gì còn cần báo cáo với ngươi sao? Đừng ồn ào ở chỗ này, không thì giết ngươi ngay bây giờ. Người Sán và chắc tràn đầy sát khí làm Vi Thanh không dám lỗ mãng, mặt âm trầm không lên tiếng. Sau khi Lâm ra tay thì Phong Yếu Ly nhìn La Thanh Vân thật lâu, đột nhiên khẽ kêu, giật mình nói. Không ngờ đột phá. Cái gì? Mọi người giật nảy mình. Vẻ mặt đau đớn của La Thanh Vân giảm bớt, màu đỏ dần rút khỏi da. Dao động cảnh giới vượt mọi người khuếch tán từ người La Thanh Vân. Vi Thanh lạc giọng. Ui! Trường thiên cảnh. Phi Thanh kinh ngạc đứng ngây như phỗng, đầu óc ngơ ngẩn. Siêu Kim Lương, Lý Dật càng bị kích thích tâm hồn, bóng ma tâm lý lớn đến không thể đo lường. Lý Dật thẳng thốt. Cái gì, không thể nào, có phải đại nhân nhìn lầm rồi không? Nỗi lòng Vi Thanh rất phức tạp, ôm hy vọng rằng. Đó là đã nghĩ sai, nhưng sự thật thường tàn nhẫn. La Thanh Vân cũng ngơ ngác khó tin. Cái này, là trường thiên cảnh. Sán lạnh lùng nói, vượt qua cửa ải cảnh giới vô cùng khó khăn đối với ngươi nhưng với Lâm đại nhân thì dễ như trở bàn tay, còn không mau mau bái tạ. La Thanh Vân cũng biết lờ ánh sáng nhiều màu vừa rồi nổi lên tác dụng. Khí huyết vốn cuồng bạo khó thể ức chế nhưng đã yên tĩnh lại dưới ánh sáng nhiều màu kia, trợ giúp La Thanh Vân vượt ải. La Thanh Vân chắp tay vái thật lòng. Đa tạ đại nhân, nếu không có Lâm ra tay, vừa rồi đừng nói đột phá cảnh giới. Không chừng khí huyết sôi trào thậm chí La Thanh Vân có nguy hiểm nổ banh xác. Lâm lạnh nhạt nói. Không cần tạ, ta chỉ cảm thấy thú vị. Con đường tương lai là tốt hay xấu, sẽ đi như thế nào đều dựa vào chính ngươi. Ta cũng rất tò mò. La Thanh Vân nghiêm mặt nói. Vâng, đa tạ đại nhân chỉ điểm. La Thanh Vân hiểu rõ tình huống thân thể của mình, từ xưa đến nay là người đầu tiên tạo thần huyết và gen thể cải tạo, tương lai xấu hay tốt thì chẳng ai rõ. Trong cung điện không có thanh âm khác, trở về tĩnh lặng. La Thanh Vân không nói gì thêm, lòng tràn đầy cảm kích. Sau đó tinh thần La Thanh Vân bình ổn lại, vừa quan sát cuộc chiến của Lý Vân Tiêu và Giận Vũ vừa củng cố cảnh giới. Ánh mắt đám người Vi Thanh nhìn La Thanh Vân trừ Phong Yếu Ly ra hầu như đều thay đổi. Lý Dật ghen ghét dữ dội, tức muốn nổ óc, tóc dựng ngược, giận run người. Lý Dật thầm nghĩ tại sao chuyện tốt thế này không rơi vào người gã. Siêu Kim Lương không nhịn được tiến lên trước, chắp tay cao giọng nói. Lâm đại nhân, tại hạ là Diêu Kim Lương, kẻ tại đỉnh quy chân cảnh đã long, mong đại nhân sẽ chỉ điểm cho đôi chút. Cung điện vắng lặng không chút thanh âm, như thể trống rỗng không người ở. Siêu Kim Lương không cam lòng, lại mở miệng cầu chỉ giáo, nhưng vẫn như cũ không ai đáp lại gã. Trác cười hỉ hả, mỉa mai nhìn Diêu Kim Lương. Ha ha ha,
Lâm đại nhân không lên tiếng nghĩa là ngươi không có tư cách, còn không mau cút đi. Mặt Diêu Kim Lương trắng bệch ác độc liếc xéo cung điện, phất tay áo quay người trở lại trong đám vi thanh. Ánh mắt mọi người nhìn Diêu Kim Lương thay đổi làm mặt gã nóng ran. Vi thanh sắc mặt âm trầm, biểu tình khó chịu. Hiện tại La Thanh Vân nhờ thế mà đột phá đến trưởng thiên cảnh, thực lực trực tiếp đã vượt qua Vi Thanh, e rằng không tốt điều khiển. Lòng Vi Thanh dâng trào cảm giác nôn nóng, khát vọng trưởng thiên cảnh mãnh liệt chưa từng có. Hiện tại trên bầu trời đã bị lực lượng Lý Vân Tiêu và Giận Vũ đánh thành tổ ong, mảng lớn sấm sét như tường đổ ngói vụn rơi rải rác trên bầu trời. Trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị lôi uy từ hóa tia điện, khắp nơi là các tia điện bủa răng. Nơi Lý Vân Tiêu từng đứng long vực biến thành lỗ đen như vực sâu vô tận cắn nuốt, đây là thần thức và ánh mắt, không ai nhìn rõ ràng tình hình bên trong được. Chính Lý Vân Tiêu cũng không thể. Đùng! Một tia chớp bắn ra từ lỗ đen dần kéo dài biến thành thân hình Lý Vân Tiêu, biểu tình trầm trọng nhìn lỗ đen chăm chú. Mới rồi lực lượng vực giới của hai người nổ tung, long vực truy nẻ thành lỗ đen cắn nuốt hết thảy. Giận Vũ bị hút vào, không biết tung tích. Lý Vân Tiêu móc nhiều đan dược mang trên người ra nuốt vào bụng như nhai đậu. Với tu vi trưởng thiên cảnh hiện tại của Lý Vân Tiêu hầu hết đan dược đều vô dụng, nhưng bổ sung được chút nào hay chút nấy, còn hơn là cứ đứng yên ở đây không làm được gì. Đột nhiên lỗ đen kia bắt đầu xoay tròn, chậm rãi tản ra giống như một giọt mực nước nhỏ vào trong nước, tràn ra nhiều sợi. Cái này là... Tay Lý Vân Tiêu còn cầm một rúm đan dược định nhét vào miệng dã bị lỗ đen biến đổi làm ngây người. Không chỉ Lý Vân Tiêu, đám người trước cung điện lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ từ xa nhìn lỗ đen kia biến thành tinh vân, giống như một cành hoa lôi đang dần nở rộ. Trên bầu trời tia điện bủa răng nở ra một đóa hoa hồng đen kinh thế. Lý Vân Tiêu giật mình không nói nên lời, ngây người nửa ngày. Hào hồng đen quá to, không ngừng khuếch tán, đẹp kinh người. Cung điện phát ra tiếng thở dài, là giọng của Lâm, nàng không kiềm được nói. Hoa hồng đẹp quá, đã lâu không có cảm giác đẹp như vậy. Lý Vân Tiêu buông tay xuống mặc cho đan dược rơi khỏi tay. Có vẻ Lý Vân Tiêu bị hoa hồng xinh đẹp hấp dẫn, đứng ngây như phỗng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bùm! Đột nhiên một tiếng không khí nổ tung xé nát cảnh tượng xinh đẹp bình tĩnh này. Giận Vũ xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu từ bao giờ, một quyền đánh ra. Đầu quyền lấp lóe vô lượng quang, dễ dàng đâm rách phía sau lưng đâm thủng ngực hắn. Xuyên ra trước. Ba nữ nhân cùng hét chói tai. A, à, các nàng sợ hãi nước mắt tràn mi. Phụt, mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch phun cục đàm dính màu, cắn răng nói. Sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi đã bị lỗ đen hút vào, không thể chạy ra ngay trước mắt ta được. Giận Vũ lộ biểu tình đắc ý nói. Ha ha ha, mắt Giận Vũ hơi dao động, dường như thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bổn tọa không đi ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng rơi vào trong đó? Không thể nào. Giọng Giận Vũ hung trợn nói. Trong mắt phải của ngươi có Nguyệt Đồng, huyễn thuật gì lừa được ngươi? Bổn tọa hiểu rõ tộc Nguyệt Đồng còn nhiều hơn ngươi, cho nên chưa bao giờ nghĩ việc thi triển huyễn thuật. Vậy ngươi là, phụt. Lý Vân Tiêu lại phun bãi máu sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, khí thế nhanh chóng giảm xuống, không ngừng ho ra máu. Long chảo của Giận Vũ xuyên thủng ngực Lý Vân Tiêu, kết ấn trước ngực án. Mỗi đầu ngón tay hiện ra một long phù, dường như có lực lượng rất mạnh ức chế Lý Vân Tiêu thay đổi thân xác lôi. Máu cứ chảy ra, còn có sức sống cùng sói mòn. Dù sao ngươi sắp chết, báo cho ngươi biết cũng không sao. Khi long vực của bổn tọa chuyển động là sẽ có lỗ đen vô tận tùy thời xé rách không gian rời đi. Ngươi nghĩ lỗ đen tự mình biến thành hoa hồng sao? Ha ha ha, ngây thơ. Bởi vì đóa hoa hồng này luôn đều là lực lượng long vực của bổn tọa. Tay kia của Giận Vũ đột nhiên giơ lên, năm ngón tay không ngừng bắt ấn, mấy ngàn long phù bay lên từ người Giận Vũ. Một vòng xoáy hoa hồng cực lớn bắt đầu từ đen chuyển màu đỏ, nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng ngưng tụ thành một đóa hồng tươi đẹp ướt át như nhúng vào máu từ trên trời rơi xuống. Hãy chết trong chiêu long vực của bổn tọa, tinh vân quyết đi. Đóa hồng kia như ngưng tụ tinh vân, nhẹ nhàng bay bay. Tuy hoa hồng đẹp lại khiến người mặt mày xám xịt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn hoa hồng kia, lại cúi đầu nhìn ấn quyết trong tay Giận Vũ. Lý Vân Tiêu tuyệt vọng hỏi. Đây là thần thông gì mà có thể ức chế ta hóa lôi? Hừ,
thiên hạ vạn pháp đều là quy tắc, bổn tọa là chân long, người có thần thông như hằng hà sa số, không thể đo lường. Giận Vũ cười lạnh nói. Nhưng ngươi có thể tu luyện đến tiên thiên ngũ hành thân thể khiến người giật mình. Có câu người xưa là mãn chiêu tổn, khiêm được lợi. Khi ngươi cho rằng tiên thiên ngũ hành thân thể không chết là đã chôn mầm nguyên nhân chết xuống. Trùng hợp bổn tọa biết chiêu này chuyên môn đối phó ngũ hành linh thể, minh long ấn. Trên vuốt rồng, năm quy tắc long phù xếp đặt theo quy tắc, mơ hồ có ấn hiện trong đó ức chế thân thể Lý Vân Tiêu hóa lôi. Đám người Khúc Hồng Nhan không kiềm được muốn lao lên trời nhưng, bị Linh Mục Địch một kiếm ngăn lại. Linh Mục Địch nạt. Hãy bình tĩnh lại đi, còn chưa chết. Lý Vân Tiêu bị kiềm chế không thể nhúc nhích, trạng thái hết sức yếu ớt, sự sống chảy ra theo máu tuôn ồ ạt. Dù không có hoa hồng đỏ thì Lý Vân Tiêu cũng khó sống được lâu. Lý Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên khẽ hỏi. Thì ra là thế, minh long ấn sao? Quả nhiên lợi hại, có thể dạy cho ta không? Ta rất muốn học. Con ngươi Giận Vũ co rút, đáy mắt tuôn ra sát khí, quát to. Ngươi làm cái gì? Chỉ thấy Lý Vân Tiêu thoáng chốc chộp lấy cánh tay Giận Vũ, thân thể ngửa ra sau, lưng dán người Giận Vũ, trở tay cầm kiếm đâm mình. Phập! Kiếm từ ngực Lý Vân Tiêu đâm vào người Giận Vũ như vậy tiếng keng, bị vảy rồng ngăn cản. Nhưng băng sát tâm diễm trên kiếm thương chảm hồng xoay tròn thoáng chốc đánh tan phòng ngự vảy rồng, thuận lợi đâm vào. Giận Vũ khẽ rên. Phụt! Giận Vũ không nhịn được nữa phun ngụm máu vào người Lý Vân Tiêu. Máu rồng nóng bỏng. Làn da Lý Vân Tiêu bị ăn mòn, nhiều phần thân thể bị hoại tử nhưng rất nhanh bị quang minh lưu ly thân chặn lại, không ngừng tự động chữa trị. Mắt Giận Vũ lóe tia độc ác. Thật là chiêu ác động, xả thân thành nhân, nhưng điều này có ý nghĩa không? Giận Vũ tức giận nói. Dù sao ngươi sắp chết, chẳng qua chút tức giận ra trước khi chết. Ta sẽ đại từ đại bi cho ngươi vui vẻ một chút. Khóe môi Lý Vân Tiêu cong lên. Ha ha ha, vậy sao? Người Lý Vân Tiêu dần nổi lên lôi quang, không ngừng hóa thành lôi điện phân giải ra. Chỗ ngực bị đâm thủng biến ra vòng xoáy sấm sét, cánh tay Giận Vũ xuyên qua vòng xoáy bị nhiều tia chớp bao trùm, không ngừng đánh thẳng vào long lân. Giận Vũ hét chói tai như thấy quỷ. Cái gì? Một Huyền Sán bối rối điên cuồng hét to. Không thể nào, trước minh long ấn của ta sao ngươi còn có thể hóa lôi? Mặc dù là tiên thiên ngũ hành thân thể cũng không thể được. Giận Vũ từng bằng vào chiêu này đánh chết tiên thiên ngũ hành linh thể, không thất bại bao giờ. Chiêu này của ngươi đúng là rất mạnh, ta không ngờ ngươi có chiêu áp chế ngũ hành linh thể, thật sự rất nguy hiểm. Cơ thể Lý Vân Tiêu từ vị trí bị tay rồng xuyên thấu đều hóa thành lôi điện lấp lóe trên bầu trời, cực kỳ chói mắt. Lý Vân Tiêu chậm rãi quay người đối diện Giận Vũ, kiếm chỉ tới chưa có vài phần, đâm Giận Vũ khẽ hừ, khóe môi chảy máu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể, rốt cuộc là sao? Giận Vũ bối rối, tinh thần hỗn loạn, đầu óc cũng rối bời. Kiếm vạn pháp đều về pháp tắc, minh long ấn của bổn tọa là quy tắc ức chế lực lượng ngũ hành làm sao có thể mất đi hiệu lực. Ha ha ha, lúc trước ta nói rồi, thành chuyện không có thể mới là chuyện người được thiên đạo lựa chọn phải làm. Nếu ai cũng có thể làm được thì thiên đạo cần ngươi làm ích gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng, sát khí bộc phát. Ngươi không bị thương. Giận Vũ phát hiện khuôn mặt Lý Vân Tiêu chỉ trắng vì tiêu hao quá lớn, không có chút vết máu. Giận Vũ hét to. Ta hiểu rồi. Giận Vũ cảm giác như mới tỉnh giấc mộng, kinh sợ nói. Ngươi vốn không hề bị thương. Nói cách khác ngay từ đầu ngươi đã hóa lôi. Đầu óc Giận Vũ xoay chuyển nhanh rốt cuộc hiểu rõ. Không phải minh long ấn mất đi hiệu lực mà là Lý Vân Tiêu đã sớm hóa lôi, dùng huyễn thuật che giấu. Hắn vẫn luôn đánh lừa Giận Vũ. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, ta không biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì công kích ta, cho nên sớm liền hóa thành lôi thân, hơn nữa dùng đồng thuật che giấu. Lý Vân Tiêu thoáng chốc mở đôi mắt ra, bên phải đỏ như máu, bên trái đen như mực. Đồng thuật bình thường vô dụng với ngươi, nên ta chỉ áp dụng nó vào người mình và chỉ che giấu phạm vi nhỏ. Ban đầu ta cảm thấy mình chú ý cẩn thận hơi quá nhưng không ngờ nguy hiểm thật. Sắc màu kỳ lạ trong đôi mắt Lý Vân Tiêu thoáng chốc phục hồi lại, hắn ra vẻ sợ hú hồn. Nằm mơ cũng không ngờ trong thiên hạ có chiêu thức áp chế ngũ hành linh thể nguyên tố. Giận Vũ cực kỳ không cam lòng, giận dữ hét.
khi ta rơi vào lỗ đen làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện tại phía sau ngươi, đánh lén ngươi. Đừng nói là bản năng cảm ứng được, bổn tọa thi triển tinh vân quyết trong lỗ đen, tuyệt đối không thể bị ngươi phát hiện. Chuyện này nói ra cũng thú vị. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Đại Nhân chuyển ký ức hai người chiến đấu thành hình ảnh cho ta quan sát một lần. Chiêu này của ngươi chuyên môn dùng để chạy trốn, ta đã gặp ngươi thi triển qua mấy lần. Lúc long vực của ngươi biến thành lỗ đen là ta đã cảnh giác rồi. Ngươi nói đúng, người xưa có câu mãn chiêu tổn, khiêm được lợi. Khi ngươi cho rằng có thể dùng minh long ấn áp chế ngũ hành linh thể của ta, dùng trái thắng nhẹ nhàng thì đã chôn mầm mống cái chết. Lý Vân Tiêu thuật nguyên văn trả lại cho Giận Vũ, một tay bắt ấn. Đôi tay Lý Vân Tiêu hiện ra ma văn, rót tất cả ma lực vào kiếm thương chảm hồng. Băng sát tâm diễm bập bùng cháy lên hóa thành vòng xoáy đánh về phía miệng vết thương của Giận Vũ. Giận Vũ hút ngụm khí lạnh. Ui! Giận Vũ biết uy lực của băng sát tâm diễm, nếu bị đốt trúng người thì cuộc chiến này Giận Vũ thua chắc, mạng sống cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giận Vũ cuồng giống. Đừng vội khinh thường bản tôn. Toàn thân Giận Vũ lấp lánh ánh sáng vàng, tất cả vảy rồng hiện ra. Một tay Giận Vũ chộp thân kiếm. Long uy minh mông chặn lại băng sát tâm diễm cách trước mặt một thước, không thể tiến sâu thêm được. Cơ bắp toàn thân Giận Vũ bắt đầu co rút lại hướng lưỡi kiếm, dần đẩy kiếm chảm thương hồng ra ngoài. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, lực lượng thân rồng mạnh mẽ quá. Tay trái Lý Vân Tiêu kết kiếm quyết, có tử lôi lấp lánh đột nhiên điểm vào đôi mắt Giận Vũ. Giận Vũ tức giận quát. Thiếu đạo đức. Tay phải Giận Vũ rút ra khỏi thân thể lôi hóa của Lý Vân Tiêu. Quấy đuôi như thiết tương màu vàng quất ngang. Bốp! Cái đuôi vàng đánh vào ấn quét của Lý Vân Tiêu chấn một vòng lôi điện. Giận Vũ chỉ cảm thấy phần đuôi đau thấu óc, bị tử lôi như kiếm đâm thủng một lỗ, máu đen tuôn ra. Nhưng Giận Vũ không rảnh suy nghĩ nhiều, hai tay bắt lấy kiếm thương chảm hồng tăng thêm lực lượng thân xác rồng không ngừng đẩy kiếm ra. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, hắn tương kế tựu kế giới đâm trúng Giận Vũ một kiếm, ôm hy vọng tràn trề. Nhưng bây giờ Lý Vân Tiêu hoảng sợ phát hiện không giết đối phương chết được. Kiếm thương chảm hồng bị giới hạn chất liệu nên không quá cứng rắn, bị Giận Vũ điên cuồng đè xuống bắt đầu cong. Giận Vũ hét to một tiếng. Chết đi. Giận Vũ giơ tay lên, hào hồng đỏ trong không trung rơi xuống giữa hai ngó en tây Giận Vũ. Giận Vũ búng tay bắn ra. Long vực, tinh vân quyết. Hai người cách nhau quá gần, Lý Vân Tiêu bản năng cảm nhận được nguy hiểm siêu mãnh liệt. Lý Vân Tiêu bỏ giết Giận Vũ, rút kiếm thương chảm hồng về. Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc hóa thành lôi quang chạy nhanh ra hậu phương. Đóa hoa hồng thoáng chốc nở xòe, cánh hao rơi dụng hóa thành lực lượng giới vực khuếch tán chớp mắt đuổi theo Lý Vân Tiêu. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu cầm kiếm biến ra kiếm giới chặn lại lực lượng tinh vân quyết của Giận Vũ. Mấy chục cánh hao biến thành lưỡi dao đỏ sắc bén thi nhau chém xuống. Ầm 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 ầm. Ầm. Lý Vân Tiêu bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, rốt cuộc ra nội thương, phun ra một búng máu. Lý Vân Tiêu cứng rắn đỡ mấy chục chảm kích, cơ thể bị chấn trượt xa trăm trượng trên bầu trời. Mãi khi lực lượng long vực biến mất Lý Vân Tiêu mới buông kiếm xuống, lại hộc bãi máu. Hai người ở trên trời cách xa nhau ngàn trượng lạnh lùng nhìn đối phương, không ngừng điều tức nội nguyên. Mấy lần liều đấu địa chiêu làm Lý Vân Tiêu tiêu hao rất lớn. Nếu không đã chẳng đến mức bị long vực tinh vân quyết chấn động ra nội thương. Giận Vũ bị thương quá nặng, nhát kiếm của Lý Vân Tiêu đâm thủng người, vảy rồng trước ngực bị kiếm khí vả. Đánh tan, máu thịt quanh miệng vết thương đã bị đốt khét, trong thời gian ngắn khó thể phục hồi như cũ. Nếu không bằng vào thân rồng của Giận Vũ, chỉ bị một kiếm tổn thương vón không bị gì. Linh Mục Địch thở hắt ra. Ta biết ngay tiểu tử này không chết dễ dàng vậy, mới rồi làm ú tim. Phi Nghê vội la lên. Nhưng Giận Vũ kia thực lực quá biến thái, phu quân khó có phần thắng. Biến thái. Linh Mục Địch liếc Phi Nghê một cái, nói. Chân Long Giận Vũ hiện tại có tu vi hư cực, hơn nữa là thân xác Chân Long, về mặt nào đều đè bẹp Lý Vân Tiêu nhưng lại rơi vào thế yếu, hãy nói xem ai biến thái nhiều hơn. Câu này làm tim mọi người đập nhanh. Mắt Phong Yếu Ly mông lung và lạnh băng. Đổi lại Phong Yếu Lia đối đầu Giận Vũ cũng không nắm chắc sẽ thắng. Lý Vân Tiêu thì đè ép Giận Vũ, điều này làm Phong Yếu Ly hết sức e ngại. Giận Vũ ở trên bầu trời không ngừng ho ra máu. Khụ khụ. Giận Vũ ho hết máu đọng trong phổi ra,
điều chỉnh long nguyên của mình. Thật sự là nằm mơ cũng không ngờ ngươi có thể làm tổn thương ta. Lý Vân Tiêu nói, càng lúc càng có nhiều điều ngươi nằm mơ cũng không tưởng được. Điều này chứng minh ngươi đã không thích hợp thời đại này. Không cần biết trước kia ngươi là rồng cũng tốt, sâu cũng vậy đều qua đời. Giận Vũ nổi sùng, căm giận nói. Muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cứng mồm thì có ích gì, máu trên người của ngươi máu đã chứng minh tư cách của ta. Giận Vũ trầm mặc, đột nhiên nói ra. Ngươi có biết vì sao tại sao ta có nhiều báu vật trong mình mà mãi không sử dụng binh khí không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Thân thể Hân Long là binh khí tốt nhất rồi, ngươi còn muốn binh khí gì nữa? Ngươi nói không sai, thân thể chân long đúng là binh khí mạnh nhất trên đời này. Bất cứ phần nào trên người của ta cũng sánh bằng binh khí tuyệt đỉnh. Dù là năm xưa luyện hóa thế giới chi kiếm cùng lắm chỉ thưởng thức. Giận Vũ ác mặt lạnh lùng nói. Cho nên thân rồng là bất hủ, ngươi không giết ta được. Giận Vũ chỉ vào ngực mình nói. Chút tổn thương này không lâu sau sẽ lành lại. Ha ha ha, Giận Vũ đại nhân đang chột dạ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Nếu là thật sự có thể phục hồi nhanh chóng thì ngươi nói mấy lời nhảm nhí này với ta làm chi? Nên là tĩnh tâm điều tức, đợi các ngươi phục hồi lại chiến đấu cùng ta mới đúng. Nhưng ngươi không làm vậy, chỉ lo nhấn mạnh cường điệu mình mạnh cỡ nào, đây chẳng phải là biểu hiện của chột dạ sao? Có thể thấy được một kiếm kia đúng là bị thương ngươi, lúc trước ta còn lo, không rõ ràng vết thương của ngươi thế nào nhưng bây giờ thì hơi hiểu rồi. Ngươi! Khụ khụ! Giận Vũ tức điên lại ói máu. Cơ năng thân thể nhanh chóng giảm thấp. Nhát kiếm của Lý Vân Tiêu đúng là đã đâm Giận Vũ bị thương, băng sát tâm diễm để lại tổn thương sẽ phục hồi rất chậm. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sát khí. A, à, xem ra vết thương của ngươi nặng hơn ta nghĩ. Lý Vân Tiêu cầm kiếm thương trảm hồng tiến dần tới trước, nguyệt đồng tử mắt phải, mà đồng tử mắt trái đều lóe ánh sáng vì phòng ngừa Giận Vũ lừa bịp cái gì. Nhưng hai con ngươi quan sát thấy hơi thở rồng đúng là không ngừng sói mòn. Hiện tại Giận Vũ không phải thân rồng nguyên vẹn nên lực lượng không khủng bố như trong truyền thuyết. Giận Vũ đại nhân, ta biết rõ ngươi rất không cam lòng. Nhưng đây là lựa chọn của thiên đạo, không phục cũng đành chịu. Lý Vân Tiêu nói chuyện phân tán suy nghĩ của Giận Vũ, tránh cho gã này ra quỷ kế gì. Lý Vân Tiêu từng bước ép sát. Lý Vân Tiêu đến gần trăm trượng, khoảng cách vừa có thể công vừa thủ được. Lý Vân Tiêu giơ kiếm thương trảm hồng, tay trái bi giơ cao kiếm quyết. Trên bầu trời lần nữa lóe ra ức vạn ngôi sao sớm tối vụt tắt. Mặt Giận Vũ vặn vẹo giơ tay lên, long quyền lấp lánh vô lượng quang. Giận Vũ gầm giống liên hồi rót lực lượng vào trong, kéo miệng vết thương không ngừng trào máu. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút nhìn chằm chằm vào Giận Vũ, đối phương bị thương rất trầm trọng, ngụm máu phun ra xen lẫn mảnh vụn nội tạng, điều này tuyệt đối không giả bộ được. Chân Long đại nhân, đã già thật rồi. Thượng cổ chân long gần như là tồn tại vô địch trong truyền thuyết, Lý Vân Tiêu nằm mơ cũng không ngờ có ngày bị hắn đánh hộc máu. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, người kiếm như một bỗng nhiên đâm lên. Kiếm chạm tinh thần, long quyền, vô lượng quang. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng đụng vào nhau, yếu hơn lần thứ nhất hai người đụng độ nhiều, dù sao cơ thể đã bị tiêu hao lớn. Ánh sáng chói lòa đánh thẳng vào cơ thể hai người. Lý Vân Tiêu cảm thấy trên người có ngàn vạn đao cắt, vô cùng đau lớn. Nhưng diệu pháp linh mục xuyên thấu ánh sáng chói lòa nhìn Giận Vũ bị trùng kích nghiền nát toàn bộ vảy trên người, hầu như sắp gục. Lý Vân Tiêu thầm quyết tâm. Thắng thao vào đợt tấn công này đây. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng mạnh mẽ chịu đựng đau nhức kịch liệt tiến lên trước mấy bước chém mạnh nhát kiếm xuống. Ầm ầm, răng rắc. Đột nhiên có tiếng đất đá nứt vỡ. Thanh âm rất nhẹ nhưng không thoát khỏi lỗ tai Lý Vân Tiêu được. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng thanh âm này chui vào tai Lý Vân Tiêu làm hắn bản năng cảm thấy không ổn. Nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng Lý Vân Tiêu, hình như hắn đã trúng kế. Sao lại như vậy? Lòng Lý Vân Tiêu hơi rung động, vắt óc nghĩ mãi không ra nhưng vì cá tính hắn cẩn thận nên quyết định buông bỏ nó. Kiếm chém ra vừa đi được nửa đường thì đột nhiên rút về, lao nhanh ra sau. Trong lòng của hắn hơi giọng Giận Vũ nhạt nhẽo vang lên. Rất lanh trí, hiện tại mới muốn chạy trốn sao? Thanh âm không chút tình cảm lại khiến người run cầm cập. Bùm bùm. Không khí liên tiếp nổ,
thân rồng đánh nát không gian di chuyển đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, một vuốt rồng từ trên trời giáng xuống. Lý Vân Tiêu hết hồn không kịp nghĩ nhiều cũng dùng một trưởng phong vân, nghênh đón vuốt rồng chụp xuống. Bùm! Hai lực lượng công kích, Lý Vân Tiêu vừa thi triển ra kiếm trảm tinh thần thì do uy lực đại phong vân trưởng quá yếu bị long chảo đánh nát. Cự chảo giáng xuống chụp Lý Vân Tiêu vào lòng bàn tay, bắt chặt gắt gao. Cùng lúc đó, giận vũ tay kia bắt ấn đánh vào ngực Lý Vân Tiêu. Hắn cảm giác cơ thể như bị gai mơ cầm, khó thể nhúc nhí cha. Lý Vân Tiêu sợ hãi kinh kêu. Minh Long ấn. Mặt Lý Vân Tiêu thoáng chốc trắng bệch. Giận vũ cười đắc ý nói. Ha ha ha, hắc hắc, đúng là Minh Long ấn, lần này lại la giả sao. Giận vũ nhìn Lý Vân Tiêu nằm trong móng vuốt, đã là cá chậu chim lồng chắp cánh khó bay. Lý Vân Tiêu cố gắng chống cự móng vuốt, không ngừng đẩy năm ngón tay giận vũ ra. Giận vũ nhe răng cười gian. Nếu để cho ngươi hóa lôi thì trận vũ quyết này không biết kéo dài đến 3 giờ. Khi giận vũ há mồm khép lại có nhiều ánh sáng màu lam chớp lóe. Lý Vân Tiêu như bị điện giật dùng mình tỉnh ngộ lại, hét thất thanh. Long tinh. Đúng rồi, chính là long tinh. Giận vũ cuồng cười nói. Bổn tọa chính là chân long, trên tay sao có thể không có long tinh. Mặc dù không phục hồi vết thương nhưng có thể nâng cao lực lượng của ta trực tiếp trở về trạng thái đỉnh cao nhất. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, hắn đã do qua vật nghịch thiên này. Long tinh là do khi thiên địa sinh ra chân long, thất bại tạo thành kết quả này. Có thể khiến hậu duệ rồng chớp mắt sống lại máu sung túc đầy đủ. Tuy tác dụng trên người chân long sẽ yếu đi nhưng giờ giận vũ lấy hết đồ chứa trong kho ra nuốt hết một lần. Vết thương trong cơ thể giận vũ lập tức bị ức chế, lực lượng phục hồi lại đỉnh cao, thậm chí càng tốt hơn. Vì lừa ngươi tới đây ta cố ý sẽ tổn thương trước ngực nghiêm trọng hơn vì điều này. Ánh mắt giận vũ lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu như ngó người chết. Giận vũ lạnh lùng nói. Ngươi nói đúng, thắng thua ngay trong một lần hành động này. Ha ha ha. Trước cung điện, phòng yếu ly không nhịn được cười phá lên. Gừng càng già càng cay. Tiểu tử Lý Vân Tiêu đúng là thông minh lanh trí nhưng giận vũ cũng trải qua muôn ngàn thử thách rèn rũa khôn lanh. Vì đặt cái bẫy này không tiếc mạng sống, so tâm kết thì Lý Vân Tiêu còn kém một bậc. Lý giật cười gật đầu nói. Lần này hắn chết chắc thật. Lúc trước La Thanh Vân thăng cấp trưởng thiên cảnh khiến Lý giật ghen ghét lồng ngực sắp nổ tung, bây giờ nhìn Lý Vân Tiêu sắp chết thì tâm tình đỡ hơn chút. Phi Nghê vội la lên. Chúng ta không cần thiên phượng chân vĩ linh, chúng ta nhận thua. Phong yếu ly xì cười, vẻ mặt mỉa mai nói. Nhận thua, ha ha ha. Cuộc tỷ thái này có giao kèo nhận thua sao? Trong cung điện, Lâm không mở miệng, chẳng biết nghĩ gì. Mục địch đại nhân, hãy mau nghĩ cách đi. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói. Không thể để hắn giết Phi Dương được. Biểu tình linh mục địch trầm trọng, trong tình huống này thật sự không nghĩ ra Lý Vân Tiêu có cách nào để chuyển bại thành thắng, nhưng linh mục địch không cam lòng chịu thua. Linh mục địch buông tiếng thở dài. Nếu Lý Vân Tiêu nhận thua thì ta liền ra tay cứu người. Khóe môi Phong Yếu Ly cong lên cười lạnh, nếu đám người linh mục địch mà ra tay thì Phong Yếu Ly lập tức ngăn cản ngay, để Lý Vân Tiêu chết dưới tay giận vũ thì Phong Yếu Ly dễ cướp tàn hồn họa đấu hơn. Trên bầu trời, giận vũ chụp Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Giờ kết thúc đi, chủ giới thần bi, đẩy ta vào hoàn cảnh này thì ngươi có thể kiêu ngạo rồi. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt. Vô số ý tưởng xẹt qua trong đầu Lý Vân Tiêu. Nhưng lực lượng không chống cự lại long chảo kia được, lôi thân bị khóa lại, Lý Vân Tiêu không có cách nào crack. Chỉ thấy giận vũ đột nhiên mở to miệng rộng thú mạnh. Chợt tiếng rồng ngâm vang lên, thanh âm chấn cửu thiên, ầm 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 ầm. Không gian quanh thân giận vũ vỡ vụn thành mảnh nhỏ như mặt kính phẳng bị đánh vỡ vô số mảnh nhỏ bay vào hư không. Lý Vân Tiêu liên tưởng ngay một chiêu. Chân long chi hàng. Giận vũ thi triển ra kỹ năng tuyệt sát lại là chân long chi hàng, chiêu này không chỉ công kích xác thịt, nghiêm trọng hơn là tấn công linh hồn. Giận vũ không chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu còn muốn làm hắn hồn phi phách tán. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Lý Vân Tiêu trước khi chúng chiêu, song âm khủng bố đánh vào người hắn, mất khống chế máu phun ra. Quang minh lưu ly thân không ngừng chuyển động, miễn cưỡng có thể chống lại sóng âm kia nhưng cộng thêm áp lực long chảo làm mảng lớn kinh mạch của Lý Vân Tiêu nổ tung. Trong khoảnh khắc người Lý Vân Tiêu đẫm máu, hắn không chút sức chống cự.
Khúc Hồng Nhan thê lương hét to. Phi Dương. Khúc Hồng Nhan liều lĩnh lao lên trời. Phi Nghê, Lạc Vân Thường, còn có Linh Mục Địch, Bắc Quyến Nam đều vội bay lên. Lý Vân Tiêu thua chắc, nếu không cứu hắn thì e rằng sẽ mất mạng. Đột nhiên một kiếm khí lạnh băng xé gió bay tới chặn lại trước mặt mọi người. Đó như sông băng không thể vượt qua dắt ngang trước mặt mọi người. Phòng Yếu Ly lắc người cầm kiếm đứng bờ bên kia sông băng, lạnh lùng cười. Đang vũ quyết, không người nhận thua thì không tính chịu thua. Ngô Bàng quan cuộc chiến này thì có trách nhiệm giữ công bằng. Phi Nghê khàn giọng hét chói tai. Công bằng, ta giết ngươi. Lửa giận vô biên biến thành ngọn lửa trong đêm đen hóa ra ảo ảnh thiên phượng, độ nóng cực cao đốt băng hà. Phòng Yếu Ly kinh sợ phát hiện lãnh kiếm băng xương bị lực lượng thiên phượng chân hỏa làm rung bần bật. Đại thành thiên phượng huyết mạch. Không chỉ Phi Nghê đẩy lực lượng lên nhanh tới đỉnh ngay, mấy người khác cũng hành động, định dốc sức một kích đánh bại Phòng Yếu Ly để đi cứu người. Cùng lúc đó, song âm cường đại chấn vỡ trời cao, mỗi người đều che hai lỗ tai. Một số người thực lực yếu thì nằm dưới đất đau đớn lăn qua lăn lại. Long uy đổ ập xuống làm La Thanh Vân khổ sở vùng vẫy không dứt. La Thanh Vân quỳ một chân xuống đất cố gượng chống đỡ cơ thể, đôi mắt chảy xuống huyết lệ. Ý thức mạnh mẽ của vũ giả khiến La Thanh Vân không chịu quỳ xuống. Nhưng sâu trong linh hồn La Thanh Vân bẩm sinh sợ hãi chân long, cảm giác run rẩy đó truyền khắp toàn thân. La Thanh Vân hét to. Không, không thể quỳ, ta không thể quỳ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, tuy bị tiếng gầm của giận vũ đánh tan tác nhưng can đảm gào thét từ trong máu xua tan linh hồn sợ hãi. La Thanh Vân cứng cổ đứng dậy. La Thanh Vân cầm thương bay lên, hóa thành một hình rồng lao tới sông băng. Lý Vân Tiêu, ta có thể chiến thắng nỗi sợ bẩm sinh thì ngươi tuyệt đối cũng đừng chết trong tay hắn. Vi Thanh tức giận quát. La Thanh Vân. Nhưng Vi Thanh không thể ra lệnh La Thanh Vân được nữa. Mặt Vi Thanh vặn vẹo âm độc. Lửa giận dâng lên, bẻ khớp tay kêu răng rắc. Phòng Yếu Ly lạnh lùng nói. Bình tĩnh lại hết cho ta. Phòng Yếu Ly quét mắt nhìn qua, mọi người hợp sức đánh ra một kích thì chắc chắn Phòng Yếu Ly không đỡ nổi. Trong phút chốc Phòng Yếu Ly biến ra chân thân họa đấu, một chiêu thái cực phong thiên ấn bỗng nhiên đè xuống, từ bờ bên kia sông băng phong ấn ngàn dặm. Mọi người đang thi triển tuyệt kỹ đột nhiên cảm giác thời không bị giam cầm, lực lượng trong cơ thể bị ức chế. Hoàn toàn không thể thi triển ra. Sán và Trác cực kỳ giật mình, nhìn thái cực phong ấn kéo dài ngàn dặm, đáy lòng lạnh lẽo. Đám người Khúc Hồng Nhan suýt xỉu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chút máu. Trên bầu trời vạn dặm đằng trước bọn họ, Lý Vân Tiêu ở trong móng vuốt rồng không có chút sức chống cự. Không chỉ thân thể Lý Vân Tiêu rách toạc đẫm máu, gần như mất hết ý thức, đáng sợ nhất là sóng âm xông vào linh đài thức hải, bắt đầu trắng trợn tàn sát bừa bãi. Sắp sửa đánh Lý Vân Tiêu hồn phi phách tán. Đột nhiên trong thức hải nổi lên ánh sáng vàng, ý thức bản nguyên của Lý Vân Tiêu biến ra thật thể ngồi xếp bằng ở trên, hai tay bắt ấn chĩa xuống. Một mảnh ma ha cổ tử vàng quanh Lý Vân Tiêu đó, chống lại sóng âm trùng kích. Cổ tử bị long hàng không ngừng phá hoại tan vỡ, thành bụi phấn vàng rơi vào người Lý Vân Tiêu, rất nhanh biến thành người vàng. Căn nguyên ý thức của Lý Vân Tiêu hóa thành thật thể, ngồi xếp bằng ở trên. Hai tay bắt ấn. Ầm 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 ầm. Một đống ma kha cổ tự bị đánh nát, tiếng rồng ngâm đánh vào thân hình căn nguyên thức hải của Lý Vân Tiêu. Trong linh đài lung lay gần như sắp nổ tung. Ý thức của Lý Vân Tiêu hét to. Không được. Đột nhiên trong thức hải mở ra một cánh cửa phong ấn ký ức. Vạn vật đều từ một khí sinh, thiên trong, địa chọc. Số địa diễn là 50, sử dụng 40 có 9. Trời định ngũ. Đất định ngũ. Hôm nay ngươi được truyền thừa của ta, ta sẽ tiễn ngươi vào luân hồi, còn lại phải xem tạo hóa của ngươi. Nếu như có thể chuyển thế trùng sinh, tương lai sẽ có một ngày mở ra cửa này, được đến toàn bộ đại diễn thần quyết phân tích của ta. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, ký ức bị thiếu trong thiên đăng sơn mạch từng cảnh trở về. Thần quyết hối ý nhiều năm khó hiểu bỗng chốc đột phá thông suốt sáng tỏ. Nguyên lai thần quyết phân tích vẫn luôn tại ở trong linh đài thức hải của ta, chẳng qua bị diễn thần phong ấn. Hắn sợ ta chuyển thế sống lại rồi tu vi chưa đủ, lỗ mãng xúc động đại diễn thần quyết, rơi vào hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu mừng như điên, hai tay nhanh chóng bắt ấn. Ánh sáng vàng rực rỡ dâng lên trên người hắn.
Từng chữ cái ma kha cổ tự trong thần quyết ma kha cổ tự lần lượt hiện ra trong không trung như ngọn núi giáng xuống. Ầm, ầm, ầm. Mỗi chữ giáng xuống là long hàng sẽ bị ức chế vài phần. Sau đó tất cả linh đài dập dờn, nổi lên ánh sáng trắng mông lung. Đầu tiên là tĩnh lặng như mặt hồ rồi như thủy triều sóng biển. Cùng với ma kha cổ tự giáng xuống, ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh, rốt cuộc tích lũy đến mức độ nhất định thì như hồ nước vỡ đê ầm ầm lao ra khỏi thức hải. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu bị móng vuốt rồng của chân long tóm chặt, đột nhiên người nổi lên ánh sáng trắng chặn lại chân long chi hàng. Giận Vũ giật mình kêu lên. Cái gì? Giận Vũ cứ nghĩ sắp kết thúc không ngờ đột nhiên sinh ra biến dị. Đám người Khúc Hồng Nhan tim rớt ra lồng ngực, xoay tròn mắt, không ngờ kết quả Lý Vân Tiêu chết chắc vậy mà xoay chuyển được. Bờ bên kia sông băng, Phong Yếu Ly ngạc nhiên, choáng váng mặt mày. Phong Yếu Ly kinh ngạc nói. Tia sáng kia, chẳng lẽ là... Cung điện lặng yên thật lâu lại truyền ra giọng Lâm. Đúng, chính là thuật thần chi quang. Thanh âm chất chứa ngạc nhiên. Hơn nữa tia sáng này làm ta cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ là diễn thần. Lòng linh mục địch máy động vội nói. Lý Vân Tiêu là truyền thừa đại diễn thần quyết truyền vào. Phong Yếu Ly biến sắc mặt kêu lên, cái gì? Phong Yếu Ly kinh ngạc kêu lên. Một mình hắn truyền thừa hai loại thần quyết, tuyệt đối không thể nào. Phong Yếu Ly tu luyện Thái Sơ chân quyết nên rất rành lai lịch của bốn thiên thần quyết, cũng biết rõ uy lực của nó khủng bố. Phong Yếu Ly chỉ tu luyện một cái đã không thể đến tận cùng chứ nói chi Lý Vân Tiêu có hai thiên. Phong Yếu Ly không biết rằng Lý Vân Tiêu đã thu thập đủ bốn thiên thần quyết nhưng vì tư chất thiên phú, tu vi có hạn nên không thể tu luyện từng cái một. Lâm không để ý tới Phong Yếu Ly, ung dung nói. Thì ra là vậy, thuật thần chi quang chắc không phải của chính hắn, hơn phân nửa là chỉ có diễn thần phong ấn trong cơ thể hắn, hiện tại bị chân long chi hàng chấn động ra. Chậc chậc, thật thú vị. Linh Mục Địch hỏi. Theo ý của đại nhân thì ai thắng trận chiến này? Lâm thản nhiên nói, nếu ta có thể đoán được thì đã trực tiếp đưa Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cho hắn, cần gì làm ra thế cục này. Điều duy nhất ta biết là, Giận Vũ sẽ phải lột ra. Nhóm Khúc Hồng Nhan nghe bọn họ nói chuyện vừa sợ vừa nóng nảy, không nghe hiểu sau này sẽ như thế nào. Mãi khi Lâm nói câu cuối thì ba nữ nhân mới nhẹ lòng, thả lỏng tinh thần. Trên bầu trời, thuật thần chi quang tràn ra từ người Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc đánh bật sóng âm về. Phản chấn làm óc Giận Vũ đau nhức. Giận Vũ lớn tiếng rít gào. Chuyện này là sao? Đôi mắt Giận Vũ đỏ ngầu. Không thể nào, đây là thuật thần chi quang, mặc dù là thuật thần chi quang cũng không thể ngăn cản chân long chi hàng của ta. Rốt cuộc là sao? Giận Vũ tức điên, thế này mà Lý Vân Tiêu vẫn không chết, làm Giận Vũ phát cuồng. Giận Vũ lại giơ nắm đấm lên ngưng tụ vô lượng hào quang. Đột nhiên Lý Vân Tiêu trợn to mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, quanh con mắt rậm rạp các loại phù văn. Thuật thần chi quang màu trắng đột nhiên ngừng lại, tinh thần lực cường đại tụ tập trong đôi mắt Lý Vân Tiêu thông qua nguyệt đồng bắn ra. Thần kỹ, thiên khuyết, ầm 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 ầm. Giận Vũ cảm thấy thức hải bị người đập một nhát búa, vô lượng quang trên long quyền bị nguyệt động nhìn chằm chằm không ngừng tan biến. Là thần kỹ của đồng tộc. Tim Giận Vũ rớt cái bịch, hai tay ôm đầu đau đớn rên rỉ. Không thể nào. Tại sao tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy được? Trong óc Giận Vũ như có ngàn vạn cương châm đâm vào, đau đầu muốn chết. Lý Vân Tiêu cảm giác con mắt phải trướng lớn sắp nứt ra, lực lượng thuật thần phong ấn trong thức hải như nước sông dâng trào, cuồn cuộn không dứt. Mắt phải muốn nhắm lại nhưng không có sức khép mà càng mở to hơn, cuối cùng bị kẹt cứng. Ầm 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 ầm. Chút lực lượng cuối cùng chút ra hết, mắt phải của Lý Vân Tiêu sưng như thạch lựu. Trong mắt lồi ra cực kỳ xấu xí. Giận Vũ thì miệng mũi chảy máu chật vật ngang ngửa Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Phong Yếu Ly trầm trọng nhìn lên trời. Bị tinh thần lực cường đại như vậy rót vào đầu, Giận Vũ tiêu đời rồi sao? Lúc này Lý Vân Tiêu cơ bản không có sức tái chiến, miệng mũi chảy máu, trên người lóe ra ánh sáng ngọc lưu ly không ngừng chữa trị thân xác, khí thế thấp đến cực điểm. Đặc biệt là khuôn mặt kia hoàn toàn bị nguyệt đồng chướng biến hình. Kinh lạc rậm rạp và mạch máu đầy mặt, Lý Vân Tiêu như một con quỷ. Giận Vũ thì chỉ có đầu máu, mắt N gây dại, cơ thể vẫn toát ra sức sống cường đại. Dù sao Nguyệt Đồng chủ yếu công kích linh đài thức hải của Giận Vũ, ảnh hưởng thân xác không quá nghiêm trọng.
Ánh sáng ngọc lưu ly không ngừng chữa trị thân thể Lý Vân Tiêu, hắn trở tay chộp, một đoàn sáng vàng hiện ra trong lòng bàn tay tỏa ánh sáng nhu hòa biến thành một kim luân bay ra chém vào đầu Giận Vũ. Linh đài Giận Vũ bị tổn hại, ngũ cảm lục thức giã tê dại, đần độn. Lý Vân Tiêu biết nếu để thời gian trôi qua, chờ Giận Vũ phục hồi lại thì nguy hiểm, phải thừa dịp người bệnh lấy mạng. Kim luân xoay trên trời diễn sinh ra muôn vàn dị tượng, không phải huyền khí bình thường. Trong cung điện truyền ra giọng Lâm kinh ngạc nói. Pháp thụ Kim Luân. Lâm ung dung nói. Thì ra sau khi đột phá còn dư lại hơn 10 ngày hắn dùng để nghiên cứu vật ấy, nhưng mà thời gian ngắn ngủi, có thể khống chế nó không? Trên pháp thụ Kim Luân hiện ra đại trận màu vàng minh mông, bên trong có mấy trăm bánh răng xoay tròn kéo toàn bộ đại trận. Có hàng vạn ma phù ẩn hiện trong đó, cực kỳ bí ẩn. Dầm. Đuôi rồng sau này Giận Vũ vỗ tới. Ánh sáng xanh xẹt qua không trung. Cái đuôi to đánh vào kim luân phá tan một nửa dị tượng. Nhưng dường như cái đuôi không còn nhiều lực lượng, Giận Vũ chưa tỉnh táo, chỉ có ý thức bản năng phòng ngự, hai tay giơ đằng trước chộp. Bùm 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 bùm. Kim luân xoay tròn kích thích lòng bàn tay Giận Vũ bắn ra vô số máu tươi, vảy rồng Beteren cánh tay bị chảy. Giận Vũ bị pháp thụ kim luân đè ép không ngừng thụt lùi ra sau nhưng không cách nào tổn thương long thể. Lý Vân Tiêu cau mày, hắn không còn ao nhiêu sức mạnh. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, một tay bắt ấn thu kim luân về cầm trong tay. Tay kia tung ra lục đinh lục giáp, 12 khôi lỗi bay ra vòng quanh Giận Vũ bảy binh bố trận. 6 cự linh khoảnh khắc biến ra, cầm binh khí chém hướng Giận Vũ trong trận. Ầm 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 ầm. 6 luồng quang kích quang xoa cùng giáng xuống người Giận Vũ, đánh gã bay lên. Lỗ hồng kiếm thương trên ngực bị xé rách mấy tấc, máu tràn ra. Thức hải của Giận Vũ bị tổn hại, người ngơ ngẩn đần độn không có chút linh tính, nhanh nhạy, chẳng biết né tránh, nhưng bản năng phòng ngự trong trận. Phong Yếu Ly thở dài, lắc đầu nói. Trong mắt Phong Yếu Ly có chút thương tiếc nhưng càng nhiều là vô cùng e dè Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch nở nụ cười, gật gù. Rốt cuộc là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lớp người mới thay người cũ. Đám người Vi Thanh nghe mà chua chát, mặt Lý Giật càng âm trầm như nước, trong mắt đầy hận thù. Lý Giật hận Lý Vân Tiêu tại sao mạnh như vậy, tại sao bản thân không có thực lực cường đại như thế. Ba nữ nhân yên lòng, Giận Vũ ở trong trận không ngừng bị cự linh công kích, mặc dù long thể cường đại nhưng bây giờ thủng lỗ chỗ, người đầy máu, không còn đường cứu lại. Phong Yếu Ly mắt lóe tia sáng. Thắng bại đã phân, không cần tái chiến tiếp đi. Giận Vũ thua. Khúc Hồng Nhan tức giận nạt. Mới rồi là kẻ nào nói bản thân không chịu thua thì không coi là thua, có trách nhiệm giữ công bằng vũ quyết. Phong Yếu Ly nhìn Khúc Hồng Nhan, lạnh lùng nói. Vì giữ công bằng cho vũ quyết nên bản quân mới đề nghị dừng tay. Giận Vũ hiện tại thần trí mơ hồ, không thể tự động nhận thua, đã đánh mất cơ hội chịu thua. Vừa rồi thì khác, tuy Lý Vân Tiêu bị thương nặng nhưng có cơ hội chịu thua. Già mồm át lẽ phải, nói bậy bạ. Phi Nghê bực tức nói. Chúng ta tuyệt đối không đồng ý chịu thua, phải quyết định sinh tử mới là điểm cuối của lần vũ quyết này. Phong Yếu Ly giơ lãnh kiếm băng xương lên, đôi mắt lóe tia sáng lạnh nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, đáy mắt lóe sát khí. Vũ quyết có quy định của nó, cần gì các ngươi có đồng ý không? Nếu các ngươi muốn làm trái thì Ngô đành dùng vũ lực giữ sự công bằng cho trận vũ quyết này. Đám người Linh Mục Địch còn bị đè dưới phong thiên ấn, hoảng sợ hét lên. Lâm đại nhân. Trong cung điện truyền ra giọng Lâm. Quy định vũ quyết nếu đặt ra thì nên là ta làm, ngươi là thứ gì? Trên bầu trời lóe hà quang, mơ hồ có bóng người thấp thoáng, nhẹ nhàng mờ mịt, không thấy chân thân nhưng khí thế siêu mạnh giáng xuống. Phong Yếu Ly biến sắc mặt giơ kiếm ngang trước người, nói. Vậy Lâm đại nhân cảm thấy quy định nên như thế nào? Tóm lại ta không đồng ý phân ra sinh tử. Không biết Phong Yếu Ly và Giận Vũ có hiệp định gì mà quyết tâm bảo vệ mạng sống cho Giận Vũ. Đột nhiên trên bầu trời vang tiếng nổ dữ dội, thập nhị đô thiên thần sát trận bị một lực lượng hùng hồn đập trúng, từ bên ngoài phá vỡ, toàn bộ đại trận tách thành hai. Lý Vân Tiêu bị trùng kích phun búng máu. Phụt! Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Ai đó? Lực lượng này không phải Giận Vũ, gã đã là nỏ mạnh hết đà, người đầy máu lơ lửng trong không trung gần ngất xỉu. Biến cố khiến mọi người kinh sợ, ngước lên nhìn. Trong hư vô đột nhiên tuôn ra nhiều ma khí đen ngòm bao bọc Giận Vũ lại,
dần biến mất. Phong Yếu Ly quát, càn rỡ, định cướp người trước mắt bản quân. Phong Yếu Ly thu về Thái Cực Phong Thiên Ấn, lắc người xuất hiện trên bầu trời. Lãnh kiếm băng xương quét qua hư vô. Bùm! Một kiếm quang bay ra chặn lại lãnh kiếm băng xương, băng và hỏa tung tóe. Trong bóng tối dần hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng sắc bén góc cạnh rõ ràng nhìn Phong Yếu Ly chằm chằm. Lý Vân Tiêu dùng mình, kinh kêu. Cổ Trần Kiếm, Bạc Vũ Kình. Mắt trái của hắn biến thành đen ngòm, ma đồng nhìn sâu trong hư vô, một thân hình già nua nua như ẩn như hiện. A, à, phát hiện ra ta sao? Người kia cười tủm tỉm bước ra từ hắc ám, cười nhìn mọi người. Khúc Hồng Nhan hết hồn hét lên. Lỗ Thông Tử. Hai người đứng trên bầu trời chính là Lỗ Thông Tử và Bạc Vũ Kình, vừa rồi thân thể giận vũ bị Lỗ Thông Tử dùng ma khí cuốn đi giờ không biết tung tích. Phong Yếu Ly lạnh giọng nói. Giao giận vũ ra đây. Bạc Vũ Kình không nói, sắc mặt lạnh băng không biểu tình, chẳng thèm để ý tới Phong Yếu Ly. Chết tiệt. Phong Yếu Ly quát mắng. Vậy thì chết cho bổn tọa. Lãnh kiếm băng xương bộc phát ra kiếm khí cường đại, như một nước đè xuống cổ trần phát ra tiếng ken két, rắc khẽ, nứt ra một cái khe. Khí lạnh ập đến kết lớp băng trên người Bạc Vũ Kình, đóng băng người. Lỗ Thông Tử mỉm cười nói. Quốc chủ đại nhân bớt giận. Lỗ Thông Tử giơ tay lên, một luồng ma nguyên hóa thành kình khí ập đến, bùm một tiếng đánh vào lãnh kiếm băng xương. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao, hàn băng tan rã. Bạc Vũ Kình giơ kiếm thụt lùi ra xa mấy trăm trượng. Bạc Vũ Kình cúi đầu nhìn lỗ hổng trên cổ trần đại kiếm, nhíu mày, nét mặt tức giận. Phong Yếu Ly không truy kích mà lạnh lùng nhìn Lỗ Thông Tử, lòng kinh sợ. Phong Yếu Ly không nhìn thấu tu vi của người trước mắt được, nhưng người này chỉ đứng yên đã có khí vũ tông sư một phái tạo áp lực cho Phong Yếu Ly. Ngươi nhận được bản quân, ngươi là ai? Ha ha ha, các hạ tất nhiên là Phong Yếu Ly quốc chủ của Tuyết Chi Quốc, lão hủ là thuật luyện sư thống ngự thiên hạ, tổng trưởng hóa thần hải, Lỗ Thông Tử. Phong Yếu Ly hết hồn, hừ mạnh. Bản quân mặc kệ ngươi là ai, mau giao giận vũ ra đây, không thì ngươi sẽ là người chết. Lỗ Thông Tử nói, các hạ cũng thấy tổn thương trên người giận vũ đại nhân, không thể dễ dàng chữa lành hết. Đặc biệt là linh đài thức hải bị thuật thần chi quang của Lý Vân Tiêu chấn vỡ hơn phân nửa, sợ là trong thiên hạ cũng chỉ có hóa thần hải của ta chữa được. Phong Yếu Ly nhíu mày hỏi, ý ngươi là không giao cho ngươi thì không được. Ha ha ha, Lỗ Thông Tử cười gật đầu nói, tuy nói không dễ nghe nhưng đúng vậy. Hừ, Phong Yếu Ly cười lạnh nói. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, sao bổn tọa biết ngươi có giáp tâm gì? Mưu đồ của ngươi là gì? Lỗ Thông Tử nói. Cái này liên quan gì quốc chủ? Chỉ cần ta có thể chữa lành cho giận vũ đại nhân thì đây chẳng phải là điều quốc chủ muốn sao? Phong Yếu Ly khịt mũi. Dù ngươi thật sự có năng lực này thì làm sao ta tin ngươi được? Lỗ Thông Tử cười nói. Ha ha ha, quốc chủ phải tin, hơn nữa lão hủ là tổng trưởng hóa thần hải. Sao có thể lừa quốc chủ? Phong Yếu Ly im lặng, phân vân khó lựa chọn. Giận vũ có tác dụng quan trọng với Phong Yếu Ly, tuyệt đối không thể bị người giết dễ dàng. Nhưng như Lỗ Thông Tử nói, Phong Yếu Ly không thể không tin, gã không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu Phong Yếu Ly mạnh mẽ tấn công, chưa biết có cướp giận vũ về từ tay hai người này được không? Lỗ Thông Tử cười nói. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, quốc chủ đại nhân cũng xem hiểu đúng không? Chúng ta có chung một mục đích là thiên phượng chân vĩ linh, quốc chủ đại nhân thật sự cam lòng chân vĩ linh bị Lý Vân Tiêu cướp đi sao? Lời thốt ra làm mọi người biến sắc mặt. Đám người Khúc Hồng Nhan vừa thoát khỏi Thái Cực Phong Thiên liền bay lên trời, đứng cạnh Lý Vân Tiêu chữa thương cho hắn. Nghe Lỗ Thông Tử châm ngòi thì bọn họ tức điên. Mặt Khúc Hồng Nhan lạnh băng, nàng nghĩ đến Lý Vân Tiêu nhiều lần khổ cực, trải qua sinh tử mới thắng được trận chiến này, lại có người muốn tử trong quấy phá. Khúc Hồng Nhan cắn răng nói. Lỗ Thông Tử, người thật sự nên chết đi. Lỗ Thông Tử cười không nói, nhìn phụ tử Vi Thanh bên dưới. Lỗ Thông Tử chắp tay nói. Hai vị chấp chính từ đại nhân, đến chỗ này chắc cũng vì chân vĩ linh. Vi Thanh nói. Đương nhiên. Lỗ Thông Tử cười nói. Hai vị đại nhân nghĩ thiên phượng chân vĩ linh thuộc về Lý Vân Tiêu có hợp lý không? Vi Thanh lắc đầu nói. Tự nhiên là không thích hợp. Linh Mục Địch vừa tức vừa buồn cười, nói.
có thích hợp hay không liên quan gì các ngươi. Chân vĩ linh này nói xa là thiên phượng, nói gần là của Lâm đại nhân. Lâm đại nhân muốn cho ai thì cho người đó, các ngươi xen vào làm gì? Lỗ thông tử nói. Không thể nói vậy, chân vĩ linh này là chí bảo thượng cổ thiên phượng để lại cho thiên vũ giới. Nơi đây có ai không phải là cường giả giới này? Phải có trách nhiệm với hướng đi của chân vĩ linh. Lý giật vỗ tay khen. Đúng đúng, lỗ thông tử đại nhân nói rất chí lý. Lý giật nịnh bợ, miệng ngọt như mật, cực phải. Lý giật vỗ tay tán thưởng đứng lên, tràn đầy nịnh nọt, hơn nữa cùng ăn mật, rất vui vẻ, mọi người nghẹn họng. Không ngờ tông sư như lỗ thông tử mà ra mặt dày tới mức này, lời gượng ép vậy mà cũng nói ra được. Vi Thanh cũng muốn vậy nhưng giờ thì giả bộ trầm tư nói. Tổng trưởng đại nhân nói đúng, trước đó ta không suy tính kỹ càng. Các vị nghĩ sao? Vi Thanh quay đầu nhìn hơn 10 người sau lưng. Ừm, có lý, đúng là có lý. Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là chí bảo của thiên vũ giới nên là mọi người cùng chung, sao có thể bị cá nhân hưởng? Đúng rồi. Vũ Quyết đánh cuộc trước đó là ta đã thấy không đúng. Theo ý ta thì nên để thánh vực đứng đầu thiên hạ bảo quản chân vĩ linh. Mọi người lập tức phụ họa, người một lời ta một tiếng, càng nói càng kích động. Vi Thanh nghe nói muốn cho thánh vực bảo quản thì vội chắp tay nói. Không dám không dám, tuy thánh vực lấy thiên hạ làm đầu nhưng muốn bảo quản chân vĩ linh nên là để người trong thiên hạ giám sát mới được. Khúc Hồng Nhan tức muốn xỉu. Nàng biết mấy người này không chỉ một, hai ngày nhưng chưa bao giờ ngờ sẽ vô liêm sỉ tới mức đó. Khúc Hồng Nhan tức giận chửi. Im hết đi, các ngươi còn có thể lại vô sỉ thêm nữa không? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Hồng Nhan, với đám vô sỉ này không giảng đạo lý được. Chúng ta hãy thấy rõ bộ dáng của bọn họ, nhớ kỹ. Ai nói câu nào, chờ khi ra khỏi vĩnh sinh chi giới liền tìm tên đó làm thịt, đánh đến hồn phi phách tán. Để hắn chọn kiếp không siêu sinh mới là chính đạo. Ui! Đám người trước cung điện sợ run rẩy, ai nấy mặt xám xịt, miệng lại không dám nói lời nào. Khúc Hồng Nhan cười lạnh nói. Phi Dương nói có lý, ta nhớ cái hình dạng của những người này. Khúc Hồng Nhan nhìn xuống dưới, quét mắt qua từng người. Đừng nói những người khác, ngay cả Vi Thanh cũng đổi sắc mặt. Lỗ thông tử cười tủm tỉm. Ha ha, Vân Tiêu trưởng lão. Đây là đang uy hiếp sao? Khuôn mặt lỗ thông tử hơi âm trầm, ma khí đen thui liên tục thoáng hiện trên khuôn mặt. Lý Vân Tiêu móc mũi búng trong tay. Uy hiếp rồi sao? Nếu tổng trưởng đại nhân khó chịu thì tới đánh ta đi. Tuy Lâm vẫn ẩn trong cung điện không ra mặt nhưng Lý Vân Tiêu tin tưởng cá tính gian trá, cẩn thận như lỗ thông tử sẽ không làm bừa. Lỗ thông tử nhìn mà buồn nôn, phẩy tay nói. Nếu Vân Tiêu trưởng lão còn tiếp tục trong mắt không có tổng trưởng, ngang ngược càn quấy thì ta sẽ suy xét cắt bỏ chức trưởng lão danh dự của Vân Tiêu trưởng lão. Lý Vân Tiêu giả bộ kinh hoàng khủng hoảng. Không thể nào, cắt bỏ chức trưởng lão danh dự của ta. Lý Vân Tiêu cười phá lên. Vậy mau làm đi. Lỗ thông tử sầm mặt xuống, hai người ở trên trời đối diện nhau, không khí trở nên túc sát nhưng rồi tĩnh lặng lại. Ý đồ của lỗ thông tử, Vi Thanh rất rõ ràng. Đó là muốn Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, thậm chí xóa sổ Lý Vân Tiêu. Nhưng Phản Yêu trong cung điện luôn thâm tàng bất lộ, vừa rồi tùy tiện chỉ điểm một cái giúp La Thanh Vân phá bỏ cửa ải tiến vào trưởng thiên cảnh. Tu vi như thế, hiểu biết thiên đạo khiến bọn họ hơi sợ. Giọng Lâm phát ra từ cung điện bình tĩnh nói. Một đám người nhàm chán, không khác gì phân chó trong mắt tay. Xuống đây đi, Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là của ngươi. Đám người lỗ thông tử hoàn toàn biến sắc mặt, có người tức giận trợn trừng cung điện, muốn xuyên thấu qua bức tường nhìn cảnh tượng bên trong nhưng bị lực lượng chặn lại. Mặc cho thần thức cường đại cỡ nào cũng không thể xuyên vào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Làm người quan trọng nhất là biết tự hiểu sức mình, vật như Thiên Phượng Chân Vĩ Linh sao thứ phân chó các ngươi có được. Ha 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 ha. Lý Vân Tiêu ngông nghênh cười càn rỡ, lòng thì nặng trĩu. Lý Vân Tiêu biết tình huống của Lâm khá tệ, đại nạn buông xuống nghĩa là tùy thời sẽ chết. Nếu đám lỗ thông tử mạnh mẽ trùng kích cung điện thì nhóm Lý Vân Tiêu khó mà ngăn cản được. Lý Vân Tiêu biểu hiện càn quấy ngang ngược vì khiến đối phương không sợ thật giả sâu cạn, càng là sợ ném chuột vỡ đồ. Đám người Lý Vân Tiêu từ trên bầu trời bay xuống, tiến vào cung điện. Sán và Trác canh giữ trước cửa cung điện, lạnh lùng nhìn mọi người, tràn đầy khinh miệt. Lỗ thông tử nói.
Quốc chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Phong Yếu Ly trợn trắng mắt liếc Lỗ Thông Tử. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Là ngươi nghĩ ra ý tưởng thì tự mình tìm cách đi. Nhưng ta thể phải nhắc nhở ngươi, vị Lâm đại nhân này trong cuộc chiến phong ma ngày xưa là tồn tại đỉnh giới vương cảnh. Lỗ Thông Tử cũng biết về giới vương cảnh, mặt âm trầm càng thêm khó coi. Trong hư không vang lên thanh âm xa lạ. Nhưng ngươi cũng biết là chuyện năm xưa, hiện tại không lợi hại như vậy. Một người từ từ bước ra, là cao thủ đám người Lý Vân Tiêu gặp gỡ khi mới vào vĩnh sinh chi giới, Bàng Vân. Lỗ Thông Tử nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Bất quá ngươi cũng biết đó là năm đó, hiện tại cũng không lợi hại như vậy. Hư không truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, từ từ có một người đi ra, chính là Lý Vân Tiêu đám người mới vừa vào vĩnh sinh chi giới thì gặp phải cao thủ Bàng Vân. Ngươi là ai? Trong vĩnh sinh chi giới có nhiều cao thủ, tùy tiện một người bước ra toàn là trưởng thiên thần cảnh. Nên đám người đỉnh cao xuất thân từ thiên vũ giới như bọn họ rất là buồn bực. Bàng Vân cười nói. Hư danh sớm bị thế nhân quên đi, chúng ta hãy nói việc chính đáng đi. Theo ta biết thì trong tay Phản Yêu không chỉ có thiên phượng chân vĩ linh còn hơn 10 cọng vũ linh bình thường, đều là báu vật vô giá. Thực lực của Phản Yêu không phải giới vương cảnh như 10 vạn năm trước. Có người nói Phản Yêu bị ma chủ đánh trọng thương rất cảnh giới. Các ngươi không phát hiện Phản Yêu chưa bao giờ lộ mặt ra sao? Chắc chắn có vấn đề. Lỗ Thông Tử chắp tay nói. Lỗ Thông Tử nhíu hỏi. Vị đại nhân này nói có lý, chẳng biết đại nhân cho rằng vấn đề đó là gì. Bàng Vân nói. Ta đoán hơn phân nửa là vết thương ngày xưa chưa lành nên khó khăn hành động. Không thì mới rồi các ngươi nói chuyện hỗn láo vậy, muốn chia cắt chân vĩ linh. Phản Yêu đã tức giận lao ra phân thây các ngươi rồi. Lỗ Thông Tử làm vẻ mặt thỉnh giáo. Có lý, vậy bây giờ phải làm gì đây? Bàng Vân hắng giọng. Khụ khụ, đương nhiên là giết vào rồi, sau đó cướp đi lông chim thiên phượng. Lỗ Thông Tử chắp tay ra hiệu mời. Tốt, vậy chúng ta sẽ lấy đại nhân dẫn đầu, đi theo đại nhân cùng giết xuống. Ý là để Bàng Vân đi đầu. Bàng Vân hơi biến sắc mặt, nói. Việc này nên là mọi người chung sức đồng lòng, còn phân chia trước sau gì. Nếu nhất định phải đề cử một người dẫn đầu thì các hạ rất có danh vọng, dù sao cũng là tổng trưởng gì đó. Lỗ Thông Tử xua tay, khiêm tốn nói. Ha ha ha, tổng trưởng gì đâu, chỉ là hư danh. Các hạ hiểu biết nhiều về tình hình Phản Yêu, nên là các hạ dẫn dắt chúng ta mới đúng. Bàng Vân cũng xua tay. Ha ha, tại hạ có hiểu gì đâu, chỉ là tin vỉa hè. Hai người nhường tới nhường lui nói không dứt. Cách xa ngàn trượng, không gian dao động, một nam nhân bước ra. Nam nhân vẻ mặt châm chọc. Chỉ là một yêu tộc, đáng sợ vậy sao? Mới rồi Lý Vân Tiêu và Giận Vũ gây dao động quá lớn, e rằng đã kinh động một đám lão quái vật chạy tới. Dù lấy được thiên phượng chân vĩ linh thì bọn họ khó thể sở hữu nó. Phong Yếu Ly có suy tính khác. Chẳng ham hố gì thiên phượng chân vĩ linh mà chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu lấy tàn hồn họa đấu. Lỗ Thông Tử nhìn người mới đến, giơ ngón tay cái lên khen. Các hạ rất có khí phách. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Nếu các vị không dám lên trước thì để bản công tử đánh trận đầu. Mấy thanh âm cùng vang lên. Hay! Lỗ Thông Tử, Bàng Vân hoan nghênh hai tay hai chân. Nam nhân không nói gì, nhếch mép cười phạt. Phất ống tay áo. Theo ta đi. Nam nhân lao xuống. Thấy có người dẫn đầu thì cả đám hưng phấn. Hơn nữa người dẫn đầu có tu vi trưởng thiên cảnh, chắc có thể thăm dò được sâu cạn trong điện. Sán và Trác một trái một phải đứng trước cung điện, trợn to mắt nói. To gan gàn rỡ. Toàn bộ đứng lại. Hai người chừng đoàn người kéo đến, khí thế bộc phát ập đến. Người đi đầu hơi biến sắc mặt nói. Hai người này là tồn tại hư cực, ta không đánh lại, trong các ngươi ai giải quyết? Bàng Vân nhíu mày nói. Ngươi thậm chí không đánh La Ị thủ vệ mà còn muốn vào Phản Yêu. Người kia lạnh lùng nói. Ta chỉ nói lúc này Phản Yêu không được chứ không nói thủ vệ cũng bất lực. Nếu không phải các ngươi nhát như thế thì thiên phượng chân vĩ linh đã sớm nằm trong túi mọi người. Trác hét to một tiếng. Đám chuột nhắt chết tiệt. Bằng vào các ngươi cũng xứng Lâm đại nhân ra tay sao? Hai chúng ta đủ rồi. Lưỡi búa to hơ một cái chém tới. Người dẫn đầu sớm cảnh giác, đạp thân pháp né thoát. Lỗ Thông Tử trầm giọng nói.
đã đến bước này rồi không ai còn đường lui, lên. Lỗ Thông Tử lật tay lấy một thứ ra, là Minh Luân mà Kỳ Thắng Phong để lại, vô cùng sắc bén, tỏa ra ánh sáng âm u. Mấy người khác cũng quyết tâm, khí thế kinh thiên bùng nổ ập hướng Sán và Trác. Giọng Lâm phát ra từ cung điện. Một đám tự tìm chết, để bọn họ vào đi. Thanh âm không chút tình cảm khiến đám người nghe rùng mình, cực kỳ cảnh giác. Sán và Trác liếc nhau, quay đầu lao vào cung điện. Trong đại điện, tay Lý Vân Tiêu nâng một hộp ngọc dài, là thiên phượng chân vĩ linh mà Lâm đưa cho. Dù chưa mở ra nhưng có thể cảm nhận được bên trong không tầm thường. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Lâm đại nhân khiến Sán và Trác lùi lại vào điện thì rắc rối rồi. Nhóm Lỗ Thông Tử hơn phân nửa có thể đoán được tình huống của đại nhân không ổn. Quả cầu ánh sáng màu vàng trong đại điện liên tục nhấp nháy, Lâm lạnh nhạt nói. Tình huống của ta vốn không ổn, để nhóm Sán ở bên ngoài chỉ tăng thêm nguy hiểm cho bọn họ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Nghe đại nhân nói như thế dường như có cách ứng đối. Lâm nói. Không có. Lý Vân Tiêu lật tay cất đi thiên phượng chân vĩ linh, lo lắng hỏi. Cái này, vậy nên đối phó làm sao? Lâm nói. Hết thảy tùy duyên, ta còn sức công kích một lần. Tim mọi người đập nhanh, giật mình ngẩng đầu lên. Vẻ mặt linh mục địch đau buồn trầm giọng nói. Đại nhân nói vậy là ý gì? Lâm nói. Ta không còn nhiều thời gian, dùng hy sinh tuổi thọ trả giá phát huy ra sức mạnh tạo hóa cảnh đánh một kích. Bọn họ có thể tránh được hay không phải xem vận mệnh của chính họ. Trong đại điện tràn ngập không khí đau buồn, mọi người biết rõ sau một kích đó Lâm sẽ không còn tồn tại. Lý Vân Tiêu nói. Làm ơn đừng buồn vậy không? Chúng ta hợp sức giết ra ngoài, tóm lại sẽ mở ra một con đường. Linh Mục Địch nói. Lý Vân Tiêu nói không sai. Bọn họ muốn giữ lại tất cả chúng ta là chuyện không thể nào. Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lâm ta đây từ khi nào cần chạy trốn để bảo vệ mạng sống. Huống chi những người này xâm nhập vào cấm địa của ta, sao có thể bỏ qua. Lúc này Trác và Sán lui vào. Đám người Lỗ Thông Tử vào theo, đứng ở cửa đại điện, cách quả cầu ánh sáng vàng trăm trượng, lạnh lùng rằng co. Nam nhân thủ lĩnh dương mắt nhìn đại điện, nhếch mép cười lạnh. Lâm. Người đâu? Trong quả cầu ánh sáng vàng phát ra giọng Lâm. Ngươi là ai? Nam nhân ngạc nhiên, con ngươi có rít nhìn quả cầu ánh sáng vàng chằm chằm. Nam nhân cười gằn. Ha ha ha, ngươi đã yếu ớt đến mức khó thể giữ được thân thể sao? Đám người Lỗ Thông Tử giật nảy mình nhìn quả cầu ánh sáng vàng, thật khó tin cường giả giới vương cảnh trong truyền thuyết đã suy yếu đến mức này. Lâm nói. Lý Vân Tiêu, các ngươi đến đằng sau ta đi. Đám người Lý Vân Tiêu không đáp, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nam nhân thủ lĩnh cười khẩy nói. Bộ dạng của ngươi đã thế này rồi còn muốn bảo vệ bọn họ. Trác rít gào. Lâm đại nhân, hãy để ta xé xác bọn họ ra. Tay và lão Sán cho tới bây giờ còn không sợ chết. Lâm cười nhạt một tiếng, nói. Đồ ngốc, ta đã bao giờ nói các ngươi sợ chết. Nhưng không cần hy sinh vô ích, mau tới đằng sau ta. Sán dự cảm được điều gì, đứng im không nhúc nhích. Sán trầm giọng nói. Đại nhân, xin hãy cho ta biết tiếp theo là gì. Chúng ta đứng sau lưng đại nhân rồi làm gì tiếp. Quả cầu ánh sáng vàng xoay tít, ánh sáng trở nên nhu hòa. Lâm chậm rãi nói. Tiếp theo thì, các ngươi không cần quan tâm. Nam nhân thủ lĩnh dẫn đám người từng bước tiến lên nghe vậy khựng lại, kinh ngạc hỏi. À, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Biểu tình của Sán trầm trọng lắc đầu nói. Ta sẽ không đi qua. Theo đại nhân không biết đã bao nhiêu năm tháng, bản thân cũng quên. Thiên vũ giới bây giờ đã không phải là thời đại chúng ta từng ở, ta không có chút hứng thú. Trác trầm giọng nói. Ta cũng không hứng thú chút nào. Quả cầu ánh sáng vàng xoay nhanh, đại điện tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu chợt người quay người đối mặt đám Lỗ Thông Tử, tiến lên trước mấy bước. Đại nhân hãy chết tâm đi. Dựa vào hy sinh mạng sống nữ nhân chạy trốn thì tương lai chúng ta làm sao trực diện lòng mình. Lý Vân Tiêu nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm, cần nàng hy sinh bản thân bảo vệ bọn họ, hắn rất tức giận, máu đốt cháy. Nam nhân dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài. À, định liều mạng sao? Lúc này Lý Vân Tiêu bị thương rát nặng, hắn lấy một hộp ngọc ra, nhẹ nhàng mở nắp.
một vầng sáng vàng mông lung dâng lên từ bên trong. Tim Phi Nghê đập nhanh, nàng cảm ứng được bên trong chính là một cọng lông thiên phượng. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp, cọng phượng vũ rơi vào lòng bàn tay rực lửa, từ từ đốt cháy. Đây là Lâm cho Lý Vân Tiêu để hắn luyện hóa hấp thu chân lực thiên phượng bên trong đột phá trưởng thiên cảnh, nhưng bây giờ hắn trực tiếp dùng để chữa thương. Phượng vũ bốc cháy, ngọn lửa tỏa ra từng vòng thiên phượng chân quang, bị Lý Vân Tiêu thi triển tạo hóa nhất khí quyết chớp mắt hút vào người. Con người Diêu Kim Lương co rút, mặt vặn vẹo giống to xông lên. Lông thiên phượng của ta. Vi Thanh giật mình kêu lên. Diêu Kim Lương. Vi Thanh hấp tấp quát nạt. Mau trở lại. Nhưng làm sao kêu Diêu Kim Lương về được. Diêu Kim Lương khát vọng đột phá trưởng thiên cảnh, cộng thêm Lý Vân Tiêu, La Thanh Vân liên tiếp đột phá trước mắt gã, các đường cường giả không ngừng xuất hiện, thực lực đều trên gã, Diêu Kim Lương bị kích thích mất lý trí. Giờ phút này vừa thấy lông thiên phượng là Diêu Kim Lương không nhịn nổi, mắt đỏ ngầu lao tới. Trên không trung quỷ lăng rảo cởi bỏ niêm phong. Táng vân thú cũng gầm giống xông lên song song với Diêu Kim Lương. Một người một thú khí thế dung hợp hoàn mỹ biến thành công kích xoắn ốc, bên trên hiện ra chữ đấu ánh vàng. Đấu chiến thánh quyết. Mặt đất bị lực lượng này xới tung tàn phá, không gian lung lay. Khúc Hồng Nhan kinh sợ, nàng sợ Lý Vân Tiêu lại bị thương, cầm kiếm tiến lên nhưng hắn ngăn lại. Lý Vân Tiêu nói, cứ để ta đánh. Quang minh lưu ly thân của Lý Vân Tiêu không ngừng chữa trị nội thương, giờ hút vào nhiều thiên phượng chân lực, lực lượng đã phục hồi khá nhiều. Giữa ta và ngươi đúng là nên chấm dứt, vốn còn rất nhiều chuyện nên không rảnh quan tâm ngươi, nếu ngươi đã lao ra rồi thì giải quyết chuyện ngươi và ta trước, cho ngươi sớm kéo màn. Diêu Kim Lương nghe vậy giận dữ, hai người vốn nổi tiếng hiện tại đã là khác nhau một trời một vực. Diêu Kim Lương ở trong mắt đối phương chẳng đáng một đồng. Lòng xấu hổ và tức giận nổi lên, Diêu Kim Lương mạng dồn hết lực lượng vào huyền khí. Đấu chiến thánh quyết lại tăng uy thế thêm mấy phần. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, toàn thân hóa thành ánh sáng vàng lấp lánh. Pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, tự bắt ấn. Tam ấn hợp nhất. Đại thủ ấn ngưng tụ trên cao, chớp mắt biến thành rồng vàng gầm giống xông lên. Ầm 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 ầm. Quỷ lăng rào chém vào rồng vàng, đẩy rồng vàng liên tục thụt lùi, tan vỡ thế của nó. Mắt Lý Vân Tiêu lấp lánh tia sáng vàng, ba mặt pháp tướng đều lộ vẻ lạnh lùng cùng nói. Không tệ. Tiếc rằng ngươi vẫn phải kéo màn trước tiên. Pháp tướng trước mặt một tay bắt ấn, tay khác giơ lên cao. Lôi vân mấy trăm loại màu sắc hiện ra, cuồn cuộn trên bầu trời. Thiên lôi động, điện chỉ. Hai ngón tay phải khép lại, tử lôi nhảy nhót đột nhiên gấy trô tới trước. Ầm 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 ầm. Đại điện tràn đầy tiếng sấm sét, một tử lôi thô cỡ cánh tay tràn ra. Khi rồng vàng bị nổ tung thì đánh vào quỷ lăng rảo. Bùm. Trong quỷ lăng rảo không ngừng phát ra thanh âm tan vỡ, sau đó tử lôi xuyên thấu qua mãnh liệt bắn vào cơ thể Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú. Lôi vân nhiều màu trên bầu trời lao nhanh xuống, ầm vang nổ tung giữa một người một thú. Táng Vân Thú kêu thảm một tiếng, bầu trời đẫm máu, không biết là máu thú hay máu người, đều bia đi. Bùm! Bùm! Hai thanh âm bị đánh bay đập vào vách tường cung điện, trượt xuống. Cơ thể Táng Vân Thú. Diêu Kim Lương khét đen mảng lớn, không ngừng bốc khói dường như bị điện chín. Quỷ lăng rảo rơi một bên, bị tử lôi đánh méo. Miệng Táng Vân Thú phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, không ngừng dùng chân trước đụng vào Diêu Kim Lương, rên rỉ. Một lúc sau Diêu Kim Lương phun ra bãi máu. Phụt! Diêu Kim Lương vùng vẫy bỏ dậy nhưng đôi chân run bần bật. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Diêu Kim Lương. Lý Vân Tiêu thu ba đầu sáu tay, xê hỉ nhìn. Một kích vừa rồi động vết thương trong người Lý Vân Tiêu, nhưng lực lượng Long Thiên Vũ không ngừng bị hấp thu. Ha ha ha, ha 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 ha. Diêu Kim Lương đột nhiên cười phá lên, cười đến gương mặt vặn vẹo. Diêu Kim Lương nghiến răng. Cổ Phi Dương, ngươi muốn giết ta sao? Năm đó ngươi không được, hiện tại vẫn như cũ không được. Diêu Kim Lương mãnh liệt chuyển động công lực, thoáng chốc đánh gãy tâm mạch của mình. Máu chảy từ khóe môi Diêu Kim Lương như bức rèm che nhỏ xuống đất. Diêu Kim Lương tự biết khó tránh một kiếp, gã thà chết vì tự sát, giữ lại chút tôn nghiêm vũ đế chứ không muốn đáng thương chết trong tay Lý Vân Tiêu. Growl growl. Táng Vân Thú đột nhiên trầm thấp rên rỉ, mắt nhỏ xuống từng giọt lệ.
Táng Vân Thú rên rỉ vài tiếng bi thương rồi ngừng, nằm dưới chân Diêu Kim Lương không nhúc nhích, đã tắt thở. Một người một thú lặng yên trong góc đại điện, tựa như pho tượng nặng nề. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, nhớ ngày xưa trong thánh vực tranh giành phong hào danh tiếng thì khoái ý hào hùng, Lý Vân Tiêu bỗng có cảm xúc thỏ chết cáo buồn. Nam nhân dẫn đầu đột nhiên cười nói, nghiền ngẫm khen ngợi. Chậc chậc, đây là thực lực của chủ giới thần bi sao? Bị thương như thế mà có thể thi triển ra một kích cường đại đến vậy, quả nhiên có chỗ hơn người. Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn, vươn tay ra chỉ vào hắn, lạnh giọng nói. Bản thiếu gia có nhiều loại công kích cường đại, tiếp theo sẽ lần lượt dùng trên người của ngươi. Nam nhân dẫn đầu vỗ tay cười nói. Hoan nghênh, đã lâu không đánh nhau, ta đang ngứa ra chờ ngươi gãi đây. Diêu Kim Lương chết làm tâm tình Lý Vân Tiêu khá tệ, sát khí nặng nề trong đại điện. Khí thế mọi người quyết liệt bắn ra hỏa hao trong không trung. Nếu ra tay thì sẽ là kinh thiên động địa, nhưng không người dám hành động trước. Nam nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu đang kéo dài thời gian phục hồi vết thương, cần ra tay sớm không nên chậm trễ. Lỗ Thông Tử nói. Hết thảy nghe các hạ sai khiến. Những người còn lại cũng gật đầu lia. Nam nhân dẫn đầu khinh thường hừ mũi. Ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề, chỉ sợ giống Diêu Kim Lương kia xông lên rồi không có hậu viện, uổng công chết thảm. Lỗ Thông Tử nói. Cái này không giống nhau. Diêu Kim Lương hành động một mình, ai ngờ hắn ra tay đột ngột vậy. Không thể vì một mình hắn mà rối loạn tổng thể. Chỉ cần các hạ dẫn đầu, chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vi Thanh cũng nói. Cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định chung sức đồng lòng, tuyệt đối không hài lòng. Khi có đông cường giả thì suy nghĩ của Vi Thanh rất đơn giản. Cướp được Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là tốt, không giành được cũng chẳng sao. Nhất định phải ức chế Lý Vân Tiêu phát triển. Nếu mặc kệ hắn phát triển tiếp thì thật là đáng sợ. Nếu có thể giết Lý Vân Tiêu vào lúc này, chuyến đu vĩnh sinh chi giới không uổng phí. Phong Yếu Ly cùng có ý tưởng này. Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là thứ yếu, then chốt là tàn hồn họa đấu trên người Lý Vân Tiêu. Vào lúc này đám người chung ý kiến đến lạ, có loại cùng chung mối thù. Nam nhân dẫn đầu dường như nhận ra bầu không khí vi diệu này, hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nam nhân dẫn đầu cười nói. Tốt, vậy thì chung sức đồng lòng. Nam nhân dẫn đầu không dây dưa, quả nhiên xông lên phía trước, vung tay phất một mảnh kiếm quang trắng xóa. Nam nhân dẫn đầu nói. Để ta đối phó Lý Vân Tiêu, cho ta kiến thức xem sự lợi hại của chủ giới thần bi có điểm nào hơn người mà được thiên đạo xem trọng. Đám người Lỗ Thông Tử cũng giữ lời, nghiêm túc theo sau. Thấy nam nhân dẫn đầu chọn Lý Vân Tiêu thì cả đám nhíu mày, ngẫm nghĩ, chân mày lại giãn ra. Tự tìm đối thủ lao lên. Tuy Lý Vân Tiêu bị thương, thực lực giảm bớt nhiều nhưng hắn là nhân vật quan trọng nhất, khó thể đối phó. Bọn họ vui vẻ để nam nhân dẫn đầu đi lên trước. Lý Vân Tiêu cầm kiếm nghênh đón, lòng thầm bực bội. Danh hiệu chủ giới thần bi đem lại rắc rối cho hắn, toàn lão quái vật kéo đến. Đối phương không dốc sức liều mạng công kích, chỉ đánh thăm dò. Hai người đánh qua lại hơn 10 chiêu. Đối phương ung dung như thể luận bàn với Lý Vân Tiêu. Cách đó không xa truyền đến tiếng hét tức giận của Vi Thanh. La Thanh Vân, ngươi làm cái gì? Mặt Vi Thanh xanh mét, tức điên lên. La Thanh Vân tiến lên một bước chặn đường Vi Thanh, giơ thương nói. Xin lỗi, Vi Thanh đại nhân, ta nhận ân huệ của Lâm đại nhân, không thể khoanh tay nhìn. Vi Thanh lạnh lùng nói. Vậy còn ân huệ ngươi nhận từ ta thì sao? Nếu không có ta thì ngươi có thể thành tựu thập giai thần huyết, có tư cách đứng ở nơi này nói với ta sao? La Thanh Vân nói. Ta làm việc giúp đại nhân mấy lần đã xem như huề nhau. Huề nhau, đồ phong ân phụ nghĩa. Vi Thanh nổi giận. Ta có thể một tay đem dẫn ngươi lên thì có thể một tay đè ngươi xuống. Vi Thanh tức giận, lòng bàn tay dâng lên ánh sáng vàng đẩy mạnh ra. La Thanh Vân không lên tiếng. Chiến thương ngang trước người mặc cho Vi Thanh công kích kêu bùm bùm, từng giải sáng khuếch tán. La Thanh Vân chỉ thủ chứ không tấn công, Vi Thanh càng đánh càng giận nhưng cũng bó tay, chỉ có thể công kích điên cuồng chút giận. Ầm 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 ầm. Toàn đại điện không chịu nổi mọi người hỗn chiến dao động lực lượng, đại điện bỗng nhiên sụp xuống hóa thành vô số đá vụn bay đi bốn phía. Ba nữ nhân Khúc Hồng Nhan và sư huynh đệ Lỗ Thông Tử đánh túi bụi. Mạch đấu với Vi Vô Nhai.
Sán và Trác hợp sức liên tục đánh lùi Phong Yếu Ly. Bàng Vân chiến đấu với Linh Mục địch, thực lực Nam Phong Tuyển yếu kém bị Bắc Quyến Nam mang theo Tuần Thiên Đấu Ngưu ngăn lại. Ba người Bố Tử cũng lao qua, chiến đấu với những cao thủ dưới thần cảnh. Không trung bị đánh tan vỡ, khắp nơi là thần thông tuyệt kỹ, cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu thầm lo âu, tuy bọn họ hơi chiếm ưu thế nhưng đối thủ của hắn cực kỳ quái dị. Sâu không thấy đáy, mặc kệ Lý Vân Tiêu ra chiêu thế nào thì nam nhân dẫn đầu đều bám đuổi quyết liệt. Mạnh liền mạnh, yếu thì đối phương cũng yếu theo, dính như sam. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Sốt cuộc ngươi là ai? Khóe môi nam nhân dẫn đầu cong lên. Ha ha ha, là ai đều không quan trọng, bản công tử chỉ muốn giới thần bi của ngươi. Nếu chịu cho thì bản công tử xoay người đi ngay. À không, ta xoay người liền phản chiến đối phó bọn họ giúp ngươi, chịu không? Nam nhân dẫn đầu vung kiếm cực kỳ tiêu sái, từ đầu đến cuối chỉ dùng đâm, chém, chặt, tước, các chiêu thức cực kỳ đơn giản, không kết cấu gì. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao mới làm được tùy ý thích, thoải mái thi triển như nước chảy mây trôi. Lý Vân Tiêu dò hỏi. Bản thiếu gia bị thương nặng, nếu người đánh hết sức đã sớm giải quyết được ta, không cần làm bộ làm tịch. Trong lòng người có điều kiêng dè phải không? Nam nhân dẫn đầu cười khẩy nói. Ha ha ha, kiêng dè, ta sợ cái gì? Nhưng nụ cười hơi miễn cưỡng. Lý Vân Tiêu xác định được ngay suy nghĩ trong lòng. Ta cũng rất muốn biết ngươi kiêng kỵ cái gì, càng muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Nam nhân dẫn đầu lạnh lùng cười. Biết những thứ này không có chỗ tốt nào cho ngươi. Lý Vân Tiêu buồn cười nói. Ngươi muốn cướp giới thần bi của ta rồi, ta còn trông chờ vào chỗ tốt gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.